chương 601, thành trống. Khi nhận được điện thoại của cơ khinh xa, thì tín hiệu di động của tiêu phàm đang không được tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, tiêu chân nhân đang ở trong một sa mạc ở Tây Á. Rời khỏi thành phố Lục Khúc, tiêu phàm trực tiếp đến khu Tây Á, chạy tới tổng đàn Tây Ly Giáo. Cho dù ngày thường tiêu chân nhân liệu sự như thần, nhưng lần này lại đoán sai. Nói như thế không phải là thực lực của Tây Ly Giáo quá hùng mạnh nên nên khiến tiêu phàm gặp rắc rối, mà là hiện tại những thứ mà Tiêu Phàm đang nhìn thấy hoàn toàn là một đống hoang tàn. Ở đây có một ốc đảo lớn, trong sa mạc rất hiếm gặp một ốc đảo lớn như vậy. Có thể khẳng định là trước kia ốc đảo này rất xanh tươi, tràn đầy sức sống. Điểm này có thể nhìn ra được dựa vào những công trình kiến trúc có tính vĩnh cửu chi chít trên ốc đảo. Bình thường thì cho dù trên ốc đảo có dân mục cư sinh sống thì cũng chỉ dựng lều trại, hòa hợp với thiên nhiên. Trong sa mạc khí trời luôn thay đổi, khiến người ta khó mà nắm bắt được. Nhưng ở ốc đảo này lại có những công trình kiến trúc có tính vĩnh cửu nối nhau san sát. Đây là một nơi tập trung dân cư có tính vĩnh cửu. Căn cứ tình báo của Uông Vĩ Thành, nơi này chính là tổng đàn của Tây Ly giáo. Là đệ tử thân truyền của Dung Thiên Tổ sư, Uông Vĩ Thành đã ở ốc đảo này một thời gian. Tiêu Phàm rất dễ dàng tìm ra được nơi này, đến nửa bước cũng không đi, có thể thấy được Uông Vĩ Thành rất lưu manh, không đùa giỡn tự cho là khôn vặt trước mặt hắn. Một người hoa muốn tiếp cận với tổng đàn Tây Ly vốn dĩ rất khó. Người ở đây có tính bài ngoại, đối với người ngoại tộc chính là không cùng tổ tiên thì tâm cũng khác. Nhưng việc này không làm khó tiêu phàm được, dọc đường đi cũng không phải là không có người khiêu khích, cố ý làm khó dễ. Những người này đều nhận phải sự trừng phạt nghiêm khắc, tiêu phàm ra tay không chút dung tình. Lúc này tính cách tiêu chân nhân thay đổi rất lớn, nóng nảy hơn nhiều so với trước kia audio điện tử võ tấn bền. Đương nhiên, sở dĩ Tiêu Phàm xuống tay vô tình không chỉ bởi vì tính cách thay đổi mà còn vì tình hình hiện tại thực sự rất bức bách. Ở trong này mà ôn hòa thì chính là tự mình đi tìm tai vạ. Người hồ ở đây tuyệt đối sẽ không vì tính tính của bạn tốt mà thân mật với bạn, ngược lại họ cho rằng người yếu đuối thì có thể bắt nạt. Hơn nữa phong tục tập quán của họ cũng khác với người Hoa Hạ, những điều cấm kỵ rất nhiều. Người ngoài đến đây, chỉ cần không cẩn thận một chút thôi là sẽ phàm vào điều kiêng kỵ của họ. Sau đó sẽ có một đống người xông lại đánh gỡ yêu ta ết bạn. Tiêu phàm không có nhiều thời gian rằng co cùng bọn họ như vậy, trực tiếp ra tay giáo huấn là biện pháp tốt nhất. Sau đó thì tất nhiên là các bộ tộc ở ven đường đều kinh sợ vị khách đến từ phương đông này. Sau khi ra tay giáo huấn vài lần, tiêu phàm đi thẳng tới ốc đảo nơi có tổng đàn Tây Ly Giáo, trên đường không gặp thêm bất kỳ phiền phức nào nữa cho đến khi tiêu phàm nhìn thấy không khí trầm lặng trên ốc đảo không có một người nào cả cho dù ốc đảo chiếm diện tích không nhỏ nhưng tiêu phàm vẫn nhanh chóng dạo qua một vòng tất cả kiến trúc đều không bị hao tổn gì nhưng không nhìn thấy bóng dáng nửa người tất cả những thứ đáng giá đều bị mang đi không để lại thứ gì toàn bộ tổng đàn tây ly đã rút lui đây là phán đoán bước đầu của tiêu phàm uông vĩ thành không mật báo hiểm nghi bởi vì tiêu phàm có thể nhìn ra được nơi này được chuyển đi hết không phải mới xảy ra gần đây mà ít nhất cũng phải khoảng một tháng rồi trên nền nhà trên mặt các dụng cụ gia đình đều có rất nhiều cắt bụi hắn tìm được uông vĩ thành ở thành phố lục khúc tuy nhiên đó là trước đó vài ngày thời gian không khớp nhau hơn nữa uông vĩ thành cũng không thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy được không phải tiêu phàm tin tưởng phẩm hạnh của ông ta mấu chốt là uông vĩ thành không chỉ có một mình mà sau lưng ông ta còn có cả một gia tộc. Nếu ông ta dám lật lọng trước mặt Tiêu Phàm thì cũng chính là gây phiền toái cho cả Uông gia. Nói cách khác những nhân vật lớn của Tây Ly giáo sợ có một ngày Tiêu Phàm đến trả thù nên đã rút lui trước rồi. Không thể nghi ngờ, đây là một quyết định chính xác, hiện tại không phải là Tiêu Phàm đã đến rồi sao? Tuy rằng giáo chúng của Tây Ly giáo Đông, nội tình thâm hậu, đây là đại giáo phái nổi tiếng ở khu vực Tây Á, nhưng các nhân vật quan trọng của giáo đều trong tình trạng bị trọng thương chưa lành. dung thiên tổ sư thực sự không dám hy vọng xa vời, dựa vào các đệ tử khác trong giáo có thể ngăn cản tiêu phàm và vô cực môn của hắn. nên so với việc ngồi chờ tiêu phàm ghiota ít đến tận cửa, thì tránh đi sớm hơn một chút thì tốt hơn. đối đầu với tiêu phàm và vô cực môn thực sự là không nắm chắc được. thắng, đơn giản là có được bình an nhất thời. một khi thua thì tai họa sẽ ngập đầu lẽ nào còn có thể hy vọng kẻ địch của mình sẽ hạ thủ lưu tình sao? Bài toán này, Dung Thiên Tổ Sư và các nhân vật đầu não của Tây Ly Vực đều đã tính rất rõ ràng. Vì thế họ đã để lại cho tiêu phàm một tòa thành trống không? Tiêu phàm tế lên huyền vũ giáp, thả ra thần niệm lực, vận dụng thiên nhãn thần thông, tỉ mỉ tìm lại một lần nữa. Suốt cục xác định, nơi này quả thực là một tòa thành trống không, không để lại bất cứ vật gì còn sống. Tiêu phàm rất tức giận, không thể không thừa nhận chiêu này của Dung Thiên Tổ sư rất tuyệt. So với người Hoa, những người Tây Á này càng thực tế chứ không sĩ diện. Tất nhiên, một giáo phái lớn như vậy, rút lui toàn bộ thì không thể không để lại chút dấu vết gì. Nếu Tiêu Phàm đồng ý ở lại, cẩn thận tìm kiếm thì chắc chắn có thể tìm được manh mối. Tuy nhiên, điều Tiêu Phàm lo lắng là, cho dù mình có vất vả tìm được manh mối thì cuối cùng cũng chỉ tìm được giáo chúng bình thường của Tây Ly giáo mà thôi. Dựa vào kinh nghiệm suy đoán, Cuộc chạy trốn lớn như vậy, chỉ cần người dẫn đầu có chút kiến thức phổ thông thì có thể tiến hành một cách chỉnh thể được, mà hẳn là sẽ chắn ra lẻ. Nếu không thì một khi bị kẻ thù đuổi theo thì sẽ nguy hại đến toàn quân. Trong sa mạc mờ mịt này không ngừng tìm kiếm, tiêu phí 2 năm, 3 năm, thậm chí là 3 năm đi truy tìm những thứ mà không biết kết quả, Tiêu Phàm cảm thấy mình không thể lãng phí thời gian như thế được. Trên thực tế vô cực môn và hắn sẽ nhanh chóng gặp phải một đối thủ nguy hiểm hơn, dũng mãnh hơn. Hiện tại đối với tiêu phàm thì thời gian là thứ vô cùng quý giá, nhất định phải tận dụng nó. Lúc này, tiêu phàm liền nhận được điện thoại của cơ khinh xa. Anh ở đâu đấy? Sóng cơ khinh xa vẫn tao nhã, tràn đầy sức hấp dẫn nữ tính như vậy. Điều này cho thấy, trước mặt tiêu phàm, cơ khinh xa hoàn toàn thả lỏng, tháo mặt nạ mạnh mẽ của cô gái ra một cách tự nhiên. Ốc đảo này cách xa mạc chỉ một đoạn, nhưng ở trung tâm ốc đảo có xây dựng tháp nhận tín hiệu từng là tổng đàn của Tây Ly Giáo, tất cả mọi thứ trên ốc đảo đủ để sánh ngang với thành phố thực sự. Trước khi họ rút lui, thì ở đây cần cái gì đều có cái đó. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói ở sa mạc Tây Á. Anh đi tìm bọn họ rồi sao? Cơ khinh xa gần như liền lập tức kịp phản ứng, liền vội vàng hỏi. Cũng đến lúc Tiêu Phàm nên trả thù rồi. Ừ, tuy nhiên lần này vô hụt rồi. Ở đây chẳng có gì cả, một bóng quỷ cũng không nhìn thấy trong ngữ khí của tiêu phàm có chút hơi nôn nóng cơ khinh xa ngơ ngẩn ngơ ngác một chút lập tức hiểu ý tứ của tiêu phàm giật mình nói bọn họ chạy rồi sao đúng chạy sạch rồi trong điện thoại tiêu phàm nói qua tình hình ở đó cơ khinh xa nhẹ nhàng gật đầu đánh giá người dẫn đầu của tây ly giáo nói sát phát quyết đoán không chút do dự chỉ có thể là những người này vậy bây giờ anh định làm thế nào tiếp tục ở đó tìm manh mối sao có cần tôi giúp không có cần tôi đến đó giúp anh không thôi tôi sẽ về tôi sẽ đi tìm cô tiêu phàm nói cơ khinh sa liền nhẹ nhàng cười cho dù chưa từng mặt đối mặt cho dù cách ngàn dặm ngàn dặm tiêu phàm vẫn đoán được tâm tư của cô thực sự là cô muốn gặp tiêu phàm ngắt điện thoại của cơ khinh sa tiêu phàm không chút do dự rời khỏi ốc đảo hắn không có ý định lại đi tìm diệp cô vũ thiên ưng giáo nữa những thứ mà Uông Vĩ Thành tình báo về Thiên Ưng Giáo và Diệp Cô Vũ đều rất mơ hồ, cũng không tỉ mỉ. Xét cho cùng, Uông Vĩ Thành là vô thánh của Tây Ly Giáo, không trực tiếp qua lại với Thiên Ưng Giáo. Trong năm vô thánh của Tây Ly Giáo, thời gian ở Tổng đàn Tây Á của Uông Vĩ Thành là ít nhất, vì thế sự hiểu biết về căn cứ địa của Thiên Ưng Giáo cũng có hạn. Ngọn nguồn giữa Diệp Cô Vũ và Dung Thiên Tổ Sư, ông ta cũng chỉ nghe thấy chứ không biết rõ. Uông Vĩ Thành không có cách nào cung cấp cho tiêu phàm một cách chính xác vị trí của Tổng đàn Thiên ưng giáo. Ở Tây Á, một thứ gì thần bí hơn Tây Ly giáo nhiều. Hiện tại, Tổng đàn Tây Ly giáo là một tòa thành trống không, cho dù tiêu phàm có tổn hao khí lực tìm được xào huyệt của một thứ gì cũng không chắc sẽ đạt được im muốn. Diệp cô vu âm hiểm độc ác, nhưng tiêu phàm cũng nhất định phải thừa nhận, vị này từng đã là ngũ sư huynh, thật sự là đối thủ rất dũng mãnh. Nói cách khác, thậm chí Diệp Cô Vũ còn khó đối phó hơn Dung Thiên Tổ Sư. Nếu tìm không thấy, vậy trước tiên hoãn một chút đi, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày những người này sẽ xuất hiện. Điểm này, Tiêu Phàm rất tin tưởng. Tuy nhiên, chờ khi bọn họ xuất hiện, bọn họ sẽ kinh ngạc phát hiện phải đối mặt với một Tiêu Phàm dũng mãnh hơn trước rất nhiều, thậm chí là một Tiêu Phàm lòng lang dạ sói. Sa mạc, ốc đảo sâu trong lòng đất, một tòa cung điện ngầm trong lòng đất một người đàn ông trung niên mặc áo bảo trắng vội vã đi trong thông đạo ngầm những vệ binh vừa nhìn thấy người này đều kính cẩn hành lễ người đàn ông trung niên vội vàng đi qua dường như không thấy mọi người đang thi lễ sắc mặt cực kỳ ác liệt ước chừng sau thời gian uống một chén trà người đàn ông trung niên mặc áo bảo đi vào một căn phòng bí mật phía trước gặp người lại trầm giọng nói sư phụ hắn đi rồi một lát sau trong mật thất vang lên tiếng trả lời nặng nề Ngươi chắc chắn chứ? Hắn không phát hiện ra dấu vết gì sao? Có thể nghe ra được, người trong mật thất rất yếu, trung khí không đủ. Người đàn ông trung niên lập tức kính cẩn nói: "Chắc chắn là không phát hiện ra. Dù sao đây cũng là tổng đàn của Tây Ly giáo chúng ta, có trận văn thánh thú lưu lại từ xưa, bất kể ai muốn dựa vào pháp khí và thuật pháp để tìm thức khí của chúng ta thì đều không thể tìm được." "Sư phụ cứ yên tâm." Trong giọng nói của người đàn ông tràn đầy tự tin. "Ừ." Lại sau một lúc lâu, trong mật thất lại vang lên một tiếng trả lời rất nhỏ, sau đó lại yên tĩnh, không một tiếng động. Người đàn ông trung niên mặc áo bào trắng không người lui ra ngoài mật thất chờ, thấy người trong mật thất không căn dặn gì nữa mới cúi bái thật sâu rồi mới xoay người rời đi. chương 602, Lực Trí Dương Thành phố Thiết Môn, tại mật thất dưới lòng đất, bên trong biệt thự của cơ khinh xa. Mật thất của cơ khinh diện tích không lớn nhưng rất tinh xảo, dựa theo kiến trúc của Hà Lạc Phái, bố trí thành một pháp trận phòng hộ. Đây là nơi luyện công, tìm hiểu đạo thuật hàng ngày của cơ khinh xa. Trước đó ngoại trừ cơ khinh xa ra, thì ngay cả Phạm Nhạc cũng chưa từng tiến vào đây. Tiêu Phạm là ngoại lệ duy nhất. Hai người khoanh chân ngồi ở trong mật thất, Tiêu Phạm đặt ngón tay lên trên mạch cổ tay cơ khinh xa, hai mắt khép hờ, sắc mặt ngưng trọng. Cơ khinh xa ăn mặc rất mát mẻ, bên trong quần áo lụa mỏng là dãy núi non như ẩn như hiện, cốc rãnh ngu sâu cô đưa cổ tay cho tiêu phàm khóe môi nhếch lên một nụ cười thản nhiên vẻ mặt thực sự vui sướng bình an mặc dù chỉ là đầu xuân nhiệt độ bên ngò ai rất thấp nhưng ở mật thất này lại rất ấm áp sao lại hỗn loạn thành cái dạng này rồi hả thật lâu sau sắc mặt của tiêu phàm càng thêm ngưng trọng nhẹ giọng nói thầm một câu hai người không gặp nhau khoảng nửa năm rồi từ lần thứ hai sau khi trở về từ nam dương Tiêu Phàm đã giao toàn bộ điển tích có liên quan đến Hà Lạc Phái mà chỉ thủy quan giữ đưa cho cơ khinh xa, còn đặc biệt ở lại 3 ngày, giải thích khúc mắc cho cơ khinh xa. Sau đó cơ khinh xa liền giao lại tất cả mọi việc ở tập đoàn cơ thị cho thủ hạ xử lý, còn mình thì bế quan tu luyện. Vài ngày trước Tiêu Phàm nhận được điện thoại của cơ khinh xa khi đang ở sa mạc Tây Á, liền tức tốc trở về. Lúc nhìn thấy nhau ở sân bay hai người đều ngơ ngác một lúc không thể nghi ngờ cơ khinh sa cảm nhận được sự hung bạo trên người tiêu phàm còn tiêu phàm chỉ nhìn liếc qua là có thể thấy được tình trạng của cơ khinh sa đối với người tập võ và người tu đạo thì việc luyện công không được mất chân khí hay tẩu hỏa nhập ma rất đáng sợ hiển nhiên là cơ khinh sa nhận thấy sự thay đổi trong cơ thể nên mới gọi điện cho hắn tiêu phàm không nói hai lời theo cơ khinh sa vào mật thất dưới lòng đất bắt đầu bắt mạch cho cô thực sự là rất loạn sao Cơ khinh xa cười nhẹ hỏi một tiếng, giọng điệu thoải mái vô cùng, dường như không phải là đang đàm luận vấn đề của mình, mà đang nói về vấn đề họ ẩn tỏ ẩn không liên quan đến mình vậy. Tiêu phàm chừng mắt nhìn cô, săn dậy nói. Cô còn cười sao, cô thực sự rất hỗn loạn rồi. Hơi thở trong cơ thể cơ khinh xa thực sự rất hỗn loạn. Có phương pháp tu luyện của chính Tông Phái Lạc Hà, cũng có Nam Dương hàng đầu thuật, còn cả một ít công pháp vô cực môn của Tiêu phàm. Tất cả những thứ đó hỗn hợp lại với nhau, nhưng lại khó có thể dung hợp được, nên không ngừng xung đột lẫn nhau. Cơ khinh xa lại cũng không thèm để ý, tự nhiên cười nói. Không phải là anh đã đến rồi sao? Nếu tiêu chân nhân đã đến rồi, tôi còn gì phải lo lắng chứ? Dù có loạn nữa thì anh cũng có cách, không phải sao? Tiêu phàm không có cách nào khác bèn lắc đầu, nói. Tôi biết cô muốn dung hợp nhiều thứ để sáng lập ra một môn công pháp mới nhưng việc này không gấp được, nhất định phải phân rõ chủ thứ. Chính tông kế thừa Hà Lạc Phái là chủ, Nam Dương hàng đầu thuật và công pháp của vô cực môn chúng tôi có thể có tác dụng phụ trợ. Nào có như cô bây giờ chứ, chủ thứ không phân biệt được, không sai lầm mới là lạ. Dù sao thì tôi cũng mặc kệ, anh phải chuẩn bị tốt cho ê tôi. Cơ khinh xa cười nói. Tất cả mọi việc đều là tất nhiên. Tiêu chân nhân lập tức không còn gì để nói. Suốt cuộc hắn cũng phát hiện, dù vẻ bề ngoài của phụ nữ có khác nhau thế nào thì từ bản chất cô và Uyển Thiên Thiên đều giống nhau. Khi đối mặt với người con trai mà mình yêu thì sẽ không nói đạo lý, hơn nữa lại còn ngu ngơ nữa, ngay cả cô gái độc lập mạnh mẽ như cơ khinh xa cũng không ngoại lệ. Sao nào, tôi nói không đúng sao, lúc đầu anh đối xử với cô bé Thiên Thiên tốt thế cơ mà. Thấy bộ dạng buồn bực của tiêu phàm, cơ khinh xa hé miệng, từ từ nói. Lúc trước anh còn thoát y trị thương cho cô bé đó, thậm chí còn không tiếc mà vận dụng chân nguyên của mình. Rất nhiều lúc, địa vị của tôi ở trong lòng anh còn không bằng địa vị của cô bé đó. Tiêu chân nhân lập tức hiểu ra một đạo lý, chỉ cần là phụ nữ thì không có ai là không ghen quá, chỉ có điều phương thức ghen khác nhau mà thôi. Cô cũng không phải là đồ chơi, tôi chữa thế nào được chứ? Tiêu phàm buồn bực nói. Cơ khinh xa ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn tiêu phàm. Thế đạo thực sự thay đổi rồi sao, đến tiêu phàm mà cũng nói đùa với mình sao. Khóe miệng cô lập tức hiện lên một nụ cười quyến rũ, sau đó là nụ cười ôn hòa nhu uyển, kiểu diễm không gì sánh được. Tùy anh thôi. Tơ khinh xa cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói một câu như vậy. Tùy anh khiến tôi trở thành cái gì cũng được. Món đồ chơi cũng được, người phụ nữ cũng được, tất cả đều tùy anh. Tiêu phàm dường như cũng ý thức được mình nói sai rồi, nên không kìm nổi đỏ mặt lên. Sau đó hắn lật cổ tay trái, mấy miếng phi đao dài nhỏ như lá liễu nhô ra. Cơ khinh xa chỉ cảm thấy tiêu phàm dùng lực mạnh trên cổ tay mình, sau đó liệt vọt vào kỳ kinh bát mạch của mình, giống như hải triều cuồn cuộn không thể chống đỡ. Ngay sau đó, tấm lụa mảnh trên người cơ khinh xa giống như buồm no gió, sau một tiếng nứt thì áo lụa mỏng liền rách ra làm nhiều mảnh tựa như một đàn bướm nhỏ màu trắng xinh đẹp bay theo gió vậy. Nhưng vẻ đẹp thân thể tuyệt mỹ dưới áo lụa mỏng kia thì không có điều gì có thể sánh bằng. Tuy tiêu chân nhân không phải là chưa từng gặp qua mỹ nữ, nhưng giờ phút này hắn vẫn ngơ ngẩn cả người. Thực sự rất chói mắt. Tiêu chân nhân anh minh thần võ, giờ khác này cũng chẳng khác gì những chàng trai bình thường khác. Đối mặt với thân thể của tuyệt mỹ của cơ khinh xa, thì đều hoa cả mắt. Ai, anh nhìn kỹ vào, đừng kẹp sai huyệt đạo đấy. Ngược lại cơ khinh xa lại chấn định lại sớm hơn tiêu phàm, cô tự nhiên hạ giọng nói thầy thuốc châm cứu bình thường muốn đạt được tới đỉnh chuẩn thì đều phải dùng ngón tay đo trên người bệnh nhân ví dụ như dưới đàn điền là huyệt nhâm mạch quan nguyên vị trí cụ thể là dưới rốn ba tắc không dùng tay để đo thì sao có thể xác định vị trí chuẩn được chẳng qua là da mặt tiêu chân nhân còn chưa dày tới mức đó cũng không thể nói hiểu biết trưởng giáo chân nhân của vô cực môn về huyệt đạo không bằng một đứa con nít mới học châm cứu tiêu phàm thật vất vả mới ổn định lại được tinh thần hít sâu một hơi cũng không để ý đến mồ hôi đang chảy trên trán nâng tay phải lên, bình thức tĩnh khí, vừa đâm liền trúng huyệt quan nguyên của cơ khinh xa. Cơ khinh xa gần như lộ ra trọn vẹn thân thể mềm mại, nhẹ nhàng chấn động, trên mặt hiện lên sự thống khổ. Tiêu phàm nhẹ nhàng thở ra một chút, sau đó nhìn chằm chằm vào khe giữa của đỉnh núi hoang của cơ khinh xa. Ở chính giữa ngực là huyệt thiên trung, nội công tâm pháp gọi đó là trung đan điền. Tiêu phàm cố lấy dũng khí dùng phương pháp, đơn giản thô bạo, đẩy quần áo của cơ khinh xa ra. Giờ phút này hắn cũng không có dũng khí nhìn kỹ thứ đó nữa. Dù hắn thực sự động thủ, thì cơ khinh xa cũng sẽ không phản đối. Phi đao lá liễu ghim vào huyệt thiên trung một cách chính xác. Cây kim thứ ba đâm vào mạch ấn đường cơ khinh xa cũng chính là nê hoàn cung trên đan điền. Hai mạch nhâm đốc là hai đường kinh mạch quan trọng nhất của cơ thể. Thượng trung hạ đan điền là ba huyệt vị quan trọng nhất khi đạo gia tu luyện đan, lúc này trong cơ thể cơ khinh xa pháp lực hỗn loạn, ba lọ ai nội lực cùng rằng co. Trước hết tiêu phàm che huyệt đan điền của cô lại, rồi lại che hai mạch nhâm đốc, chấn áp các lọ ai nội tức pháp lực, không cho chúng chạy tán loạn. Sau đó nghĩ biện pháp để khiến những pháp lực nội tức này tự dẫn đường đến thượng trung hạ đan điền, mới có thể chữa khỏi bệnh cho cơ khinh xa. Phòng ngừa sau này cô tu luyện sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma. Sau khi ba huyệt đan điền được đóng kín, cơ khinh xa cảm thấy cơ thể mình trở nên trầm trọng vô cùng, sự nhẹ nhàng thỏ ai mái hàng ngày không thấy đâu nữa, chân khí trong cơ thể cũng lập tức trì trệ mất linh. Nhưng ác cảm về chân khí tán lọ ẩn thì lại giảm bớt. Tiêu phàm đứng dậy, đi tới bên cạnh cơ khinh xa, nhẹ nhàng nâng cánh tay của cô lên, ghim một cây kim vào huyệt cực tuyển dưới nách. Qua 15 phút, trên người cơ khinh xa có tất cả 12 phi đao lá liễu. Tiêu phàm lại khoanh chân ngồi đối diện cơ khinh xa, cầm hai tay cô chấp lòng bàn tay của hai người lại với nhau lúc này tỏ ẩn thân cơ khinh xa đã cứng ngắc họ ẩn toàn không thể cử động ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động duy chỉ có đôi mắt phượng là vẫn cực kỳ linh động cô nhìn về phía tiêu phàm vừa mang chút xấu hổ vừa mang theo sự bình tĩnh ngược lại tiêu chân nhân lại không thể chịu được tự rủ mí mắt xuống để tránh ánh mắt nóng bỏng đó cơ khinh xa lộ ra nụ cười tươi vô cùng kiều diễm tất cả đều không thể che lấp được tình yêu cũng mang theo một chút bớn cợt. Người ta đều nói đàn ông nghiêm túc có sức hút cực kỳ hấp dẫn. Người đàn ông vì mình mà chữa bệnh hẳn là cũng có sức hấp dẫn. Hơn nữa người đàn ông này còn thô bạo cởi hết quần áo trên người mình. Chú ý, sắp vào rồi, kiên nhẫn một chút. Tiêu phàm trầm giọng nói, ngưng thần tĩnh khí, khuôn mặt nghiêm túc. Tơ khinh xa chưa điều chỉnh xong tâm tính chỉ thấy một trận đau đớn từ huyệt lao cung ở hai tay hai nguồn chân khí lớn như hải triều mãnh liệt đi vào nháy mắt đã khiến kinh mạch vốn không có chân khí của cơ khinh xa đều tán loạn lộn xộn trong cơ thể cơ khinh xa có ba lò ai nội tức chân khí không giống nhau vốn dĩ chúng quẩn chiến không ngớt bỗng nhiên lại bị đàn áp bởi hai luồng chân khí mới xông vào này vì thế chúng liền tạm gác nội đấu chung sức đấu lại luồng khí từ bên ngò ai và tiêu phàm có điều sự chống cự này thực sự có chút vô lực trong nháy mắt ba luồng khí đó đều bị áp chế không hề có lực kháng cự tiêu phàm nhanh chóng hợp hai luồng chân khí lại tại đan điền. Cơ khinh xa chỉ cảm thấy kinh mạch cả người đều tràn đầy, đến cả một kẽ hở cũng không có. Phần bụng lại giống như có một ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt, trong phút chốc hai má đỏ bừng tựa như hoa đảo đua nhau đua nở, kiểu diễm vô cùng. Cơ khinh xa gắt gao cắn môi, liều mạng nhẫn nại. Chỉ có điều, cô thật sự không biết, rốt cuộc mình có thể chịu được cảm giác dày vò không phải của mình này đến lúc nào lọ ai lực trí dương này đến thật mãnh liệt, không phải là phụ nữ nào cũng có thể chống đỡ được. chương 603, bạn cũ. Tiêu phàm rời khỏi mật thất trước. Sau khi cơ khinh xa sửa sang xong, đi ra khỏi mật thất thì đã qua hai tiếng rồi. Trong một thư phòng được bố trí rất tao nhã, tiêu phàm đã bình tĩnh trở lại và còn rót cho mình một chén trà nữa. Hắn tùy ý ngồi lên sofa, không lật xem những tàng thư rực rỡ trong phòng, cũng không điều tức vận khí, mà cứ ngồi như vậy, dường như đang suy nghĩ tâm sự của mình. Thân sắc của cơ khinh xa cũng đã khôi phục bình thường, hai đầu lông mày ẩn hàm vẻ ưu tư, chậm rãi đi đến trước mặt tiêu phàm rồi dừng bước, đôi mi thanh tú nhíu lại, hạ giọng nói. Tiêu phàm, đã xảy ra chuyện gì thế? Vừa rồi, thiếu chút nữa là gặp chuyện không may rồi. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì với tiêu phàm thì nội tâm cơ khinh xa tự nhiên sẽ không phản đối, nhưng khoảnh khắc vừa rồi ánh mắt tiêu phàm rõ ràng là không bình thường ánh mắt vốn thuần khiết trong suốt bỗng trở lên cực kỳ thô bạo, thậm chí còn xen lẫn ý điên cuồng. Tiêu phàm của lúc đó hoàn toàn không giống với tiêu phàm mà cô từng quen biết, thực sự giống như một người đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả cơ khinh xa đều cảm thấy sợ hãi. Trong tình cảnh như thế nếu tiêu phàm thực sự mong muốn thì cơ khinh xa chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng chắc chắn cũng sẽ không vui vẻ. Hai người yêu nhau, kết nghĩa vợ chồng, nhưng lại bị một người đàn ông thô bạo, không quen thuộc, chiếm hữu tuyệt đối là hai khái niệm khác nhau. May mà thời khắc mấu chốt tiêu phàm lại khống chế được, dường như chính nghĩa trong lồng ngực hắn đã chiến thắng. Tuy nhiên tiêu phàm không dám tiếp tục ở lại mật thất, vì thế vừa mới kết thúc công việc liền lập tức đứng dậy, rời khỏi mật thất, để cơ khinh xa ở đó một mình. Nếu tình cảnh này tiếp diễn một lần nữa thì tiêu phàm sợ rằng mình thực sự sẽ không khống chế được. Lúc trước hắn không hề lợi dụng lúc người ta khó khăn mà chiếm lấy cơ thể uyển thiên thiên, bây giờ hắn cũng không thể đối xử với cơ khinh xa như thế, như vậy là không tôn trọng cô. Có lẽ sau này, hai vị hồng nhan này có thể trở thành vợ của hắn, nhưng tuyệt đối không thể ở trong hoàn cảnh thế này mà thực hiện lần đầu tiên. Cơ khinh xa có thể khẳng định, đã có việc gì đó xảy ra với tiêu phàm mà mình không biết, hơn nữa, chắc chắn đó là chuyện lớn. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, không có mở miệng. Cơ khinh xa chậm rãi đi qua, đỡ hắn ngồi xuống, nắm hai bàn tay hắn, dịu dàng đặt trong lòng bàn tay mình. Sau đó cô nhìn hắn, hạ giọng nói. Anh nói cho tôi biết đi, đừng làm tôi lo lắng. Viêm linh cho đau. Tiêu phàm nhẹ giọng nói ra, nâng chén trà lên uống một ngụm. Có chuyện này sao? Nghe tiêu phàm nói xong, cơ khinh xa không khỏi cũng trợn mắt há hốc mồm. Tất cả những gì mà tiêu phàm nói hoàn toàn vượt khỏi phạm chủ nhận thức của cô từ trước đến nay. Hơn nữa nếu những điều tiêu phàm nói là sự thực, vậy thì không thể nghi ngờ, thế giới sắp xảy ra đại biến. Cho dù người xuất sắc như cơ khinh xa cũng cần thời gian để tiêu hóa. Chỉ có điều sự miêu tả của tiêu phàm tuy rằng ngắn gọn nhưng lại bao gồm nhiều nội dung, trong thời gian ngắn làm sao có thể tiêu hóa hết được. Tiêu phàm đứng dậy, lật tay, một thanh trường đao hiện ra trong tay hắn. Phía trên lưỡi đao, lóng lánh như một ngọn lửa diễm lệ. Cơ khinh xa vừa mới cảm nhận được vẻ khí thế hung bạo này, lập tức cảm thấy vô cùng dị thương viêm linh chi đao được tạo ra từ ly hỏa chi linh, là thánh binh trong lửa. Ngọn lửa, nếu không khống chế được thì cũng rất dễ làm hại nhân gian. Cơ khinh xa hô một tiếng, không kìm nổi lòng giơ bàn tay lên, che đôi môi kiểu diễm của mình lại, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào binh khí đang tỏa ra yêu dị lực này. Tiêu phàm lại nhẹ lật tay, bỗng nhiên không thấy đao viêm linh đâu nữa. Lúc này cơ khinh xa mới thở phào nhẹ giọng nói. Tiêu phàm, thanh đao này thật là bá đạo, tôi nhìn mà rất sợ hãi. Người bình thường khó mà có thể nắm được loại lực trí dương này. Tôi cảm thấy nếu có thể thì hãy ít dùng đến nó thôi. Cơ khinh xa không hổ là người trong thuật pháp. Sau khi chính mắt nhìn thấy ngọn lửa đao này thì lập tức có thể cảm nhận được, tuy tiêu phàm rất mạnh, nhưng nếu so với thanh đao này thì thực sự vẫn còn kém xa. Vừa rồi tiêu phàm cũng đã nói, hiện tại hắn chỉ có thể phát huy được một phần rất nhỏ uy lực của thanh đao này nếu không phải bởi vì thanh đao viêm linh được vô cực thiên tôn luyện hóa qua thì dựa vào tu vi lúc này của hắn căn bản là không thể vận dụng được tiêu phàm miễn cưỡng sử dụng thanh đao này chẳng khác nào ngựa con kéo xe ngựa một khi không cẩn thận sẽ làm thương tổn chính mình ví dụ như hiện tại tiêu phàm dùng thanh đao này một lần thì ác khí sẽ đi sâu vào người hắn một tầng tôi biết nhưng nhiều khi tôi cũng không thể kiểm soát được tiêu phàm thở dài nói lẽ nào không có cách nào sao Cơ khinh xa cũng biết tiêu phàm đang nói thật, không khỏi lo lắng hỏi han. Có, tôi dự định đi cao nguyên tuyết vực một chuyến, nơi đó có rất nhiều tuyết, hẳn là có chút tác dụng. Ở trong, thuật tàng, tôi tìm được một phương thuốc, tuy không hoàn toàn đúng bệnh, nhưng chỉ cần có tuyết liên hoa ngàn năm làm thuốc thì vẫn có hiệu quả, tối thiểu thì vẫn có thể hóa giải một chút. Tối đa cũng chính là giảm bớt, nếu thực sự muốn ngăn khí thế hung bạo ăn mòn thì phương pháp duy nhất chính là nâng cao tu vi của tiêu phàm không cần phải cao hơn chủ nhân của thanh đao viêm linh, nhưng ít nhất cũng phải gần bằng. Nhưng việc này không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Tuyết liên hoa ngàn năm. Khóe miệng cơ khinh xa hiện lên ý cười khổ. Tuyết liên hoa được mệnh danh là một trong chín cây có đại tiên, vốn dĩ cực kỳ quý báu. Dựa vào tài lực và thực lực của cơ khinh xa, thì tuyết liên hoa cũng khó mà làm khó được cô. Mấu chốt là tuyết liên hoa ngàn năm. Đây chỉ là thuốc tiên tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ sợ là đại hòa thượng thống trị cao nguyên tuyết vực cũng không chắc có thể lấy được. Dù thế nào thì cũng thử thời vận xem sao. Tất nhiên rồi, khi nào thì anh đi. Tơ khinh xa lập tức gật đầu đồng ý, cho dù chỉ có một tia hy vọng thì cũng phải cố gắng. Tơ khinh xa biết rõ đối với tiêu phàm thì thanh đao viêm linh đó có ý nghĩa như thế nào. Nó có thể khiến chiến lực của tiêu phàm nháy mắt được nâng cao. Nếu có thể tìm được cách khắc chế khí thế hung bạo ăn mòn thì có thể thường xuyên sử dụng binh khí này cũng đồng nghĩa với việc sức chiến đấu của Tiêu Phàm sẽ tăng vọt. Nếu không thì tôi đi thu xếp một chút, trong đêm nay chúng ta lập tức xuất phát." Tơ Khinh Sa lập tức có quyết đoán. "Về phần Tiêu Phàm có mời cô đồng hành hay không, căn bản là cô không hề lo lắng. Đã trải qua cảnh tượng lúc nãy, khoảng cách giữa hai người đã rất gần rồi." Tơ Khinh Sa dường như đã coi mình là người phụ nữ của Tiêu Phàm rồi. Tiêu Phàm cười cười, nói: "Không vội, nếu cảm giác của tôi là đúng, có một người bạn cũ, chắc cũng đến thành phố Thiết Môn rồi, chúng ta gặp anh ta rồi đi cũng chưa muộn. Bạn cũ, là ai thế? Cơ Khinh xa cảm thấy kinh ngạc, tuy nhiên nếu Tiêu Phàm nói như vậy, cô tự nhiên cũng không có dị nghị. Đây là thành phố Thiết Môn, bạn của Tiêu Phàm cũng là bạn của cô, cô phải làm tốt nhiệm vụ của chủ nhà. Đó là một người thích lấy đồ của người khác, Tiêu Phàm mỉm cười nói. Tiêu Phàm nói ra cát ánh huy là bạn cũ của hắn nhưng Gia Cát Ánh Huy lại không cho là như vậy. Ít nhất thì lúc này, Gia Cát Ánh Huy không cảm thấy là nhất thiếu Tiêu gia và anh ta có thể nói là có quan hệ bạn bè. Từ sau khi gặp Tiêu Phàm ở gara khách sạn Đức Vân, thì vị vua trộm Gia Cát Ánh Huy này không có được ngày nào thư thái cả, mà ngày càng xui xẻo hơn. Tất cả đều là do Tiêu Phàm. Mỗi khi bình ổn tinh thần, Gia Cát Ánh Huy đều oán hận mà nghĩ thế. Nếu không gặp Tiêu Phàm và Tân Lâm ở gara khách sạn Đức Vân, thì Gia Cát Ánh Huy sẽ không nhận lời tiêu phàm đi mạc Bắc trộm, Trường Xuân Hương không đi vào hang sói Bạch Lan kia, Gia Cát Ánh Huy cũng sẽ không tiện tay mà lấy đi ngọc bội kia. Không lấy đi miếng ngọc bội đó thì cho dù anh ta có trộm mất, Trường Xuân Hương thì bột nhi th THIOTA EPSIGNA cũng sẽ không đuổi GIOTA S anh ta. Thậm chí, Bạch lang còn vì thế mà treo giải thường mấy trăm vạn. Bất kỳ ai, không cần bắt Gia Cát Ánh Huy lại, chỉ cần cung cấp cho lang vương hành tung của vô trộm thì bạch lang lập tức trao tiền thưởng, quyết không nuốt lời. Chỉ cần là bạn bè trên đường, chỉ cần nghe đến thanh danh của lang vương bột nhi THIOTA EPSIGNA thì tuyệt đối sẽ không nghi ngờ mức thưởng này. Bạch lang là đại ca có tiếng tăm nhất trên thảo nguyên, là lang vương mà các dũng sĩ trên thảo nguyên sung bái nhất. Nhưng lời nói ra từ trước đến giờ chưa từng có lúc nuốt lời. Không cần nói đến mấy triệu đồng, thậm chí giải thưởng là mấy trăm triệu thì mọi người chắc chắn cũng sẽ không nghi ngờ. Lang Vương nhất định định sẽ thực hiện lời hứa của mình. Đây là suy nghĩ chung của tất cả các bạn bè trên đường. Vì thế, suốt một năm nay Gia Cát Ánh Huy luôn phải trốn chạy. Tuy rằng thân là vua trộm, thuật ẩn náu của Gia Cát Ánh Huy cũng là hạng nhất. Chỉ cần anh ta không chủ động gây án, thì muốn tìm được anh ta tuyệt đối không phải dễ. Nhưng khi hơn một nửa người trên giang hồ đang tìm anh ta, thì cho dù vô trộm có bản lĩnh tới đâu cũng không ngăn cản nổi. Trong một thời gian ngắn mà Gia Cát Ánh Huy đã thay đổi 17 chỗ ẩn thân, ẩn trốn toàn bộ bạn bè trên giang hồ. Lang Vương đã lần lượt đề ra 3 mức thưởng, hiện tại mức thưởng là 8 triệu. Nghe nói nếu vẫn tiếp tục không bắt được Gia Cát Ánh Huy, thì Bạch Lang sẽ nâng mức thưởng lên là 15 triệu. Chỉ cần mật báo hành tung, còn việc bắt người sẽ do người khác làm. Bạch Lang và thủ hạ lục đại phiêu kỵ một năm nay luôn tìm kiếm ra Cát Ánh Huy ở Trung Nguyên. Gia Cát Ánh Huy có thể cảm nhận một cách rõ ràng, truy binh càng ngày càng gần mình hơn. Lúc mới bắt đầu, anh ta tránh ở một nơi những 3-4 tháng liền. Sau đó thì thời gian ấn nấp ở các nơi khác lại càng lúc càng ngắn. Không lâu sau, hắn trốn ở một thành phố phía nam, ở đó chưa được một tuần đã nhận ra có nguy hiểm, vì thế không thể không lập tức rời khỏi đó đến thành phố Thiết Môn, sự thật chứng minh cảm giác của anh ta rất chuẩn xác anh ta vừa rời khỏi chỗ trốn đó một tiếng, thì Bạch Lang liền đuổi tới. Nếu tiếp tục dựa theo tốc độ này thì anh ta có dự cảm, chưa đến mấy ngày nữa mình thực sự sẽ bị Bạch Lang bắt được mất. Đây tuyệt đối là tên thô bạo. Tuy rằng Gia Cát Ánh Huy không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ rơi vào tay Lang Vương thì không kìm nổi không rét mà run. Chết chắc rồi. chương 604, không còn đường để trốn không may mắn là dự cảm của Gia Cát Ánh Huy đã trở thành sự thật rồi. Người quen biết Gia Cát Ánh Huy đều biết rằng anh ta là một người thích hưởng thụ, cũng biết cách hưởng thụ. Rất nhiều thứ có giá trị của các bảo tàng trên thế giới đều nằm trong tủ bảo hiểm nhà anh ta. Không hưởng thụ cho đã thì trộm nhiều đồ như vậy để làm gì? Nhưng ở thành phố Thiết Môn, Gia Cát Ánh Huy chỉ ở một khu bình dân. Ngay ở khu xe lửa phía nam. Nơi đó là một khu cũ của thành phố Thiết Môn, cái gọi là khu cũ cũng đi kèm với với ý nghĩa lạc hậu và bần cùng. Gia Cát Ánh Huy ở một khách sạn bình thường nhất ở gần trạm xe lửa, chính là lò ai khách sạn 15 đồng một đêm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới vương trộm lại ở nơi chật trội dơ bẩn như thế này, nước bẩn giàn ruộng, khắp nơi đều là gái bán hoa. Thực ra Gia Cát Ánh không ghét gái bán hoa, nhưng anh ta phản cảm với gái bán hoa vừa già vừa xấu. Theo như Gia Cát Ánh Huy, thì già như thế rồi mà còn ra đây bán, quả thực là ghê tởm. Nhưng hiện tại, trước mắt anh ta đều là gái bán hoa khiến anh ta thấy ghê tởm. Gia Cát Ánh Huy đàn phải tận lực trốn tránh các cô, chạy đến một cửa hàng coi như là sạch sẽ ở ven đường, tùy tiện ăn mì. Vị trí của tiệm mì này ở trong góc vắng vẻ vì thế việc kinh doanh cũng bình thường, đây có thể cũng là nguyên nhân mà nó sạch sẽ. Quán ăn ở đây thường thì kinh doanh càng tốt sẽ càng mất vệ sinh. Ông chủ không nỡ bỏ tiền ra thuê một người làm giúp, hận không thể phân thân làm hai để làm việc. Căn bản là ông ta không thể vừa nấu mì vừa dọn vệ sinh được nhưng gia cát ánh huy lại chọn tiệm mì này không chỉ bởi vì ở đây tương đối sạch mà còn bởi vì ở đây giao thông thuận tiện nếu có bị phát hiện thì cũng có thể dễ dàng chạy thoát phía đối diện cách đó không xa chính là mấy ngôi nhà cuốc tối om nếu không may xảy ra chuyện gì thì có thể chạy về phía đó dựa vào kỹ xảo ẩn nấp của vô trộm thì người bình thường không thể nhìn thấy anh ta được vì thế gia cát ánh huy khá an tâm ăn tô mì này nhưng ra cắt ánh huy chỉ ăn một nửa đã thấy không thể ăn được nữa. Không phải là do không có khẩu vị, là một vua trộm thì việc chạy trốn là việc bình thường. Gia Cát Ánh Huy đã sớm có thói quen này rồi. Vì thế nếu có cơ hội được ngồi xuống ăn cơm thì nhất định phải ăn thật no. Bởi vì người ta không thể biết được bữa tiếp theo mình sẽ ăn khi nào, ăn ở đâu, có thể nuốt trôi được không. Ăn no rồi mới có sức để chạy. Không liên quan đến hương vị món ăn, không liên quan đến khẩu vị, mà đây chỉ là việc bắt buộc liên quan đến việc đảm bảo sinh tồn. Lúc này ra cắt ánh huy ăn không trôi là bởi vì anh ta nhìn thấy một tòa núi thịt. Không chỉ có anh ta nhìn thấy mà những người khác cũng nhìn thấy. Dường như tất cả mọi người đều dừng động tác, ngơ ngác nhìn phía đầu bên kia đường phố, nhìn người cao hơn hai thước, cả người đầy cơ bắp, đang đi nhanh về phía này. Mỗi một bước đi dường như lại khiến cả con đường bị chấn động. Ra Cát Ánh Huy quen biết người này một trong 13 phiêu kỵ của Thảo Nguyên, đại lực thần Agura. Cũng chính là một trong những phiêu kỵ mà Bạch Lang phái đến để gợi yêu ta anh ta. Mỗi bước chân nặng nề của Agura đều trực tiếp đạp lên trái tim ra Cát ánh huy, khiến lục phủ ngũ tạng của anh ta không ngừng lắc lư. Nếu bị tên đầu châu này bắt được, thì lần này ra Cát ánh huy nghĩ rằng anh ta sẽ bị xé làm hai. So với xung quanh thì đây là mặt đường rộng rãi nhất, nhưng thêm Agura vào nữa thì con đường này chẳng khác nào họ ẩn to ẩn bị chắn hết rồi. Agura chỉ cần đứng ở nơi đó, không làm gì cả, cũng không xông qua. Gia Cát Ánh Huy quay đầu nhìn về đầu phố bên kia. Không ngó ai dự đó ẩn, bên này cũng có một người. Một người đàn ông thấp bé, không cần so sánh với Agura, chỉ cần so với Gia Cát Ánh Huy thôi cũng phải thấp hơn nửa cái đầu, cũng không hề tráng kiệt. So với những dũng sĩ trên thảo nguyên thì họ ẩn tò ẩn không giống nhau. Điều duy nhất ở người đàn ông này khiến người khác chú ý đó chính là trong tay y cầm một thanh đao sắc bén nhọn hoắt. Dưới ánh sáng lờ mờ càng thêm lóng lánh khiến người khác kinh hãi. Gia cắt Ánh Huy hơi híp mắt lại một chút. Người này, anh ta cũng que biết. Đặc Mục Nhĩ, một trong 13 phiêu kỵ của Thảo Nguyên. Người này dáng người thấp bé, dung mạo không sâu sắc, cũng là người lòng lang dạ sói đứng đầu trong 13 phiêu kỵ. Nghe nói quỷ oan chết ở dưới lưỡi đao của y là nhiều nhất một thanh đao mổ trâu, Giota ít người nhiều hơn rất nhiều so với những thanh đao của các kỵ sĩ truyền thống khác. Đặc mục nhĩ tự xưng, bào đinh, am hiểu nhất chính là mổ bò. Đương nhiên, nếu là mổ người thì đặc mục nhĩ cùng muốn thử tay nghề của mình. Vẻ ác khí hung bạo của đặc mục nhĩ thậm chí còn hơn cả Agura, đây chính là do Giota ít quá nhiều người rồi nên tự nhiên mới có sát khí như vậy. Hiển nhiên là chạy về phía đó cũng không phải là ý kiến hay. Gia Cát Huy chạy về phía dãy nhà ngang phía đối diện. Nhưng trong dãy nhà ngang đấy mơ hồ có ánh lửa tàn thuốc lóe ra. Dù ánh lửa này rất yếu, nhưng mắt người tốt vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra bóng người ở bên trong. Gia Cát Ánh Huy lắc đầu, lấy trong túi một sấp tiền đồng 100 tệ, chậm rãi đứng dậy, đi vào bên trong tiệm mì nói lớn. Ông chủ, nhà vệ sinh ở đâu thế? Ông chủ chỉ về phía sau, ánh mắt lại lập tức nhìn thẳng vào Agura đang bước tới cảm ơn. Gia Cát Huy mỉm cười đi qua, đưa sấp tiền lớn trong tay cho ông chủ, không quay đầu lại đi về phía cửa hàng. Anh ta không đếm qua sấp tiền này nhưng ít nhất cũng phải khoảng một nghìn tệ. Đến khi Gia Cát Ánh Huy đi vào nhà vệ sinh, ông chủ quán mới khôi phục lại tinh thần, nhìn sấp tiền trong tay mình, không khỏi mở to hai mắt nhìn, vội vàng hướng về phía nhà vệ sinh kêu lên. Ai, cậu đưa nhiều tiền quá, không cần nhiều tiền như vậy đâu. Để cho ông sửa lại nhà vệ sinh đấy. Gia Cát Ánh Huy cười đáp, tiếng cười nghe rất khó ai trá. Sau đó là một trận âm thanh ầm ầm vang lên, nóc nhà bay loạn xạ, Gia Cát Ánh Huy phóng lên cao, phá vỡ nhà vệ sinh rồi lao thẳng ra, chân chạm vào đỉnh mái hiên một chút đã nhẹ nhàng rơi xuống phía sau đường phố. Đây là con đường thứ tư, Gia Cát Ánh Huy đã sớm xem xét từ trước rồi. Nói đến kinh nghiệm chạy chối chết thì kinh nghiệm của anh ta cũng phong phú như kinh nghiệm trộm đồ vậy một chút năng lực ấy mà cũng không có thì có thể làm trộm được sao? Lại càng không cần nói đến vua trộm, đó chỉ thuần túy là tự tìm cái chết mà thôi. Phía sau tiệm mì chính là một chợ bán thức ăn, ban ngày thì nơi này tương đối náo nhiệt, đến tối mọi người đều dọn quán vì thế chợ này liền trở lên im lặng, không có một bóng quỷ. Đi ngang qua một chợ bán thức ăn chính là đường cái, đèn nê ông lóe ra sáng chói chỉ khi ra đến đường này thì ra cát ánh huy mới có cảm giác chắc chắn là đã thoát thân nếu muốn thoát khỏi bị đuổi geyota s thì chạy đến nơi ít người là biện pháp ngu ngốc nhất. càng là những chỗ như thế thì những kẻ truy người geyota s người lại càng không kiêng nể, ngay cả các lọ ai vũ khí cũng dám sử dụng. đương nhiên, nếu bạn chạy vào trong rừng sâu thì lại là chuyện khác. Cơ thể ra cắt ánh huy nhẹ tánh rơi trên mặt đất chợ bán thức ăn, lòng của anh ta cũng theo đó mà tiến vào rừng sâu, bởi vì anh ta nhìn thấy bạch lang. Lang Vương Thảo Nguyên Bột Nhi th ta ép xích na đứng cách đó không xa, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn anh ta, khoảng cách giữa hai người chưa đến 10 thước. Mặt khác ở hai phía khác là hai gã đàn ông cường tráng cao lớn. Lang Vương mang theo 6 phiêu kỵ, hiện tại đã có 5 người hiện thân, còn một người nữa ra cắt ánh huy chưa nhìn thấy. Nhưng tạm thời cũng có thể đó ẩn được nhất định là đang ở gần đây, khi cần xuất hiện thì gã sẽ xuất hiện. Đuổi theo ra cắt ánh huy đã hơn một năm, gần như đã chạy khắp cả châu Á, rốt cục đã gặp được anh ta ở đây. Nhưng trên mặt Bạch Lang lại không hiện vẻ vui mừng gì cả, cũng không vội vàng tiến lên động thủ, mà chỉ thản nhiên nhìn anh ta, trầm giọng nói, vua trộm, trả ngọc bội lại cho ta, giao trường Xuân Hương lại cho ta, theo ta về Thảo Nguyên, có lẽ ta có thể không gỡ yêu ta ít ngươi. Gia Cát Ánh Huy liền cười, dường như còn cười rất vui vẻ, vừa cười vừa nói. Thứ nhất, trường Xuân Hương sớm đã không còn ở chỗ tôi nữa, Thứ hai, ngọc bội tôi có thể giao lại cho ngài, thứ ba tôi sẽ không về thảo nguyên. Thứ tư cũng là điều quan trọng nhất, từ trước đến nay tôi không bao giờ giao tính mạnh của mình vào tay người khác. Bạch lang lạnh lùng nhìn thẳng anh ta, không nói chuyện. Một tiếng vang, ầm ầm vang lên, bức tường phía sau ra cắt ánh huy đổ xuống, dưới thiết trưởng của Agura thì nhà vệ sinh cũng không khác gì nhau. Một bàn tay lớn nhanh như điện hướng về phía ra cắt ánh huy tư thế đó giống như là lão ưng bắt gà con vậy, lại giống như cự linh áp đỉnh vậy. gia cát ánh huy uốn éo thân mình, cả người liền biến mất. ngay sau đó lại hiện ra cách đó ba thước, khó khăn lắm mới thoát khỏi một trường như sấm sét đó của agura. vua trộm, người cảm thấy tình hình hiện tại có thể do ngươi làm chủ sao? bạch lang cười lạnh nói. gia cát ánh huy cười ha hả, nói: lang vương, muốn tôi về thảo nguyên thì lời nói của ngài có trọng lượng nhưng muốn trả lại đồ cho ngài thì lời nói của ngài không có trọng lượng mà lời nói của tôi mới có trọng lượng ý tứ của câu này rất rõ ràng ngài có thể gờ yêu ta ít tôi nhưng tôi có thể ghê tởm ngài tuy rằng hai người này không cùng một đẳng cấp nhưng ai cũng có thể thấy được gia cát ánh huy không giống như đang nói dỡn mà thực sự có khả năng sẽ làm thế như gia cát ánh huy là một tên bất quy tắc vì thế không thể dùng cách thông thường để đo tâm lý của anh ta được đại ca không cần nói những lời vô nghĩa với anh ta nữa, giao anh ta cho tôi, tôi có thể từ từ gỡ yêu ta hết anh ta. Lần này tôi sẽ thử một chút, xem có thể đạt được kỷ lục mới hay không. Làm không tốt tôi thực sự có thể gỡ yêu ta hết anh ta trong 10 ngày. Đặc mục nhĩ thấp bé, xuất hiện trên nóc nhà vệ sinh tiệm mì, từ trên cao nhìn xuống nhìn ra cát ánh huy, giữ tợn cười nói. Sắc mặt của ra cát ánh huy thật sự thay đổi anh ta tình nguyện rơi vào tay Agura còn hơn là rơi vào tay đặc mục nhĩ. Đây là một tên siêu cấp bí y thái. Giota ít một người, có thể Giota ít 10 ngày. Hành quyết lăng chỉ sử tử thái giám lưu cẩn đời minh, cắt 4.700 dao cũng mới có 3 ngày. chương 605, cho tôi một lời giải thích. Được. Bạch lang gật đầu, không nói nhiều lời. Ngay ban đầu anh ta đã biết ra cắt ánh huy sẽ không dễ dàng đầu hàng như vậy tuy rằng ở đây khá vắng vẻ nhưng dù sao cũng thuộc nội thành hơn nữa nhân khẩu ở khu cũ này cũng không ít không bao lâu nữa sẽ có người vây đến đây xem nói không chừng đã có người báo cảnh sát rồi bột nhi th iota na đó là anh hùng thảo nguyên thành phố thiết môn không nằm trong phạm vi thế lực của ông ta nếu thực sự gây chú ý ở đây thì cũng không nên đặc mục nhĩ giữ tợn cười một tiếng nhảy từ trên nóc nhà vệ sinh xuống ngay tại lúc này một chiếc xe từ trong chợ bán thức ăn đi ra ngọn đèn sáng như tuyết chiếu lên tất cả mọi người có mặt ở đó âm một tiếng một thanh đao sáng như tuyết lộ ra từ một bên một bóng dáng mạnh mẽ xông ra đánh thẳng tới phía ô tô đây là vị phiêu kỵ thảo nguyên cuối cùng ẩn nấp trong bóng tối cha can ba lạp bạch lang quát khẽ một tiếng ngăn y lại ngay sau đó đèn xe ô tô sáng như tuyết lập tức ảm đạm cửa xe mở ra một mỹ nữ dáng người cao gầy phong tư yểu điệu chậm rãi xuống xe, bên kia là một người đàn ông dáng vẻ hơi gầy yếu, mặc trang phục đời đường. Lang vương từ xa đến, cơ khinh xa không tiếp đón từ xa được, thất kính. Cơ khinh xa mỉm cười nói, cùng tiêu phàm chậm rãi đi tới, dường như không nhìn thấy thanh đao sáng như tuyết trong tay cha can ba lạp. Bạch lang nhăn lông mày lại, lập tức ngửa mặt lên trời bật cười ha ha nói. Cơ tổng, thật sự xin lỗi, tôi vội quá nên chưa đến hỏi thăm cô được, thực sự là thất lễ rồi hơn một năm nay lang vương thảo nguyên xuất lĩnh cùng với 6 phiêu kỵ dưới trướng ngàn dặm đuổi giota hết ra cát ánh huy đã trải qua không ít phong ba thực sự là dũng sĩ đến từ thảo nguyên ngàn dặm quá dũng mãnh nên dù xuất hiện ở bất kỳ thành phố nào đều sẽ khiến đại ca ở nơi đó cảnh giác và bất an trong truyền thuyết thì lang vương cũng không phải là người an phận thủ thường vì để tránh hiểu lầm mấy tháng đầu bạch lang tuân thủ nghiêm ngặt quy củ giang hồ tự mình đến nhà mấy, đại ca kia thăm hỏi, để nói rõ mình chỉ là vì đuổi bắt ra các ánh huy nên mới đến, chứ họ ẩn tò ẩn không có ý đồ gì khác. Bạch lang là anh hùng hảo hán nổi tiếng, nếu đã nói như thế thì chắc chắn là có thể tin được. Hơn nữa Bạch lang còn đưa ra mức thưởng cao như vậy, trong nháy mắt ánh mắt kiêng kỵ cảnh giác của các đại ca đối với anh ta đã nhanh chóng trở thành chiến hữu. Đoàn người liên kết nhất trí, tò ẩn thành phố tìm kiếm vô trộm. Hơn nữa, các đại lão trong giang hồ không để ý đến mấy trăm vạn tiền thưởng đó, thứ mà bọn họ nhìn thấy chính là số vàng của vua trộm. Nếu thực sự bắt được vua trộm trước một bước, thì những vị đại ca này sẽ không ngoan ngõ ẩn mà giao anh ta lại cho Bạch lang. Thật đúng là chuyện cười, nếu đã bắt được vua trộm thì mấy triệu đồng là cái đất gì chứ? Tùy tiện lấy trên người ra cắt ánh huy một số không xuống, khả năng cũng không dừng lại ở mấy triệu đồng. Chỉ là trước đó mọi người đều không nảy sinh ý nghĩ bắt ra cắt ánh huy dù sao vị vua trộm này cũng là thần long không thấy đầu không thấy đuôi, muốn bắt anh ta cũng khó mà bắt được. Ngược lại sẽ chọc giận anh ta, anh ta sẽ đến trả thù và gây phiền toai. Nói cách khác, anh ta có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào phòng của bạn, lấy đi vàng bạc châu báu của bạn, cũng đồng nghĩa với việc anh ta có thể lấy đi cái đầu của bạn mà thần không biết quỷ không hay. Lần này, có Bạch lang Thảo Nguyên dẫn đầu, các đại ca liền suy nghĩ. Dù sao thì súng cũng bắn chim đầu đàn, về sau gia cát ánh huy muốn trả thù thì cũng sẽ trả thù bạch lang chứ không liên quan đến gì đến bọn sau này càng đuổi lại càng gấp thời gian dừng lại ở mỗi thành phố lại càng ngắn bạch lang cũng không quá chú ý đến lễ nghĩa cấp bậc đó nữa trong đầu nghĩ chỉ cần bắt được gia cát ánh huy thì sẽ quay đầu rời đi tuyệt đối không ngừng lại anh ta tin rằng các đại ca ở các thành phố cũng sẽ không vì việc này mà đến thảo nguyên mạc bắc xa xôi để gây sự với lang vương điều đó thực sự cần phải can đảm và cũng cần có thực lực nhưng anh ta có nghĩ cũng không nghĩ tới, thật vất vả mới bắt được ra các ánh huy ở đây, nhưng lại kinh động đến cơ khinh xa. Trong giới giang hồ phương Bắc, thì đại danh Ngọc Quan Âm, cơ khinh xa có thể nói là đại lão số một giang hồ, là trọng tài trung cực không chỉ của thành phố Thiết Môn mà cả tỉnh Yến Bắc nữa. Có lẽ danh khí trên giang hồ không thể so sánh với Hoàng Hải Văn Nhị Thái Gia, nhưng thực lực tuyệt đối không thể thấp hơn Hoàng Hải Văn Gia tại thời khắc mấu chốt này bạch lang thực sự không muốn gặp cơ khinh xa tự nhiên chen ngang nhưng hiện tại cơ khinh xa đã đến đây muốn không gặp cũng không được tuy nhiên bạch lang lập tức thở phào một hơi bởi vì bao gồm cả cơ khinh xa nữa là có hai người và một chiếc xe tư thế này không giống với người đến đây để hỏi tội chỉ cần có thể không động thủ thì mọi chuyện đều có thể từ từ thương lượng cơ khinh xa thản nhiên cười khẽ nói lang vương nói quá lời rồi tiểu muội không dám nhận bạch lang cũng cười ha ha cao giọng nói cơ tổng bạch lang là người không biết ăn nói mà là một người khá thô vị gia các tiên sinh này lấy trộm đồ của tôi vật này rất quan trọng đối với tôi vì thế tôi đuổi theo anh ta đã hơn một năm rồi thật vất vả mới bắt được ở đây sốt cục cũng có thể kết thúc được việc này mong cơ tổng có thể giúp đỡ khi khác bạch lang tôi nhất định sẽ đến tận nhà gửi lời cảm ơn cơ khinh xa còn chưa mở miệng gia cắt ánh huy bỗng nhiên a à, một tiếng nhìn phía tiêu phàm cười quái dị nói tiêu tiên sinh là anh sao tới thật đúng lúc câu nói của vô trộm chỉ nói một nửa nhưng tiêu phàm lại hiểu ý tứ của anh ta tiêu tiên sinh anh bảo tôi đi trộm trường xuân hương bây giờ người mất của đã đến tận cửa dù sao anh cũng phải đứng ra nói gì đi chứ bằng không tôi sẽ phải tố giác rồi tuy rằng làm thế rõ ràng là trái lại đạo đức nghề nghiệp của vô trộm nhưng mà thế cục hiểm ác nên phải bất chấp một khi bị bạch lang đưa về thảo nguyên thì mình thực sự là sống không được mà chết cũng không xong. Lúc này ánh mắt của Bạch Lang cũng theo ánh mắt của vua trộm rơi trên người tiêu phàm, lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Họ đã từng gặp nhau rồi. Hơn một năm trước ở Miếu Thanh Đế, Đại Tông Đình, Bạch Lang và Sáu Phiêu Kỵ đã từng gặp tiêu phàm một lần. Chỉ có điều lần đó là Tân Lâm giao thủ với bọn họ, hơn nữa với Agura, tiêu phàm từ đầu đến cuối đều không nói một lời. Đối với cuộc gặp gỡ bất ngờ này, Bạch Lang cũng không để ở trong lòng. Không ngờ lại gặp ở đây, dường như hắn và Gia Cát Ánh Huy có quen biết. Người này là ai? Lúc này hắn có thể xuất hiện cùng cơ khinh xa, ngoài ra, bên cạnh cơ khinh xa không có ai nữa cả, bởi vậy có thể thấy được, thân phận của hắn không giống bình thường. Thậm chí Bạch Lang còn phát hiện, cơ khinh xa lùi về phía sau nửa bước, để người này ở phía trên. Đối với người bình thường thì điều này không sao cả, ai trước ai sau cũng được nhưng trong hoàn cảnh này, một nửa người lui về phía sau lại vô cùng chú ý. Nói cách khác, chính cơ khinh xa đã thừa nhận, người này có thân phận cao hơn mình. Tiêu phàm cười cười, hướng ra cắt ánh huy gật gật đầu, lập tức chuyển hướng đến Bạch lang đưa tay ra nói. Bạch lang tiên sinh, xin chào, tôi là Tiêu phàm bạn của cơ khinh xa, vị vua trộm ra cắt ánh huy này cũng coi như là bạn của tôi. Gia Cát Ánh Huy không khỏi hung hăng buồn bực một phen cái gì gọi là cũng được xem như bạn bè của tôi. Tôi mà thèm sao? Nếu trong một hoàn cảnh khác, vua trộm sớm đã quay đầu bước đi, nhưng mà hiện tại không phải là lúc phải phát cáu. Tính cách có mạnh mẽ thế nào đi nữa thì trước tiên phải giữ được tính mạng đã. Tiêu tiên sinh, Bạch Lang bắt tay đáp lễ, rất đúng mực. Lang Vương, thật xin lỗi, Trường Xuân Hương là tôi kêu ra các tiên sinh đi lấy đấy. Lúc đó tôi cần dùng gấp nên không thể làm khác được. Tuy nhiên, ngọc bối đó có thể là do gia cát tiên sinh nhất thời ngứa tay vua trộm tôi đề nghị anh trả lại miếng ngọc bội đó tiêu phàm trực tiếp nói nếu là đối mặt với hảo hán tử bạch lang thì tiêu phàm cũng không cần quanh co lòng vòng không cần thiết phải như thế gia cát ánh huy cười lạnh một tiếng nói tiêu tiên sinh anh nói thật nhẹ nhàng bây giờ ngọc bội là lợi thế duy nhất của tôi nếu tôi ngoan ngoãn nộp người ta mang tôi về rồi ngũ mã phanh thây thì anh sẽ chịu trách nhiệm sao? Mày mau câm miệng, tên trộm như mày thì có tư cách gì mà đàm phán điều kiện ở đây? Đặc mục nhĩ tay cầm như tiêm đao đứng ở một bên quát lớn. Trong sáu phiêu kỵ, thì người này nhỏ bé nhất, nhưng lại là người có tính cách táo bạo nhất. Ý tứ của đặc mục nhĩ rất rõ ràng, không lập tức tóm tiểu tử mi là vì cơ khinh sa đột nhiên xuất hiện vì thể mới tán gẫu vài câu. Về phần ra cắt ánh huy mi là vật trong tay chúng tao, một tù binh thì phải có sự giác ngộ của tù binh. Hơn nữa đây là một tên trộm đáng giận, hơn một năm nay đám người đặc mục nhĩ theo sau đại ca chạy khắp phía nam, không biết đã bao lâu rồi chưa ăn dê nướng nguyên con chính tông, miệng đều rất nhạt nhẽo. Đối với gia cát ánh huy thì có thể bày ra vẻ mặt như thế nào cho anh ta xem chứ? Tiêu phàm không tức giận, thản nhiên nói. Nếu tôi đã đến rồi thì sẽ không để anh bị bắt đi, ngũ mã phanh thây. Mau trả ngọc bội lại cho lang vương trong giọng nói cũng có vài phần là hàm xúc ý mệnh lệnh. Này, tiêu tiên sinh, lời này của anh, chúng tôi không thích nghe. Tiêu phàm còn chưa dứt lời, đặc mục nhĩ lập tức đã tiếp lời, rất không thoải mái nói. Năm phiêu kỵ khác cũng đều lộ vẻ tức giận. Anh có biết chúng tôi vì tìm tên tiểu tử này mà tốn bao nhiêu công không? Suốt một năm rưỡi chúng tôi đều chạy đi tìm hắn, chân chạy nhiều đến mức nhỏ cả đi rồi. Tên tiểu tử này là của chúng tôi đấy, bây giờ anh lại xen ngang vào đây thì không có cái đạo lý đó chứ hơn nữa trường xuân hương cũng là anh kêu anh ta đi lấy trộm đây cũng là đồ của chúng tôi anh còn phải cho chúng tôi một lời giải thích thích đáng nữa nói rất đúng chính là những lời này lời của đặc mục nhĩ lập tức nhận được sự đồng ý của những người khác bạch lang khoát tay chặn lại ngừng lại tình cảm mãnh liệt của thủ hạ nhìn tiêu phàm trầm giọng nói tiêu tiên sinh đặc mục nhĩ không học hành nói năng thô lỗ mong tiên sinh không để bụng. Tuy nhiên lời của y cũng không phải là không có đạo lý. Chuyện hôm nay, dù tiêu tiên sinh muốn xử lý thế nào thì cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích, nếu không thì tôi cũng không thể giải thích cho các anh em khác được. Audio điện tử võ tấn bền chương 606, chịu thua Tuy bạch lang miệng thì nói thế, nhưng mắt lại nhìn cơ khinh xa. Nơi này là thành phố thiết môn, ở đây cơ khinh xa là đại lão điểm này không thể nghĩ sai được. Dù thân phận thật của tiêu phàm là gì, nếu không trực tiếp nói rõ thì Bạch Lang có thể không để ý đến hắn. Ở thành phố Thiết Môn chỉ có cơ khinh xa mới có tư cách nói điều kiện với Bạch Lang, những người khác đều không đủ tư cách. Cho dù là bạn của cơ khinh xa cũng không được. Đây là quy định của Giang Hồ. Cơ khinh xa nhợt nhạt cười, hạ giọng nói. Lang Vương, tất cả những điều mà tiêu phàm nói, tiểu muội không có bất kỳ dị nghị gì hai mắt bạch lang hơi nhíu lại cơ khinh xa tỏ thái độ thật sự rất sáng suốt tiêu phàm nhìn bạch lang chậm rãi nói lang vương dù thế nào thì trường xuân hương là do tôi kêu ra cắt ánh huy đi chộp vì thế tôi thực sự xin lỗi chuyện này coi như tôi nợ ngài một ân tình đã sớm nghe nói lang vương thảo nguyên uy danh hiển hách tiêu phàm rất muốn kết bạn với ngài bạch lang khuôn mặt có chút biến động lời này của tiêu phàm nếu vào tai người khác thì nghe có chút ngang ngạnh nhẹ tênh không có chút thành ý. Nhưng vào tai Bạch Lang lại không phải đơn giản như vậy. Bởi vì bản thân Bạch Lang là một người đàn ông rất trọng chữ tín, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Tiêu Phàm nói nợ anh ta một ân tình trên thực tế là đang hứa với anh ta, chỉ cần anh cần thì tôi sẽ trả lại cho anh ân tình này. Ai cũng đều biết một lời nói của Lang Vương đáng giá nghìn vàng. Nếu Tiêu Phàm và anh ta có tính cách giống nhau, vậy thì Tiêu Phàm đưa ra điều kiện này đã rất khó lường. Dù tương lai anh yêu cầu tôi giúp đỡ điều gì chỉ cần tôi có thể làm được tôi quyết không nuốt lời. Mặc dù mới giao tiếp với tiêu phàm một lúc, nhưng bạch lang cảm nhận được tiêu phàm không phải là một kẻ thích hứa hẹn tùy tiện. Một gã tùy tiện thì làm sao có thể được cơ khinh sa tôn sùng như thế. Lọt vào tầm mắt của, nữ vương, thành phố thiết môn. Ánh mắt bạch lang hướng về mấy tên huynh đệ. Ogura bỗng nhiên tiến lên một bước, kêu lớn. Này, tiểu tử! cô gái ở cùng với ngươi trong miếu thanh đế đâu rồi? Cô ấy ở đâu? Tôi rất muốn đánh tiếp với cô ấy một lúc, lần đó tôi thua cô ấy rồi. Hai hàng lông mày của cơ khinh xa nhẹ nhàng nhân lại. Những điều mà Agura nói, cô đều không biết, nhưng cơ khinh xa biết, Bạch lang đang dùng cách này để khiêu chiến với tiêu phàm. Trong giới giang hồ, dù có bao nhiêu quy tắc, trong đó có một quy tắc lớn nhất nắm đấm của ai mạnh, người đó là đại ca. Bạch lang dù sao cũng là người cầm đầu, suy nghĩ của anh ta chắc chắn là phải khác với các thủ hạ đừng thấy lúc này chỉ có hai người là cơ khinh sa và tiêu phàm đến nhưng cơ khinh sa là đại diện cho giới giang hồ ở thành phố thiết môn thậm chí là cả tỉnh yến bắc cơ khinh sa đã tỏ thái độ rằng tiêu phàm hoàn toàn có thể đại diện cho cô ở địa bàn của người ta đại lão lại kiên quyết bảo về gia cát ánh huy dù bạch lang có mạnh thế nào đi nữa thì cũng phải suy nghĩ phân lượng của chuyện này đuổi theo đã hơn một năm thật vất vả mới chặn được ra cắt ánh huy, tất nhiên là Bạch Lang muốn mang anh ta về Thảo Nguyên Mạc Bắc. Nhưng mà anh ta muốn là một chuyện, có thể thực hiện hay không lại là chuyện khác. Vì thế Bạch Lang chọn biện pháp giải quyết tranh chấp phổ biến nhất trong giang hồ đó là giao đấu để phân thắng bại. Người nào thắng, người đó sẽ định đoạt. Đừng thấy Agura là một kẻ cơ bắp như châu điên, không có sự cho phép của Bạch Lang thì làm sao có thể nhảy ra vào lúc này rồi khiêu chiến với tiêu phàm chứ. Tiêu Phàm liền cười, thản nhiên nói. Đó là bạn gái của tôi, thật tiếc quá, bây giờ cô ấy không ở đây. Nếu các vị đại ca không chê thì bây giờ tôi có thể tiếp các vị vài chiêu. Được. Agura giống lên một tiếng, bả vai đứng thẳng, tiến lên động thủ, đột nhiên một thân hình phi người ra, chắn ở phía trước y. Agura, tránh ra một bên, hôm đó cậu đã đánh rồi, bây giờ đến lượt tôi. Đó là đặc mục nhĩ. Nhìn qua, Đặc mục nhĩ không to lớn bằng một nửa Gura, nhưng thân thủ lại rất mạnh mẽ. Gã nhảy vọt ra nhanh như cắt, đồ nghiêu đao lóng lánh trong tay, đâm thẳng tới phía tiêu phàm. Đặc mục nhĩ này vừa ra tay, đã bộc lộ võ công mà gã học được không bỏ sót chút nào, hoặc có lẽ đặc mục nhĩ căn bản là không theo thầy nào học võ công cả. Đặc điểm ra tay lớn nhất chính là vừa nhanh vừa độc. Trên thực tế, cao thủ võ thuật và cao thủ quyền thuật có sự khác nhau rõ ràng cao thủ võ thuật rất coi trọng việc tu dưỡng võ thuật có thể đạt tới cảnh giới hay không, còn cao thủ quyền thuật lại chỉ có một mục đích theo đuổi, đó là dùng tốc độ nhanh nhất, thủ pháp ác nhất, gọn gàng nhất để đánh bại kẻ thù. Hiển nhiên, đặc mục nhĩ là cao thủ quyền thuật. Tiêu phàm không hề nhúc nhích, cứ nhìn gã như vậy. Trong nháy mắt, đặc mục nhĩ đã đến gần, tiêu phàm vẫn vững vàng đứng ở đó, không hề rời đi mà cũng không có ý tránh né. Đặc mục nhĩ giận dữ. Nể mặt cơ khinh xa, gã không muốn lấy mạng tiêu phàm. Nhưng tên tiểu tử này lại kiêu ngạo như thế, không biết sống chết lại đi chọc giận hảo hán từ thảo nguyên xa xôi ngàn dặm này. Không ngờ yêu ta ít ngươi, nhưng cũng phải cho ngươi một bài học. Đặc mục nhĩ quyết định phải vạch một đường trên khuôn mặt, công tử bột tuấn tú kia của tiêu phàm. Vệt rạch này không nhất thiết phải quá sâu, nhưng nhất định cũng phải đủ dài. Tay phải đặc mục nhĩ nhấc lên, thay đổi hướng đi của mũi đao. Sau đó liền sừng sốt, gã không nhúc nhích được trong lúc cấp bách liền cúi đầu xuống nhìn đặc mục nhĩ lập tức trợn mắt lên lưỡi đao nhọn của thanh đồ nghiêu đao này đang nằm gọn trong tay tiêu phàm nghiêm chỉnh mà nói tiêu phàm không cầm đồ nghiêu đao của gã mà dùng ba đầu ngón tay ngón giữa ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy mũi đao ban đầu đặc mục nhĩ chủ định là hướng vào bụng của tiêu phàm nên vào tới nhanh như điện công lực rất khó lường nếu trong tay tiêu phàm có một chiếc mộc thuẫn dày làm lá chắn đỡ lấy đầu như đao của gã thì còn có thể lý giải được. Nhưng tiêu phàm lại dùng tay, hơn nữa còn là ba đầu ngón tay. Thật giống như kìm nhổ đinh, chặt chẽ ghim chặt lấy lưỡi đao sắc bén. Dù đặc mục nhĩ dùng lực thế nào đều giống như chuồn chuồn đụng cột đá vậy, không nhúc nhích được dù là một chút. Ya, a, a, a. Đặc mục nhĩ hét lớn một tiếng, mặt đỏ bừng, khí huyết vùng đan điền cuồn cuộn, sức lực toàn bộ cơ thể đều dồn lên cánh tay, dũng mãnh lao tới. Kỳ thật trong lúc này, sách lược đối phó tốt nhất chính là buông tay, lui về phía sau, tìm cách né tránh đòn phản kích của tiêu phàm. Chỉ có điều thanh đao này làm bạn với đặc mục nhĩ đã nhiều năm rồi, có lẽ đã trở thành một bộ phận của cơ thể gã. Vừa ra tay đã bị người ta tay không cướp đi, hơn nữa lại do mình thả lỏng khinh địch, dù thế nào cũng không thể thua người này được. Hành động của đặc mục nhĩ lúc này là phản ứng xuất phát từ bản năng. Chỉ tiếc kết quả vẫn thế, ngay cả khí lực gã dùng như khi bú sữa mẹ cũng đã mang ra rồi nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Đồ nghiêu đao dường như là bị đổ bê tông trong tay tiêu phàm, không nhúc nhích chút nào. Đặc mục nhĩ, cẩn thận. Agura giống to một tiếng, thuận tay cầm một cây trúc thật dài, ném mạnh về phía trước, hướng về phía tiêu phàm. Tiếng của cây trúc hoàn toàn che giấu đi hai âm thanh rất nhỏ mà sắc bén khác trong gió. Gần như không ai nghe thấy, càng không có ai chú ý, dưới ánh đèn mờ tối, có hai mũi tên đen thui đang ẩn trong cây trúc, hướng về phía tiêu phàm. Hai mũi tên này chỉ dài vẻn vẹn vẹn sáu tấc, toàn thân đen thui tỏa sáng, giống như hai con rắn độc trong đêm tối vậy. Trong tay người đàn ông đứng phía bên trái bạch lang cách đó không xa có cầm một nỏ cơ tỏa sáng đen thui. Người nghiên cứu nỏ nhất định có thể nhìn ra được, đây là chiếc nỏ tự chế đã được cải tạo, lực đạo mạnh mẽ vô cùng. Trong vòng 30 mét, lực sát thương có thể còn hơn súng lục. Ương ừ một tiếng giòn vang, nghe trong bóng tối càng thêm bén nhọn, chói tai. Đặc mục nhĩ hoảng sợ mà tuyệt vọng nhìn đến, đồ nghiêu đao trong ba ngón tay tiêu phàm, ở giữa có một vết nứt. Không đợi đặc mục nhĩ kịp hồi phục tinh thần, lỗ lớn kia nhanh chóng mở to hơn, lan nhanh ra các phía. Nhanh như chớp, đồ nghiêu đao đi theo đặc mục nhĩ 20 năm nay nhanh chóng vỡ thành những mảnh vụn. Suy một trong những mảnh vỡ đó hóa thành cầu vồng trong đêm, đón lấy cây trúc dài đang bay qua, Bổ vào chính giữa cây trúc Xuy suy, Hai mảnh vỡ khác đồng thời bay ra Bổ vào chính giữa hai mũi tên được cây trúc che giấu Tuy nhiên không phải là từ giữa bổ ra Mà là từ giữa cắt thành hai đoạn Nhìn thấy cảnh này Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm Thậm chí bao gồm cả cơ khinh sa Tuy biết tiêu phàm võ nghệ cao cường Cũng tận mắt thấy hắn xuất thủ Chứng kiến toàn bộ cảnh hắn giao chiến với ma cưu đại quốc sư nhưng cơ khinh xa chưa từng nghĩ qua tiêu phàm có thể làm được như thế trong đêm tối lấy mảnh vỡ của thanh đồ nghiêu đao làm ám khí lại cực kỳ chuẩn xác quả thực là tài nghệ như thần ngay sau đó đặc mục nhĩ kêu to một tiếng cả người bay lên trời hoa chân múa tay ngã ra xa bóng người trượt lóe bạch lang bước nhanh đến giơ tay nhấc bên hông đặc mục nhĩ vừa hóa giải phản công hóa giải cổ kính lực vừa đặt đặc mục nhĩ xuống đứng thẳng người cho đến lúc này đặc mục nhĩ vẫn còn thở dốc, vẫn chưa hoàn hồn. Agura vốn định xông lên phía trước nhưng lại dừng chân lại, yên lặng nhìn thẳng tiêu phàm, hai mắt trừng lớn giống như tượng vậy, mở rộng miệng, một lúc sau cũng không thốt lên lời. sắc mặt của mấy vị hảo hán thảo nguyên khác cũng không khác Agura là mấy. Tiêu tiên sinh, thần công cái thế, bạch lang còn thua kém xa, bái phục. buông đặc mục nhĩ xuống, bạch lang chắp hai tay, khom người với tiêu phàm, giọng điệu vô cùng thành khẩn. Tiêu phàm khom người, chậm rãi nói. Lang Vương, oan gia nên giải không nên kết, tôi hy vọng Lang Vương có thể tha thứ cho gia cát ánh huy lần này. Bạch Lang cười ha hả, nói. Tiêu tiên sinh yên tâm, đàn ông Thảo Nguyên chúng tôi đã nói là làm. Cơ khinh xa liền nhìn phía gia cát ánh huy, lấy ánh mắt ra hiệu. Gia cát ánh huy không nói được một lời, lấy ngọc bội trong túi ra, tiến lên, dùng hai ta đưa cho Bạch Lang. Bạch Lang giơ tay tiếp nhận ngọc bội, đặt trong bàn tay thô giáp khẽ vuốt ánh mắt vốn mang theo chút xúc động phẫn nộ không cam lòng dần trở lên cực kỳ dịu dàng một lúc sau bạch lang nắm chặt tay lại thu lại ngọc bội rồi lại chắp hai tay lại nói tiêu tiên sinh cơ tổng bạch lang xin cáo từ nếu tiện thì mời hai vị đến thảo nguyên chúng ta không say không nghỉ đến lúc đó chúng tôi nhất định sẽ đến tìm lang vương uống rượu cơ khinh xa tự nhiên cười nói bạch lang cười ha ha vung tay lên các huynh đệ, về nhà thôi, chương 607, chỗ cất giấu vật quý giá. Tiêu tiên sinh, anh thật đúng là ngôi sao tai họa định mệnh của tôi a. À. Mắt thấy quần hào thảo nguyên đi nhanh mà đi, ra cắt ánh huy liếc mắt nhìn tiêu phàm một cái, thở dài một hơi, nói. Vua trộm, hai chữ định mệnh này, nói rất hay. Tiêu phàm thản nhiên cười, nói, chậm rãi về phía trước. Ai, anh chờ tới gần, tôi sợ ngươi rồi, còn không được sao. Gia Cát Ánh Huy khoát tay chặn lại, kêu lên, đỏ mặt tía tai. Nhìn ra được, anh ta là sự thật sợ tiêu phàm. Người này, chỉ cần mình vừa thấy hắn, chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Hơn một năm nay, bị người đuổi đến giống chuột, Gia Cát Ánh Huy nếu tâm nhãn hẹp, chỉ sợ sớm đã chống đỡ không nổi rồi. Cơ khinh xa nhẹ nhàng nhăn lại lông mày, nói. Vua trộm, chúng tôi lần này lại đây, là thật tâm thành ý giúp anh, không ý tứ gì khác, anh đã hiểu lầm. Cơ tổng, tôi tin cô là thật tâm thành ý, nhìn ra được. Nhưng không nói gạt cô, người bạn trai của cô, tôi vẫn thực không tin được hắn. Tôi dù sao mỗi lần nhìn thấy hắn, cũng không có quả ngon để ăn. Ra cắt ánh huy miệng đầy hỏa xa. Cơ khinh xa khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, càng thêm quyến rũ. Với thân phân địa vị hiện giờ của cơ khinh xa, thật đúng là có rất ít người dám thoải mái nói chuyện cùng cô như vậy. Đương nhiên, nếu cô và tiêu phàm một chút quan hệ đều không có, Kỳ thật cũng sẽ không quá để ý lời đùa như vậy Vấn đề là tâm lý của cô hiện tại đã sớm nổi lên biến hóa rất nhỏ Tiêu tiên sinh con người của tôi không thích nợ lắm người nhân tình Nói đi lần này bảo tôi đi trộm cái gì Quyền chân kinh hạ Tiêu phàm cũng không khách khí trực tiếp nói Củ chuối thật anh có lầm hay không Thật muốn bảo tôi đi chết ra Ra cắt ánh huy ca khỏi kêu lên quyền chân kinh thường kia cũng đã bị đan tăng đa cát cái tên tu tưởng bí y thái kia truy sát 10 ngàn dặm. Anh hiện tại bảo tôi đi trộm quyền chân kinh hạ, còn không bằng trực tiếp gờ yêu ta ết tôi được rồi. Không đi, không đi, kiên quyết không đi. Vua trộm lắc đầu lia lịa. Tiêu phàm cứ như vậy nhìn anh ta, không nói lời nào. Anh đừng nhìn tôi như vậy, lần này tôi thật sự không đi. Nói thật cho anh biết nhé, cho dù tôi đồng ý đi trộm, cũng khẳng định trộm không được vì sao tiêu phàm thản nhiên hỏi bởi vì căn bản cũng không có quyển chân kinh hạ ừ tiêu phàm hai hàng lông mày dương lên đáp án này thật ra nằm ngoài dự liệu của hắn hắn sở dĩ bảo vua trộm đi lấy quyển chân kinh hạ cũng là bởi vì ở bên trong quyển chân kinh thượng có điều tâm đắc nếu như có thể lấy được quyển chân kinh hạ để tham khảo thêm có lẽ ở trên tu vi thuật pháp có thể có nhiều lĩnh ngộ hơn vô cực môn sở dĩ có thể trở thành lãnh tụ giới thuật pháp, chính là ở truyền thống không ngừng tiến thủ, không ngừng hỗn hợp sở trường của phái khác. Mặc dù, vô cực cửu tương thiên, thất lạc không được đầy đủ, có lẽ thông qua hỗn hợp sở trường phái khác, có thể có lối tắt khác. Nhưng hiện tại, Gia Cát Ánh Huy lại nói cho hắn biết, không có quyển chân kinh hạ. Tôi biết rằng anh không tin, nhưng đây là chính tai tôi nghe thấy hai gã lão hòa thượng trong lúc nói chuyện nói như thế. Bọn họ cũng đang tìm kiếm quyển chân kinh hạ. Theo Đại Hòa Thượng Thủ Lĩnh nói, quyền chân kinh thượng chỉ là cơ sở. Bên trong quyền hạ mới ghi lại thần thông vô thượng, chỉ cần có thể tìm được quyền hạ, tình cảnh quẫn bách trước mắt của bọn họ có thể đổi mới trên phạm vi lớn. Gia Cát Ánh Huy nói, thần sắc rất chân thành, nhìn qua giống như thật sự giống vậy. Tiêu Phàm liền cười, cười lắc đầu, thản nhiên nói. Vua trộm, anh đang nói xạo, anh đã sớm biết quyền chân kinh hạ không có, vậy lần trước vì sao còn muốn đến khách sạn Đức Vân chứ? Ở trong khách sạn Đức Vân, lần đó, Đại Hòa Thượng Đạt Nhĩ khác và Đan Tăng Đa Cát chính là dùng quyển Chân Kinh Hạ Giả để làm mồi dụ, dụ dỗ Gia Cát Ánh Huy mắc câu. Nếu Gia Cát Ánh Huy đã sớm biết quyển Chân Kinh Hạ không tồn tại, hắn tại sao lại mắc mưu chứ? Gia Cát Ánh Huy cười ngạo nghễ, nói: "Tôi biết là giả đấy, tôi chỉ là muốn nói cho bọn họ biết, chỉ cần là thứ tôi thích, mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì để giấu đi, cũng vô dụng." Y tên trộm này đi trộm kinh văn giáo phái người ta, vốn chính là vì cậy mạnh. Vua trộm, người mới vừa nói, hai lão hòa thượng đang nói chuyện, ngoại trừ đại hòa thượng thủ lĩnh, một vị còn lại là ai? Cơ khinh xa ở một bên hỏi, là các đại hòa thượng? Không thể nào, cơ khinh xa giật mình kinh hãi, thốt ra, anh nhất định là lầm. Tôi không có lầm, đó chính là ông ta đó. Tiêu phàm, cơ khinh xa quay đầu nhìn về phía tiêu phàm, vẫn là vẻ mặt không tin cũng khó trách cơ khinh xa không tin, thật sự nếu theo lẽ thường mà phân tích, hai vị đại sư này rất không khả năng tụ cùng một chỗ. Đại hòa thượng thủ lĩnh không chỉ đơn giản là lãnh tụ tôn giáo, đa số thời gian của ông ta là một nhân vật chính trị. Nhưng đại hòa thượng Lạc Cát cũng là ẩn sĩ nổi danh nhất của tuyết vực, từ trước đến nay không tham dự các loại phân tranh chính trị. Các đại sư của cao nguyên tuyết vực có rất nhiều ẩn sĩ chân chính, ở trong chùa miếu núi sâu ẩn cư tu luyện nhiều năm không hỏi thế sự là các đại hòa thượng chính là lãnh tụ của những ẩn sĩ này, thanh danh truyền xa. Quan trọng nhất là, là các đại hòa thượng tuổi tác đã cao. Tuy rằng có rất ít người biết số tuổi thật sự của ông ta, nhưng ít ra cũng gần trăm tuổi rồi. Bốn năm năm trước, ông ta chính là đại hòa thượng được người tôn kính nhất cao nguyên, danh vọng cao này, thậm chí không ở dưới đại hòa thượng thủ lĩnh. Khi đó, còn có rất nhiều người gặp qua vị ẩn sĩ tuyết vực nổi danh nhất đương đại này, nhận được lời chúc phúc của ông ta là các đại hòa thượng cũng không phải tăng quan thế tập, danh dự cao thượng của ông ta là dựa vào phẩm đức cao thượng của mình và Phật Pháp huyên thâm dần dần tích lũy được từ trong tín đồ mà có được. Cho nên, theo lẽ thường phỏng đoán, 450 năm trước, là các đại hòa thượng ít nhất cũng có thể đã qua tuổi 40 rồi. Người tu hành tuổi còn quá trẻ, sẽ không nhận được sự sùng kính của các tín đồ như vậy. Trừ phi là tăng quan thế tập có thể luân hồi chuyển thế, không thì đừng nói tới. Từ đó có thể biết, hiện nay là các đại hòa thượng, ít nhất cũng tới tuổi già rồi. Như vậy một vị lãnh tụ ẩn sĩ Đức Huân lớn tuổi làm sao có thể trèo đèo lội suối đi ra nước ngoài, đi gặp gỡ với đại hòa thượng thủ lĩnh chứ? Giữa bọn họ, chắc có lẽ không có tiếng nói chung. Tiêu phàm cũng có chút giật mình, bởi vì cục tôn giáo bên kia cũng vẫn chưa từng nhận được tình báo phương diện này. Động tính có liên quan tới đại hòa thượng thủ lĩnh, đều có cơ cấu chuyên môn phụ trách tìm hiểu là cát đại hòa thượng và đại hòa thượng thủ lĩnh gặp gỡ tình báo trọng yếu như vậy cơ cấu chuyên môn làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả vua trộm anh làm thế nào khẳng định đó là lạc cát đại hòa thượng anh trước kia gặp qua ông ta sao tiêu phàm suy nghĩ một chút liền hỏi lạc cát đại hòa thượng thường xuyên hiện thân đã là chuyện của bốn năm mươi năm trước rồi sau khi thế cục cao nguyên ổn định là cát đại hòa thượng trên cơ bản không thế nào nhập thế ở trong chùa miếu trên núi cao ẩn cư không ra. Gia Cát Ánh Huy chỉ chừng 40 tuổi, thời điểm anh ta sinh ra, là các đại hòa thượng gần như đều không thế nào lộ diện, anh ta tại sao biết vị lãnh tụ ẩn sĩ này chứ? Gia Cát Ánh Huy cười lạnh một tiếng, nói, tôi trước kia chưa từng gặp ông ta, nhưng cái này cũng không gây trở ngại cho việc tôi xác định thân phận của ông ta. Bởi vì, đại hòa thượng thủ lĩnh chính là xưng hô như vậy với ông ta. Hơn nữa đối với ông ta lễ kính có ra, ở trước mặt ông ta, Đại Hòa Thượng Thủ lĩnh thể hiện lễ tiết đệ tử. Xin hỏi hai vị, nếu hắn không phải là các Đại Hòa Thượng, còn có thể là ai chứ? Tiêu Phàm và Cơ khinh xa liếc nhau, không khỏi hoảng sợ. Gia Cát Ánh Huy một phản bác cực kỳ hữu lực này, gần như không thể cãi lại. Hiểu ra Đại Hòa Thượng Thủ lĩnh cũng tuổi cao, ngay cả trước mặt một lão hòa thượng khác cũng bày ra lễ tiết đệ tử. Như vậy ngoại trừ là các Đại Hòa Thượng, quả thật rốt cuộc tìm không ra vị tiền bối tuyết vực thứ hai bất kỳ một vị đại hòa thượng khác đều khó có khả năng có đãi ngộ như vậy, đây là khẳng định không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, là các đại hòa thượng làm sao lại bí mật xuất hành, đi ra nước ngoài gặp gỡ với đại hòa thượng thủ lĩnh chứ? Rốt cuộc có sự kiện trọng đại gì, làm cho hai vị đại hòa thượng cũng quan trọng hơn như thế này? Vua trộm, bọn họ đã nói những gì? Tiêu Phàm lập tức hỏi. a à, tôi không phải vừa rồi đã nói với các người rồi sao? bọn họ đang nói về chuyện quyển chân kinh hạ. Tôi là nói, ngoại trừ vấn đề này ra, bọn họ còn nói cái gì? Gia Cát Ánh Huy liếc mắt, rất không thích nói. Anh nghĩ rằng tôi dám ở đó nghe lén bao lâu chứ? Hơn nữa hai vị đại hòa thượng này đều là người già 7-80 tuổi, làm cái gì đều quá chậm, 10 phút cũng không chắc nói lên được một câu. Đa số thời điểm chính là ngồi đối mặt nhau, giống hai bồ tát trong miếu. Tôi có thể nghe vài câu như thế, hoàn toàn là vận may. Chợ bán thức ăn lâm vào trong trầm mặc, một chút, cơ khinh xa nói. Vua trộm, nếu quyển chân kinh hạ đã không có, dựa theo quy củ, anh thế nào cũng phải có thể hiện đi chứ. Người ta đã cứu mạng của anh, hơn nữa vì anh, tiêu phàm còn nợ bạch lang một đại nhân tình, tương lai không biết phải làm cho bạch lang chuyện khó như thế nào. Anh một chút thể hiện cũng không có, cứ như vậy chụp phủi mông chạy lấy người, chỉ sợ không thể nào nói nổi chứ. Gia cắt ánh huy liền cười khóe miệng mang theo ý châm chọc. Tôi biết ngay các người sẽ nói như vậy, ai nha, gặp phải các người ngôi sao tai họa như vậy, coi như tôi xui xẻo. Nào, cái này cho các người, tôi nghĩ hẳn là cũng đủ trả nợ ân tình cho các người rồi. Vua trộm miệng nói nhỏ, vẻ mặt mất hứng, lấy ra một túi nhựa nhỏ đưa tới. Túi nhựa này rất nhỏ, lại bẹt, thật sự chẳng đựng nổi thứ gì, tại sao ra cắt ánh huy lại tỏ ra bộ dạng đau lòng như thế? Là vật gì? Cơ khinh xa giơ tay nhận lấy, lại cũng không mở ra, lập tức giao cho tiêu phàm. Tự xem chẳng phải sẽ biết sao. Gia cắt ánh huy càng thêm không kiên nhẫn được nữa. Tiêu phàm mở miệng túi nhựa ra, từ bên trong lấy ra một cuộn giấy nho nhỏ, mở ra cũng là một tấm bản đồ. Cuộn giấy này cầm vào tay cực kỳ mềm mại, hình như là thuộc da nào đó, trải qua tiêu chế tỉ mỉ mà thành. Ngoài ra, dường như cũng nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Đây là bản đồ gì? cơ khinh xa hỏi. Tôi cũng không biết, tuy nhiên tấm bản đồ này là được kẹp ở trong quyển chân kinh thượng. Được kẹp trong quyển chân kinh thượng ư? Tôi dường như không phát hiện bên trong có thứ này a." À. Tiêu Phàm rất kinh ngạc nói, quyển chân kinh thượng từng ở trong tay hắn bảo quản một thời gian ngắn, hắn không chỉ một lần lấy ra tìm hiểu, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện bên trong còn có thứ này. Đó là bởi vì, người không chuyên nghiệp, tìm đồ vật này nọ, tôi mới là chuyên nghiệp nhất đấy." Gia Cát Ánh Huy Dương Dương Đắc Y nói. Điểm này, tiêu phàm và cơ khinh xa không thừa nhận cũng không được. Còn có điểm trọng yếu nhất, thời điểm giao cho anh quyển chân kinh Thượng, bản đồ này tôi cũng đã lấy đi rồi, anh làm sao còn có thể tìm được chứ? Tiêu phàm thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, cơ khinh xa trong khoảng thời gian ngắn thì hơi ngứa tay, thầm nghĩ muốn giáo huấn một chút cái tên vô lại này. Được rồi, bản đồ các người cầm đi, chúng ta lúc này coi như đã thật sự thanh toán xong rồi hai vị, tạm biệt. Gia Cát Ánh Huy giơ tay vung lên, lập tức xoay người, hai tay cắm vào trong túi quần, thân mình đung đưa, nghênh ngang rời đi. Nói đi là đi, không có nửa phần trần trừ, cũng là thật sự tự nhiên. chương 608, khu không người. Tuyết vực cao nguyên, trời xanh, mây xanh, núi trắng, đường xanh, đầu mùa xuân cao nguyên gió thổi, lạnh như đao cắt, rét lạnh thấu xương một chiếc xe jeep mới tinh lao nhanh trên đường cái khu không người ở tuyết vực cao nguyên. Nữ tử lái xe, thướt tha xinh đẹp, thiên kiều bá mị, mỗi một lần mỉm cười, mỗi một ánh mắt, đều cấu thành hấp dẫn khó hiểu đối với nam nhân. Bất kể khi nào, bất kể hoàn cảnh gì, luôn luôn tràn đầy nữ tính, chỉ có thể là cơ khinh xa. Tiêu phàm ngồi ở ghế phụ, một con mèo mập lười biếng co giúp ở trong lòng hắn, đang nằm ngáy o. O, từ lúc nuốt vào viên nội đan dị thú màu nâu đen mà Uông Vĩ thành giao cho Tiêu Phàm kia, liên tiếp rất nhiều ngày, Hắc Lân đều là bộ dạng này, đa số thời điểm đều ngủ ngon. Nói thật, lúc trước để Hắc Lân nuốt viên nội đan màu nâu đen kia, Tiêu Phàm do dự rất lâu, đều không thể quyết định. Thật sự thứ này, trước kia chưa bao giờ thấy qua, không có bất kỳ tiền lệ nào, để cho Hắc Lân ăn, thật không biết chính là loại kết quả nào. Cuối cùng là Hắc Lân tự mình giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Mèo mập thật sự không kiên nhẫn được nữa, thừa dịp Tiêu Phàm đang phân thần, nhảy lên trước, há miệng rộng ra, lập tức nuốt nội đan vào miệng, nuốt vào trong bụng. Sau đó, không đến nửa canh giờ, bắt đầu say sưa đi vào giấc mộng, một giấc ngủ chính là cả ngày, lúc tỉnh rất ít. Tiêu Phàm nhiều lần dùng lực thần niệm điều tra, cũng may ngoại trừ thích ngủ, hắc lần cũng không có không ổn khác, lúc này mới thoáng yên tâm. Đương nhiên, công bằng mà nói, ngoài ngủ ra Hắc Lân cũng không phải là không có nảy sinh một chút biến hóa khác. Trên thực tế, loại biến hóa này vẫn luôn đang trong quá trình tiến hành, đó chính là tốc độ bộ lông tuyết trắng của Hắc Lân biến thành đen rõ ràng nhanh hơn. Từ đen lân sau khi bị thương, toàn thân bộ lông biến thành tuyết trắng. Thời gian đã hơn một năm rồi, cũng chỉ không đến một phần người bộ lông dần dần chuyển thành màu đen. Chiếu theo cái tốc độ này, ước chừng phải mười mấy năm mới có thể phục hồi nguyên như cũ sinh mạng tự nhiên của mèo chỉ có tầm 10 năm. Hắc lân sống đến hiện tại, đã 20 tuổi ngẩng đầu, tương đương với người hơn 100 tuổi. Trong tự nhiên, đây đã là kỳ tích không hơn không kém. Cho dù Hắc lân là linh sủng bổn mạng của tiêu phàm, được thiên địa linh khí tẩm bổ, sống lâu hơn nhiều so với mèo bình thường. Nhưng mà tới được tuổi tác này, bản thân bị trọng thương, đối với tuổi thọ ảnh hưởng là rất chí mạng. Hắc lân còn có thể sống thêm mười mấy năm hay không, rất thành vấn đề. Viên nội đan dị thú kia vừa ăn vào, chỉ gần 20 ngày, bộ lông cả người của Hắc Lân đã có hơn phân nửa biến thành đen rồi. Một cỗ khí tức sinh mệnh cực kỳ hùng mạnh, mơ hồ lộ ra trong cơ thể Hắc Lân, rất mơ hồ. Nhưng với khả năng của Tiêu Phàm, cũng có thể miễn cưỡng cảm giác được. Chính là bởi vì như vậy, Tiêu Phàm kiên trì mang theo Hắc Lân chạy đi khắp nơi, thậm chí lúc đi tới sa mạc Tây Á tìm kiếm tổng đàn Tây Ly giáo, cũng đem theo Hắc Lân. Rất rõ ràng lúc này Hắc Lân đã phục hồi nguyên như cũ, thậm chí nâng cao thêm một bước mấu chốt. Nếu chẳng may có bại lộ gì, tiêu phàm lại không ở bên người, vậy cũng liền hối tiếc không kịp. Hiểm như vậy, không thể mạo. Về phần lần này đi tuyết vực cao nguyên, tương đối mà nói, trái lại cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Tiêu phàm và cơ khinh xa là đến để tìm kiếm tuyết liên hoa ngàn năm. Loại linh dược thiên địa này, tuyệt đối không thể có thể hy vọng tìm được trên bất kỳ thị trường dược liệu nào đó hoàn toàn không thực tế chỉ có thể đi chuyến này thử vận may rồi nói sau căn cứ theo ghi chép trong vô cực thuật tàng thập di thiên nghe nói ở chỗ sâu trong núi đại tuyết có một bộ tộc thần bí gọi là tộc đa ba tự xưng là nô bộc của thánh núi thần núi là người thủ hộ trung thành nhất của thánh núi tuyết liên có lẽ bọn họ có thể tìm được loại thuốc tiên ngàn năm khó gấp nhất này tiêu phàm sau khi ở trong thập di thiên đọc được đoạn ghi chép này đã làm xác minh dưới sự trợ giúp của bằng hữu phía quân đội, phát hiện đúng là có một bộ tộc như vậy tồn tại. Rất nhiều năm trước, đội khảo sát khoa học viên cũng bởi vì một lần rất ngẫu nhiên đi đến bộ lạc đa ba tộc, đối với tình huống cuộc sống của bọn họ có bước đầu hiểu rõ. Bộ tộc này, toàn tộc ở trong chỗ sâu núi tuyết, rất ít kết nối với bên ngoài. Cuối cùng, ngành tương quan quốc gia suy xét đến tình hình thực tế của tuyết vực cao nguyên và đa ba tộc, cho nên cuối cùng vẫn chưa liệt đa ba tộc thành dân tộc độc lập, mà là thống nhất liệt vào hàng ngũ cao nguyên tộc. Đã nhiều năm như vậy, tình hình của Tuyết vực cao nguyên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đại bộ phận nhân dân hoàn thành xã hội bán nguyên thủy hướng tới xã hội hiện đại. Duy chỉ có đa ba tộc vẫn ngăn cách với nhân thế, cô độc sinh sống ở chỗ sâu tại núi Đại Tuyết, kiên định thủ hộ lấy hứa hẹn của tổ tông và truyền thừa của nhiều thế hệ. Cho tới nay, vẫn không có thay đổi gì. Đối với Tiêu Phàm mà nói, đó là một tin tức tốt. Nếu người tộc Đa Ba cũng giống với người tộc cao nguyên khác, thường xuyên tiếp xúc với văn minh hiện đại, chỉ sợ hơn phân nửa ngăn cản không nổi hấp dẫn của chốn phồn hoa ngợp trong vàng son kia. Để đạt được tiền vàng và vật khác chất, bán ra đặc sản của bọn họ, dường như là đường tắt nhanh nhất, cũng là lựa chọn tự nhiên nhất. Nếu thật như vậy, tuyết liên hoa ngàn năm trên cơ bản sẽ không thể trông cậy vào rồi. Chúng căn bản liền không có cơ hội sinh trưởng thời gian lâu như vậy, sớm đã bị ngắt không còn một mảnh chỉ cần tìm được bộ lạc tộc Đa Ba thì có hy vọng. Tuy rằng bộ lạc sinh sống trong núi sâu như vậy khẳng định đối với thế giới bên ngoài vẫn duy trì cảnh giác và đề phòng cực độ. Muốn thuyết phục bọn họ giúp mình đi hái thuốc, không phải dễ dàng như vậy. Nhưng sự do người làm, thế nào cũng sẽ nghĩ ra biện pháp. Ngoại trừ tuyết liên hoa ngàn năm, chuyến đi này của tiêu phàm và cơ khinh xa còn có một mục đích, chính là tấm bản đồ mà ra cắt ánh huy giao cho bọn họ kia. Gia Cát Ánh Huy một phát giao tấm bản đồ này vào trong tay bọn họ, quay đầu bước đi, cả người thoải mái, dường như trả sạch đại nhân tình tiêu phàm cứu y. Tự nhiên mà vậy, tiêu phàm và cơ khinh xa đối với tấm bản đồ này liền phá lệ coi trọng. Thứ có thể gánh được một cái mạng của vô trộm, cũng không thể coi như không quan trọng. Hơn nữa, tấm bản đồ này là tìm được trong quyển chân kinh do tổ sư sáng lập ra môn phái tôn giáo cao nguyên tự tay viết, chỉ điểm này liền hiện ra sự chân quý của nó tổ sư sáng lập ra môn phái giấu một tấm bản đồ như vậy ở trong chân kinh gia dê tự viết, rốt cuộc muốn ẩn giấu bí mật gì chứ? Không hề nghi ngờ, bí mật này chẳng phải dễ tìm kiếm. Tiêu phàm và cơ khinh sa đều là người thông minh tuyệt đỉnh, sau khi lấy bản đồ trở về, tỉ mỉ nghiên cứu một buổi tối, sửng sốt không tìm ra nửa điểm đầu mối. Bọn họ vận dụng thiết bị máy tính tiên tiến nhất, nhập bản đồ vào trong máy tính, nhập vào trong hệ thống bản đồ vệ tinh toàn cầu để tìm kiếm, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Kết quả như vậy, cũng là ở trong dự liệu của hai người. Bởi vì nơi mà tấm bản đồ này đã ghi lại ít nhất hẳn là nơi nào đó của niên đại Tông Sư Sáng lập ra môn phái kia đã sống, mà Tông Sư Sáng lập ra môn phái đã tỏa hóa gần 700 năm rồi. 700 năm bãi bể nương dâu, địa hình thay đổi, sớm hoàn toàn thay đổi. Hơn nữa, nếu đây là ghi lại địa hình nào đó của núi tuyết, vậy thì lại càng không có dấu tích có thể tìm ra. 700 năm, cũng đủ để băng tuyết bao trùm địa hình địa mạo vốn có rất nhiều lần rồi. Thật giống như một trận cuồng phong qua đi, ngươi làm sao tìm được hạt cát vốn có trong sa mạc kia chứ? Nếu là bản đồ do tổ sư sáng lập ra môn phái tuyết vực cao nguyên lưu lại, như vậy đi tới núi đại tuyết xem xem, chắc là sẽ không sai đâu. Thứ này, thật đúng là phải xem duyên phận, dù sao tiện đường, vừa lúc. Đối với hai người tiêu phàm và cơ khinh xa mà nói, đây là một đoạn chặng đường vui vẻ. Từ thủ phủ Tuyết vực cao nguyên đi tới chỗ sâu trong núi Đại Tuyết, nơi tụ cư của đa ba tộc. Chỉ đơn thuần là quốc lộ, đã phải chạy vài trăm cây em, trên cơ bản thuộc loại khu không người. Mảnh cao nguyên bao là này, quả thực chính là vô biên vô hạn. Khi bọn họ rời khỏi trạm kiểm tra cuối cùng, đồng chí cảnh sát trạm kiểm tra nhắc nhở bọn họ, tốt nhất là tìm một người bản địa dẫn đường. Bởi vì bọn họ sẽ phải đối mặt là khu không người mấy trăm cây em. Ngoại trừ động vật hoang dã, rất hiếm có thể nhìn thấy những vật còn sống khác. Mấy năm gần đây, nam nữ trẻ tuổi đến tuyết vực cao nguyên tự du lịch cũng không phải là hiếm, trong vòng một năm, thế nào cũng có thể nhìn thấy một ít. Nhưng có gan một mình lái xe xuyên qua khu không người đấy, thật đúng là ít càng thêm ít. Ít nhất tầm 6 tháng nay, cảnh sát trạm kiểm tra vẫn là lần đầu gặp phải. Bình thường tự đi du lịch xuyên qua khu không người, ít nhất cũng tầm trên 3 xe trở lên, tạo thành một đoàn đội, hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù như vậy, cũng nhất định phải tìm một người bản địa dẫn đường. Không phải một đoàn đội một người bản địa dẫn đường, mà là một xe một người. Nếu chẳng may chạy tán, tụt lại phía sau thì sao? Giống như tiêu phàm, một công tử bột, ôn nhu im lặng, gầy teo, dẫn theo một cô gái vô cùng đẹp, lái một chiếc xe, liền dám đi ngang qua khu không người, lá gan thật sự là rất lớn, liền không sợ buổi tối bị dọa ngất. Cho nên, đồng chí cảnh sát có thể khẳng định, bọn họ sẽ không cự tuyệt đề nghị của mình không đợi tiêu phàm và cơ khinh xa trả lời, liền phối hợp gọi điện thoại, định gọi cho bọn hắn một người dẫn đường lại đây. Điện thoại vừa mới bấm, còn chưa kịp nói chuyện, xe jeep đã bốc khói, lái đi thật xa rồi. Bên tai loáng thoáng bay tới một tiếng, cảm ơn, hơi khàn khàn. Đồng chí cảnh sát gắt gao nhìn đuôi chiếc xe jeep, ngơ ngẩn một hồi. Hiện giờ người trẻ tuổi thật là muốn lãng mạn không cần đến mạng sống nữa sao? Thôi thì, tùy vào bọn họ đi chỉ tiếc một cô gái đẹp như thế cơ khinh xa trên mặt vẫn mang theo nụ cười thản nhiên là bàn của xe jeep ở trong tay có có vẻ nhẹ nhàng phá lệ đây không phải lần đầu tiên cơ khinh xa tới tuyết vực cao nguyên nhưng tuyệt đối là lần đầu tâm tình vui vẻ như vậy trên đường lớn thẳng tắp ở khu không người cơ khinh xa thường thường sẽ dừng xe nắm tay tiêu phàm đứng ở dưới trời xanh đối mặt với trời cao minh mông đối mặt với núi tuyết cao vút trong mây hít sâu một hơi nhắm mắt lại tuy rằng dưỡng khí không đủ, không khí của cao nguyên này hít vào vẫn là trong lành, say lòng người. Thời gian trôi qua rất nhanh, khu không người mấy trăm cây em còn chưa đi được hết một nửa, sắc trời liền dần dần bắt đầu trở nên mờ tối. Mặt trời đã xuống núi rồi. Tiêu phàm và cơ khinh xa cũng không phải rất để ý, trên xe Jeep đã mang theo đầy đủ trang bị, thức ăn và đồ uống. Qua đêm ở bên ngoài, vấn đề không lớn. Nếu đến tuyết vực cao nguyên, tự điều khiển du lịch này công tác chuẩn bị đó là nhất định phải làm tốt. Đương nhiên, nếu có thể ở trong một căn phòng ấm áp ở một buổi tối, vậy thì càng tốt hơn. Phía cuối chân trời, mơ hồ có cái gì đang lay động. Lại gần một chút, cơ khinh xa rốt cục đã thấy rõ, đó là một nhà khách, hoặc là nói, là một trạm xăng dầu. Đón gió phấp phới kia chính là tấm biển nhà khách, chương 609, nhà khách. Mấy mảnh vải rách không rõ màu sắc được buộc trên một cây cột thô to, tung bay ở trong gió cao nguyên, rất khó coi nhưng lại có khí phách. So với tấm biển này, càng khó coi hơn chính là trạm xăng dầu của nhà khách. Sửa xe, chỗ nghỉ chân, đổ xăng. Sáu cái chữ to được sơn màu đỏ, chữ như gà bới, cong vẹo, không có bất kỳ kết cấu hình thức nào đáng nói, vừa nhìn có thể đoán ngay là do tay người tự viết, lực đạo cũng đủ. Cái nhà khách ở sát bên đường này, hàng rào bên cạnh treo vô số lốp xe hỏng, chiếm diện tích vô cùng rộng lớn bãi đỗ xe thì bụi bay mù mịt, khoảng chừng hơn 1.000 mét vuông. Mấy gian phòng xây bằng gạch, đứng tựa vào nhau, xếp thành một hàng. Bên cạnh còn có một chiếc xe buýt hỏng, tuy nhiên cửa sổ đều bị di đô màu đen che kín, không thấy rõ bên trong có cái gì nữa. Phía trên cây cột bên cạnh chiếc xe treo một đùi thịt bò, máu tươi còn đang róc rách nhỏ xuống. Một gã đàn ông cũng không cao lớn lắm, đeo một chiếc túi da dơ bẩn, mặt đầy dâu ria, nhìn không ra gã bao nhiêu tuổi, cầm trong tay một cây dao lớn, đang cắt thịt bò. Mảnh vụn thịt rơi tung tóe. Đây chính là hình ảnh cơ khinh xa và tiêu phàm lần đầu tiên nhìn thấy sau khi lái chiếc xe díp tiến vào cái nhà khách này. Cơ khinh xa cười nhẹ. Rất bình thường. Bọn họ vốn cũng không hy vọng có thể gặp được cao nhân tráng sĩ gì ở cái chốn khỉ ho cò gái này. Ở trong vùng mấy trăm cây em không người này, có thể đổ xăng, có thịt để ăn, có giường chiếu để ngủ, bất kể là ai, đều cảm thấy rất mãn nguyện rồi đột nhiên cơ khinh xa không có ý định muốn qua đêm tại nhà khách này dùng đầu ngón chân cũng có thể biết được điều kiện vệ sinh nơi này sẽ như thế nào bọn họ mang theo lều trại túi ngủ hoặc trực tiếp ngủ một giấc ở trên xe cũng là một lựa chọn không tồi cơ khinh xa thực ra cũng không mềm yếu như bề ngoài của cô tiêu phàm đương nhiên càng không bắt bẻ điều gì trên cơ bản ngay cả thức ăn hắn cũng không cần trên xe đã mang theo một ít dược liệu tẩm bổ nguyên khí như vậy là đủ rồi nhưng hắn cũng không ngại cùng cơ khinh xa qua đêm ở trong này. Khí hậu cao nguyên biến đổi bất thường, nếu không nắm rõ tình hình giao thông thì tốt nhất đừng lái xe vào ban đêm. Hơn nữa, lần này bọn họ cũng không gấp, trước khi tiến vào núi Đại Tuyết, có thể xem lần tới cao nguyên này như một chuyến du ngoạn, hưởng thụ thế giới hai người một phen. Chiếc xe Jeep được lái vào bãi đỗ xe, kéo theo một mảng lớn bụi bay mù mịt. Người đàn ông Zoria sồm sàm, vẫn đang từng đao từng đao bổ thịt bò như trước, mí mắt cũng không nâng lên một chút. Thái độ phục vụ như vậy, cũng chính là vì ở vào trốn trước không có thôn, sau không có cửa hàng. Nếu là các đô thị phồn hoa phía đông phía nam thì sẽ rất khó mà kiếm tiền. Tuy nhiên, chờ cho cắt bụi tan đi, cửa xe mở ra, thời điểm cơ khinh xa từ trong xe bước xuống, người đàn ông đang cắt thịt rốt cục cũng ngẩng đầu lên, hai mắt bỗng nhiên mở to. Chiếc dao lớn đang dơ lên giữa không trung, lại quên chém xuống, miệng ngậm nửa điếu thuốc lá cũng rơi trên mặt đất. Nếu không phải bởi vì nơi này mỗi một giọt nước đều rất quý báu, xem chừng nước miếng rất nhanh sẽ chảy thành sông. Cho dù ở nơi xa hoa trụy lạc, đại đô thị vô cùng phồn hoa, cơ khinh xa cũng là một tuyệt thế mỹ nữ luôn gây tai họa, lại càng không cần phải nói đến nơi đây là mảnh đất minh mông vô cùng hoang vu, trực tiếp khiến người đàn ông đang cắt thịt ngất đi cũng là điều đương nhiên. Mà người khiến người đàn ông cắt thịt bừng tỉnh từ trong trạng thái bóng đè kia chính là tiêu phàm. Ở trong mắt người đàn ông cắt thịt, tiêu phàm ngàn vạn lần không đẹp bằng cơ khinh xa ngay cả một ngón tay của cơ khinh xa cũng kém xa nhưng tiêu phàm lại mang vẻ quái lạ trong làn gió lạnh đầu xuân ở khu vực cao nguyên tuyết vực này mới nhìn qua có thể thấy được thân thể người đàn ông trẻ tuổi này quá bình thường sắc mặt dường như còn đang bị bệnh không ngờ hắn lại mặc trang phục mỏng manh loại trang phục này chỉ xuất hiện trên tv mà thôi hay là hắn không biết đây là cao nguyên tuyết vực không phải vùng duyên hải phía nam đầu mùa xuân về đêm nhiệt độ không khí lập tức sẽ hạ xuống âm độ thậm chí là âm mười mấy độ mặc cái đồ chơi này cơ bản giống như không mặc gì thôi mặc kệ bản thân hắn ta không sợ chết cóng người khác cũng không cần xen vào mấu chốt là trong lồng ngực của hắn còn ôm một con mèo tại cao nguyên tuyết vực này cho dù cơ khinh sao ôm ấp một con nhỏ mèo cũng đã làm cho người khác cảm thấy lạ rồi lại càng không cần phải nói tiêu phàm này là một người đàn ông đấy chơi ạ à hắn bị bệnh thần kinh sao. Ánh mắt người đàn ông cắt thịt nhìn cơ khinh xa đều là diễm lệ, nhưng thời điểm gã nhìn tiêu phàm, liền hoàn toàn biến thành trào phúng và khinh bỉ, không che giấu chút nào, dường như còn kèm theo chút thương hại nhẹ nhẹ. Tên nhóc này, nơi này không phải là địa bàn của ngươi. Dựa vào thân hình mảnh mai yếu đuối của ngươi lại dám mang theo bạn gái xinh đẹp như vậy đi dạo tới đây, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng mỗi một tấc đất của quốc gia này đều tồn tại pháp luật hay sao? Ông chủ, tôi muốn đổ xăng. Tơ khinh xa hoàn toàn không nhìn ánh mắt, thường xuyên thay đổi, của người đàn ông cắt thịt. Cô chậm rãi đi đến bên cạnh miếng thịt bò được chặt xong, mỉm cười với người đàn ông cắt thịt, thản nhiên nói. Đổ, đổ xăng, à, được, được. Người đàn ông cắt thịt lại một lần nữa ngây người ra. Chớ nên xem thường gã mở một nhà khách như vậy ở cái chốn không người này, điều này không có nghĩa là gã chưa nhìn qua thế giới bên ngoài, càng không có nghĩa là gã chưa từng nhìn qua phụ nữ. Có những người phụ nữ, xa xa vừa thấy thì giống như tuyệt đại mỹ nhân, nhưng mỗi khi đến gần một bước, quan cảm liền bị tụt xuống. Thời điểm tới gần bên cạnh, trên cơ bản không còn gì để nói nữa rồi. Nhưng cơ khinh xa lại khác, xa xa liếc mắt nhìn qua, đúng là tuyệt mỹ, càng tới gần càng đẹp. Từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt, mỗi một lần mỉm cười, thậm chí từng động tác lơ đắng nhỏ, đều xinh đẹp đến tận xương tủy, làm người ta không kìm lòng nổi mà muốn đưa tay sờ thật không dễ gì khiến người đàn ông cắt thịt hồi phục tinh thần lại, vừa lăn vừa bò chạy tới, luống cuống tay chân rót đầy xăng vào chiếc xe Jeep. Tơ khinh xa mỉm cười, đứng ở giữa, bãi đỗ xe, hoang vắng giống như sa mạc, hứng thú quan sát bốn phía xung quanh. Tiêu phàm thì đang ôm ấp hắc lân, không nói một lời, chỉ có thời điểm hai mắt đảo qua mấy gian phòng kia, hai hàng lông mày hơi nhăn một chút. Bên trong mấy gian phòng kia lộ ra huyết quang mơ hồ, tiêu phàm có thể khẳng định, Nơi này từng xảy ra án mạng, hơn nữa không chỉ một lần. Đương nhiên, cho dù nơi này thật sự là chỗ tuyệt địa, Tiêu Phàm cũng không để ở trong lòng. Hắn chỉ là một người khách qua đường thuần túy, chỉ cần người ở đây an phận thủ thường, không có ý đồ lung tung với bọn họ, Tiêu Phàm cũng không có tính toán phức tạp gì khác. Dù sao hắn không phải là cảnh sát, cũng không thể kết luận nơi này từng xảy ra huyết án là có liên quan đến người đàn ông cắt thịt trước mặt. Cửa hàng nhỏ như vậy, ai biết đã qua bao nhiêu lần đổi chủ rồi chứ? Bao nhiêu tiền? Cơ khinh xa cười hỏi. a à, không, không cần tiền. Người đàn ông cắt thịt lại lắp bắp nói, cũng không biết gã là do khẩn trương hay là cả lâm thật. Không cần tiền, các anh là học lôi phong sao? Cơ khinh xa liền cười, mang theo điểm trêu chọc nói. Ai nói không cần tiền? 500. Không đợi người đàn ông cắt thịt mở miệng nói tiếp, Bóng cửa phòng, ầm, một tiếng bị một người nào đó đẩy ra. Một người phụ nữ giọng nói khàn khàn bỗng dưng vang lên. Hùng hổ đi tới, không mang theo chút thiện ý. Cho dù cơ khinh xa và tiêu phàm đều gặp qua nhiều chuyện, nhưng lần này đã bị người phụ nữ kia làm cho giật mình kinh hãi. Người phụ nữ này, nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi, trên mặt ngăm đen, lộ ra hai luồng, cao nguyên đỏ, màu tím đen. Miệng ngậm răng nanh vàng vàng đấy, còn khảm một chiếc răng vàng lớn. Làm một kiểu đầu uốn sóng lớn, đây là kiểu tóc lưu hành 20 năm trước đấy. Trên người mặc một chiếc áo khoác ca rô màu trắng đỏ, bên trong còn mặc một chiếc áo lông cao cổ màu vàng. Trên cơ bản, từ đầu đến chân đều là kiểu dáng thời trang của 20 năm về trước. Lần này hiện ra một chữ, quê mùa, lớn trước mắt bọn họ. Cơ khinh xa không kìm nổi, đem ánh mắt rời về phía bên cạnh, bộ dạng mặt mày này thật sự có chút không hòa hảo cho lắm. Cho dù đều là phụ nữ. Cơ khinh xa cũng không muốn nhìn thẳng. Anh ta nói không cần tiền, bà chị lại nói 500. Tôi rốt cuộc nên nghe ai đây? Đương nhiên là nghe tôi, anh ta là một kẻ ngu, cũng không phải ông chủ. Âm thanh chiếc răng vàng lập tức kêu lên, ánh mắt nhìn phía cơ khinh xa, mang theo thái độ thù địch rõ ràng và một gỗ ghen tuông nồng đậm. Tựa hồ sợ cơ khinh xa sẽ đoạt mất người đàn ông của cô ta. Vô duyên vô cớ đã vướng phải sự, đố kỵ, này khiến cơ khinh xa dở khóc dở cười tại sao phải nghe lời cô cô cũng không phải là bà chủ ngay vào thời điểm này lại một giọng nói vang lên nhưng lại rất nhẹ nhàng làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái từ một gian phòng cách vách bước ra một người đàn ông hơi trẻ tuổi một chút quả thật dễ nhìn hơn nhiều so với hai vị này người đàn ông này ước chừng ba mươi mấy tuổi tướng mạo có thể nói là tuấn tú mái tóc được trải cẩn thận tỉ mỉ quần áo rất sạch sẽ mặc một chiếc sắc kít màu vàng đất và một đôi giày ủng màu đen nhìn qua rất có khí chất đàn ông không cần nói nơi đây là biên cương đại địa hoang vu cho dù ở đại đô thị xa hoa người đàn ông này cũng được xem là đường hoàng vừa nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi xuất hiện người phụ nữ hùng hổ răng vàng kia liền bĩu môi tựa đầu xoay hướng một bên không lên tiếng người đàn ông trẻ tuổi mắt nhìn cơ khinh xa mỉm cười nói thật xin lỗi hai vị bọn họ là cháu họ và cháu dâu của tôi là những kẻ nông dân quê mùa chưa thấy qua thế giới bên ngoài, không hiểu lễ tiết, đắc tội hai vị quý khách, mong hai vị lượng thứ, đừng chấp nhặt với bọn họ. Tôi họ hồ, chữ hồ trong hồ đồ, tên gọi hồ thước, thước có nghĩa là hào quang lóe lên nhấp nháy. Cha tôi đặt cho tôi cái tên như vậy, mong hai vị quý khách đừng chê cười. Vị hồ thước tiên sinh này lại là người nho nhã lễ độ, miêu tả cái tên của mình cũng rất khôi hài, nhưng cũng rất trang nghiêm. Cơ khinh xa cười gật đầu, thản nhiên nói. Hồ tiên sinh, xin chào. Khách khí, khách khí, tôi vẫn chưa biết quý danh của hai vị quý khách. Hồ Thước liên tục hạ thấp người, lại khiêm tốn cung kính. Tôi tên là Cơ Khinh Sa, vị này chính là Tiêu Phàm. Cơ Khinh Sa đơn giản tiến hành tự giới thiệu bản thân. Hai vị đây là tự mình đi du lịch sao? Hưởng tuần trăng mật ư, hai vị thật sự là trai tài gái sắc, trời đất sinh ra một đôi. Mặc kệ bọn họ có phải đi hưởng tuần trăng mật hay không, cô nam quả nữ, đồng hành ngàn dặm, lái xe di chuyển ở nơi ngàn dặm không người ở này, quan hệ của bọn họ có thể đơn giản được sao? Nói là vợ chồng son, sẽ không khiến bọn họ mất vui. Cho dù không phải vợ chồng son, cũng sẽ cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Hồ Thước rất giỏi đoán ý qua lời nói và sắc mặt. Hồ Tiên Sinh, tiền xăng rốt cuộc là bao nhiêu vậy? 300, 300, hai vị trả 300 là đủ. Ái trà, ở nơi hoang vu này kinh doanh khó làm, lấy đắt một chút, mong hai vị thông cảm. Nào, mời hai vị vào nhà, trời cũng sắp tối rồi, buổi tối nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh, ở bên ngoài sẽ rất lạnh. Hai vị đêm nay ở chỗ này qua một đêm đi, những cái khác không dám nói, nhưng mấy bát cơm nóng, canh nóng thì chỗ chúng tôi vẫn có đấy. Nào, mời vào mời vào. Hồ Thước liên tiếp mời mọc, cực kỳ nhiệt tình. Nói chuyện cũng rất thực tế. Chương 610, bắt cóc. Màn đêm buông xuống, nhiệt độ ngoài phòng giảm nhanh cuồng phong gào thét, cát đá bay mịt mù, va và vào tấm ván gỗ trên cửa tạo ra những thanh âm, bụp tương đương bụp tương đương. Trong phòng, lại là một quang cảnh khác. Vượt ra ngoài dự kiến của cơ khinh xa chính là trong phòng chẳng những rộng rãi, hơn nữa còn tương đối sạch sẽ, có chút giống phong cách cổ xưa của nhà trọ Long Môn. Hồ Thước ngồi xuống một bên, liên tiếp chỉ bảo tên cháu họ. Vị này tuy nhìn không bao nhiêu tuổi, nhưng có thể khẳng định gã lớn tuổi hơn so với người đàn ông cắt thịt, dọn lên món thịt dê. Đối với sự tương phản về tuổi tác giữa chú cháu, tiêu phàm và cơ khinh xa đều không lấy làm lạ. Hơn nữa một số đại gia tộc ở nông thôn, cháu họ lớn tuổi hơn so với chú là chuyện bình thường. Nếu không phải chú cháu ruột thịt, mà là chú cháu họ hàng xa, cháu họ lớn hơn chú vài chục tuổi cũng không phải điều đáng ngạc nhiên. Thậm chí con trai của cháu lớn hơn chú 10 tuổi cũng là việc bình thường. Tuy nhiên nhìn qua, vợ chồng người cháu họ rất kính sợ người chú này. Hồ Thước thuận miệng chỉ bảo một câu, hai người liền vội vội vàng vàng chạy đi, không thấy bọn họ đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Chỉ chốc lát sau, gã đàn ông cắt thịt dùng một chiếc xiên sắt thật to, xiên nửa đùi thịt dê đi lên, người phụ nữ răng vàng thì bưng lên một cái khay, bên trên đặt một ít cốc chén chai lọ, mùi vị hồ tiêu nồng nặc xông vào mũi, khiến người khác muốn hắt xì. Nhìn qua, đây là gia vị dùng để nướng thịt dê. Vào dịp này, con dê nào cũng đều rất béo tốt, một đầu dê khẳng định mấy người chúng ta ăn không hết, cho nên nướng thịt dê ăn trước đã. Hồ Thước cười nói, cũng không thèm hỏi ý kiến của khách, một tay đón lấy xiên sắt lớn trong tay gã đàn ông cắt thịt, cổ tay chuyển động một cái liền đem thịt dê đặt lên chiếc kệ trên chậu than. Tơ khinh xa và tiêu phàm liếc nhau một cái. Tên hồ thước này bề ngoài nhã nhận, lễ tiết chu đáo, nhưng cũng không phải là người dễ đối phó. Cái xiên sắt lớn mang theo nửa đùi thịt dê đã được lột ra, ít nhất cũng tầm 10 cân một tay gã nhấc lên không có chút khó khăn nào, bất kỳ một người đàn ông trưởng thành nào đều có thể làm được. nhưng cánh tay của gã lại không chuyển động, chỉ dựa vào bắp thịt lại có thể nâng được nửa con dê, người bình thường khó có thể làm được như thế. trong chậu than lửa cháy rừng rực, ngọn lửa phát ra tiếng suy suy khi nướng thịt dê. rất nhanh, mỡ dê rơi xuống từng giọt một lên chậu than, mùi thịt xông vào mũi. hồ thước cầm lấy dụng cụ đem ra vì quét lên thịt dê, động tác nhẹ nhàng, rất quen thuộc. Có thể thấy được nướng thịt dê là việc gã thường xuyên làm. Cơ tiểu thư, hai vị từ đâu tới vậy? Hồ thước vừa nướng thịt dê, vừa tùy ý nói chuyện phiếm với cơ khinh xa. Gã cũng nhìn ra được, tiêu phàm dường như không thích nói chuyện lắm, bởi vậy rất chủ động nói chuyện phiếm với cơ khinh xa. Thiết môn, cơ khinh xa cũng thuận miệng trả lời. Thiết môn, nơi đó thật đẹp đấy, tôi cũng lâu rồi không tới đó, thật ra cha tôi cũng là người tỉnh Yến Bắc đấy. Miệng hồ thước liền chuyển qua giọng điệu của Yến Bắc, coi như cũng có chút giống. Thật vậy sao, thật là trùng hợp, không ngờ tới ở nơi này còn có thể gặp được đồng hương. Cơ khinh xa đối đáp với hồ thước, không ngừng đánh giá tình hình trong phòng. Người phụ nữ răng vàng ngồi ở bên cạnh cửa chính, phía sau bầy biện một cái giá gỗ nhỏ, bên trên đặt một ít các loại rượu linh tinh. Người phụ nữ răng vàng một bên gặm hạt dưa một bên xem tivi, thỉnh thoảng cười ha hả, thanh âm của tivi mở lớn. Gã đàn ông cắt thịt thì ngồi ở bên kia, còng eo xuống, cầm trong tay cái bình rượu bẹt, thỉnh thoảng uống một ngụm. Ở bên cạnh của gã, còn có một cánh cửa, căn cứ phương vị có thể đoán ra, nó thông với một phòng khác đấy. Nhìn như không cố ý, nhưng trên thực tế hai người này đã đem toàn bộ căn phòng canh chừng tốt. Đương nhiên, cách đó không xa ở phía sau hồ thước, còn có một cửa sổ được đóng chặt, chỉ có điều cách mặt đất hơi cao nếu xảy ra chuyện gì khẩn cấp một công tử bột tay trói gà không chặt và người phụ nữ xinh đẹp yếu ớt mảnh mai này sợ là rất khó chạy trốn qua đường cửa sổ trò chuyện câu được câu không nửa đùi thịt dê béo đã vô tình nướng đến khô vàng hương thơm xông vào mũi nào cơ tiểu thư tiêu tiên sinh mời hai vị ăn thịt dê hồ thước đem dao nĩa và chén ăn đến trước mặt cơ khinh xa cười nói thịt dê nướng này phải cắt ăn khi còn ở trên lửa như vậy mới ngon, mới giữ được hương vị. Nếu cắt xuống để ở trong mâm ăn, hương vị liền biến đổi. Hai vị, đến đây ăn đi, đừng khách khí. Cơ khinh xa cầm lấy dao và nĩa ăn, thử cắt một ít thịt dê, đưa vào miệng, quả nhiên cảm thấy mùi vị không tồi, không khỏi gật gật đầu, nói. Ừ, không tệ, rất ngon. Hồ thước cười ha ha, nói. Chỉ cần cơ tiểu thư cảm thấy ăn ngon là tốt rồi, về sau tôi mỗi ngày đều nướng cho cô ăn cơ khinh xa hai hàng lông mày hơi dương lên nhìn hồ thước liếc mắt một cái ánh mắt trở nên có chút lạnh hồ thước giống như không nhìn thấy giơ dao lên cắt lấy một miếng thịt dê lớn đặt lên mâm sau đó gọi kim hoa lại đây đem miếng thịt này đưa đến phòng bên cạnh đừng để tên kia chết đói những ngày hạnh phúc sau này của chúng ta đều phải nhờ cậy nó đấy người có tên kim hoa chính là người phụ nữ răng vàng đang xem tv kia nghe thấy hồ thước gọi mình mặc dù có chút không tình nguyện cho lắm, nhưng vẫn đứng dậy bước tới, bưng khay thịt đi, miệng thầm nói, nuôi cái đứa con trai kia làm gì không biết. Lại không thể tiếp khách kiếm tiền. Cô thì biết cái gì, tên nhóc này lai lịch thật không đơn giản, trong nhà có nhiều tiền, chờ bố nó đến đón người, ha ha, chúng ta sẽ phát tải đấy. Nhanh đi đi, đừng lề mà lề mề nữa. Hồ Thước bỗng nhiên tuôn ra một câu nói tục. Cơ khinh xa vuốt vuốt cái dao cắt thịt, nhìn hồ thước như cười như không nói ông chủ hồ tôi làm sao nghe được có chút gì đó không đúng không phải ông đang bắt cóc con tin đấy chứ hồ thước cười ha hả nói cơ tiểu thư thật sự là người thông minh không ngờ lập tức đã hiểu chuyện kỳ thật cũng không cần phải nói khó nghe như vậy cái gì bắt cóc với không bắt cóc chứ cũng bởi vì chúng tôi thật sự là quá nghèo không nghĩ ra được biện pháp kiếm tiền thật khó sống qua ngày cho nên nghiêm túc mà nói, chúng tôi chỉ là cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo. Cơ khinh xa liền cười. Tên hồ thước này thật đúng là một nhân tài, đổi trắng thay đen rất nhanh. Nếu không biết, còn tưởng rằng gã là cán bộ lãnh đạo đấy. Tuy nhiên, cơ tiểu thư xin yên tâm, tôi bắt cóc ai cũng được nhưng sẽ không bắt cóc cô. Không ai lại bắt cóc người yêu của mình, đúng không? Hồ thước cười lớn, ánh mắt nhìn về phía cơ khinh xa, lộ ra lòng tham không thể che giấu trời càng về đêm, ngoài cửa cuồng phong gào thét, con dê đã vào chồng, trên cơ bản cũng không cần lo lắng, cho nên gã đã để lộ ra chân tướng. Cơ khinh xa cười lắc đầu, đơn giản không nói gì nữa. Cùng một tên bị lòng tham ăn vào não, có cái gì đáng để nói đây? Hồ Thước cũng không để ý đến vẻ mặt thương hại của cơ khinh xa, phối hợp nói. Cơ tiểu thư, xin cô yên tâm, tôi không phải là người thô lỗ, tôi sẽ đối xử tốt với cô. Kiếm được bao nhiêu tiền, tôi đều giao hết cho cô cái nhà này do cô làm chủ được không tôi nói được là làm được đấy tiền kiếm được đều giao cho tôi chỉ dựa vào cái nhà khách này của ông sao cơ khinh xa thật sự là nhịn không được lại mở miệng nói một câu trên thế giới này những tên đuôi mù vĩnh viễn không ít ai cơ tiểu thư cô cũng chớ nên xem thường cái nhà khách này chỉ cần kinh doanh đúng phương pháp chỉ cần một năm có thể kiếm được mấy chục triệu tuyệt đối không thành vấn đề nơi này ngàn dặm không có người, chỉ có duy nhất một cái nhà khách này. Thế là người ở đâu đi ngang qua, đều dừng chân trọ ở chỗ của tôi đấy. Những cái đó vẫn chưa nhầm nhò gì đâu, tôi nói cho cô biết một bí mật, cô có biết tên nhóc vừa rồi tôi nhắc đến là ai không? Nó là vương tử của bộ lạc Đa Ba đấy. Người Đa Ba, các vị đã được nghe nói qua chưa? Bộ lạc của bọn họ không có gì nhiều, nhưng thiên sơn tuyết liên thì có rất nhiều, còn có da báo tuyết, da tuyết hồ, nhiều đếm không xuể. Chúng ta không cần nhiều, chỉ cần bọn họ mang tới một ít để đổi vua của bọn, sau đó bán đi sẽ kiếm được một khoản tiền lớn đấy. Có phải hay không, ít nhất cũng phải mấy chục triệu. Chỉ cần cô đi theo tôi, khoản tiền này sẽ do cô bảo quản. Cô là bộ trưởng tài chính của chúng ta, cô thấy thế nào? Hồ Thước nói nhiều đến nỗi nước miếng tung bay, chính gã đã, đã bị người đẹp này kích động mà không ngừng phấn khởi. Phương tử của bộ lạc đa ba, ông chắc chứ? Vào lúc này... Tiêu Phàm luôn giữ im lặng bỗng nhiên mở miệng hỏi, giọng điệu bình tĩnh, không mang theo chút tức giận. Hồ Thước nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt nóng rực bỗng chốc đã trở nên lạnh lẽo, mang theo sự khinh thường hết sức rõ ràng, trên mặt lại tràn ra tươi cười, nói. Tiêu tiên sinh, ngươi rốt cục đã mở miệng nói chuyện. Ta còn tưởng rằng ngươi là kẻ câm niếc đấy. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy. Ngươi vẫn là nên ăn một chút thịt dê nướng đi, ăn nhiều một chút đây là một bữa ăn cuối cùng của ngươi rồi ăn no xong ta sẽ tiến ngươi lên đường tiêu phàm nhìn gã sắc mặt thản nhiên ánh mắt càng thêm bình tĩnh cờ khinh xa hơi nhếch mép không có ý châm chọc cũng không có ý khinh thường chỉ có ý thương hại bất kể là ai ở trước mặt tiêu phàm phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy đều rất đáng được thông cảm tiêu tiên sinh đừng nhìn ta như vậy ta biết rằng ngươi rất đáng thương nhưng ta không có biện pháp nào khác ngươi cưới được bà xã xinh đẹp như vậy không ở trong nhà hưởng thụ, lại chạy tới nơi này làm cái gì? Cái này gọi là chính người đưa hàng tới cửa, hiểu hay không vậy? Hồ thước càng thêm hưng phấn, nhìn sang cơ khinh xa, lại nhìn tiêu phàm, của chiếc dao nhỏ cắt thịt trong tay, lớn tiếng nói. Cho đến lúc này, ông chủ hồ còn chưa phát hiện ra ánh mắt của tiêu phàm và cơ khinh xa đều rất chấn định, đây không phải là phản ứng của người bình thường khi đối mặt với loại tình huống này. Được rồi, nể tình ngươi đã tặng một người phụ nữ xinh đẹp như vậy cho ta, ta có thể cho ngươi chút yêu đãi. Đương nhiên, không phải cho ngươi lựa chọn chết như thế nào, mà là sau khi ta gờ yêu ta ít ngươi, có thể đem xác ngươi chôn kỹ, không đem thịt của ngươi băm làm nhân bánh bao. Thế nào, ta rất nhân từ chứ? Ai? Bỗng nhiên, hồ thước thao thao bất tuyệt đột nhiên dừng lại, gục đầu nhìn xuống lồng ngực của mình, vẻ mặt không dám tin. Trên lồng ngực của gã, cắm một con dao cắt thịt thật dài, Lưỡi dao và một phần chuôi dao hoàn toàn cắm vào thân thể gã, chỉ có một ít chuôi dao lộ ra bên ngoài. Máu từ từ phun ra như nước suối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 611, Vương Tử Đa Ba đây là một loại tình huống kỳ quái. Cho dù hồ thước mỗi ngày đều dùng loại dao cán dài này cắt thịt, đối với loại dao này rất quen thuộc. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, thanh dao này sẽ cắm trên lồng ngực của mình, hơn nữa cắm sâu như vậy nếu gã có thể xoay đầu qua chỗ khác có thể nhìn thấy đầu dao đã lộ ra phía sau lưng mình nghiêm chỉnh mà nói loại dao nhỏ này kỳ thật cũng không sắc lắm ngược lại rất cùn trên thực tế đây không phải dao mà là cưa một chiếc cưa mỏng dùng để cưa khối thịt nướng lớn cho nhỏ miếng để dễ ăn loại dao này không thích hợp g iota người hồ thước ở nơi này mở nhà khách nhiều năm hại tính mạng người không ít nhưng lại chưa bao giờ dùng loại dao cắt thịt này để gỡ yêu ta hết người, tự nhiên cũng không thể tưởng được, dao cắt thịt rõ ràng còn có công năng, như vậy. Mà tiêu phàm và cơ khinh xa đều ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích, hồ thước chỉ thấy tiêu phàm nhẹ nhàng búng ngón tay một chút, sau đó liền biến thành bộ dáng này. Vì, sao, vậy? Một lát sau, hồ thước rốt cục đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, khó khăn nói ra ba chữ này, vốn bởi vì phấn khởi mà gò má đỏ bừng, nháy mắt trở nên tái nhợt như tờ giấy cơ khinh xa không khỏi lắc đầu thở dài nói ông chủ hồ nếu tôi là ông tôi cũng sẽ không hỏi một vấn đề ngu xuẩn như vậy ông vẫn là nên khẩn trương hô hấp thêm mấy hơi nữa đi thở được chút nào hay chút đó còn không lập tức sẽ không thở được nữa đó hai dòng máu loãng từ bên miệng hồ thước chảy xuôi xuống dưới gã há to miệng không thể hô hấp được nữa hai đầu gối mềm nhún chậm rãi quỳ xuống bên cạnh chậu than đầu rũ xuống, không phản ứng thêm gì nữa. Sự việc xảy ra quá đột ngột, rất nhanh, cho đến khi hồ thước quỳ xuống, người đàn ông cắt thịt ngồi ở phía xa và người phụ nữ răng vàng vừa đi đưa thịt trở về mới hồi phục lại tinh thần. Ngay sau đó, tiếng thét chói tai của người phụ nữ răng vàng liền tràn ngập khắp căn phòng. Mẹ chúng mày! Người đàn ông cắt thịt hung hăng mắng một tiếng, vứt bình rượu xuống, cầm cái dao trong tay liền mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Người này đầu óc là có chút vấn đề, cũng không thèm nghĩ thân thủ của mình và, chú, hồ thước kém nhau rất xa, cứ như vậy xông về phía trước. Suy, cánh tay cơ khinh xa vừa nhấc, xiên thịt sắt bay lên không trung, đem không khí lạnh lẽo của cao nguyên tuyết vượt xé rách. Phù phù, người đàn ông cắt thịt ngã quỵ, giống như một chiếc bao tải bị đâm một cái lỗ thủng lớn, cát bên trong rơi ra. Rốt cuộc đứng không vững, cứ như vậy gục xuống, không nhúc nhích. Mũi nhọn của xiên sắt đâm vào phần gáy của gã, gá, mang theo một tia máu thịt. A, à, người phụ nữ răng vàng còn đang thét chói tai, nhưng trong tay cô ta lại dơ lên một con dao mổ lợn sáng như tuyết, thẳng tắp đánh về phía cơ khinh xa. Bao gồm cả Hồ Thước, đầu óc mấy người này đều có vấn đề. Kết quả của cô ta và Hồ Thước cùng với người đàn ông cắt thịt không có gì khác nhau, cũng không bởi vì cô ta là phụ nữ mà khiến cơ khinh sa thủ hạ lưu tình. Cắt cổ động mạch chủ chính là con dao mổ lợn trong tay cô ta nói ra thì ba người này kỳ thật thân thủ đều không tồi, hồ thước lại rất cao. Nhưng vận khí của bọn họ thật sự không tốt, chọn nhầm đối thủ. Trong khoảng khắc toàn bộ bị mất mạng, nửa phần dãy dụa kháng cự đều không có. Cơ khinh xa nhìn đống hỗn độn trên mặt đất, thở dài, nói, mấy tên này ít nhất cũng đã gỡ yêu ta 78 bảy tám mạng người rồi. Là truyền nhân chính tông của phái Hà Lạc, cơ khinh xa có thể nhận thấy được nơi này mơ hồ lộ ra mùi máu tanh, đối với ba cỗ thi thể nằm úp sắp hoặc quỳ kia tiêu phàm cũng không nhìn một chút ôm hắc lân chậm rãi đứng dậy nói đi thôi đi tìm cái tên nhóc đa ba kia trong lúc vô tình tiến vào nhà khách này thuận tay tiêu diệt một tiểu đội g người cướp của không ngờ có thể giải cứu một vị vương tử của bộ lạc đa ba đang gặp nạn thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn tìm được tên nhóc đa ba kia thật không khó nơi này cũng chỉ có mấy căn phòng thôi một người mặc áo da bị trói ở căn phòng bên cạnh hoảng sợ nhìn tiêu phàm và cơ khinh xa đang đến gần kêu lên các ngươi muốn làm gì không ngờ nó nói được tiếng hán ngữ điệu cũng khá trôi chảy tiêu phàm và cơ khinh xa liếc nhau lập tức tỏ vẻ hoài nghi đối với thân phận của tên nhóc này căn cứ tin tức bọn họ lấy được người đa ba sinh sống ở sâu trong núi đại tuyết ngăn cách với thế giới bên ngoài tại sao có người có thể hiểu được hán ngữ và còn nói tiếng phổ thông khá chuẩn tôi nói cho các người biết, chớ làm loạn nha, tôi là con của thủ lĩnh bộ lạc Đa Ba, các ngươi nếu dám làm gì tôi, cảnh sát sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Tên nhóc này nhìn về phía bọn họ, trong mắt vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, kêu la. Một bộ lạc vốn rất nguyên thủy, nhưng đứa con của thủ lĩnh chẳng những biết nói hán ngữ, hơn nữa khi uy hát yêu ta ép người khác còn nói đến cảnh sát. Nó không dọa, cha ta gọi người chém chết ngươi, điều này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cơ khinh xa hé miệng cười, nói. Anh bạn, cậu tên là gì? Tôi, tôi tên là Áo Đa. Tiểu tử rốt cục đã thấy rõ hình dáng của cơ khinh xa, ánh mắt cũng có chút đăm đăm. Cơ khinh xa thấy nhưng không thể trách, mỉm cười nói. Áo Đa, xin chào, những kẻ bắt cóc cậu là người xấu, đã bị chúng ta gỡ yêu ta Es. Cậu không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không làm hại cậu. Nói xong, cơ khinh xa tiến lên, giữ chặt áo đa, giơ tay phất một cái, dây thừng chói chặt ở trên người áo đa liền đứt ra. Áo đa nhìn thấy cơ khinh xa dùng tay không cắt dây thừng, trong tay không cầm bất cứ loại dao nhỏ nào. Việc này, đây là ma thuật sao? Cây ếch yêu ta sợ một lúc sau, áo đa mới mở miệng nói, nghiêng đầu sang phía khác, không dám nhìn thẳng vào cơ khinh xa. Anh bạn, tiếng hán của cậu nói rất lưu loát đấy. Cơ khinh xa tán thưởng nói. Áo đa vội vàng nói tôi được đi học ở bên ngoài, đã học qua hán ngữ. Chú Đa Cát để cho tôi đi học đấy. Chú Đa Cát là ai vậy? Là Đan Tăng Đa Cát, chú ấy là con chim ưng hùng mạnh nhất tuyết sơn, là người cầm dao xuất sắc nhất cao nguyên, là niềm kiêu ngạo của bộ lạc Đa Ba chúng tôi. Vừa nhắc tới người này, vẻ mặt áo đa lập tức trở nên hào hứng, tất cả dường như đều thay đổi. Lần này, ngay cả tiêu phàm cũng có chút giật mình, kinh ngạc nói. Tuyết vực đao vương đan tăng đa cát, ông ta cũng là người đa ba. Đúng vậy, ở bên ngoài mọi người thường tôn xưng chú ấy như vậy. Vị đại ca này, anh quen chú đa cát sao? Áo đa không khỏi vui mừng, thái độ đối với tiêu phàm lập tức thay đổi. Thoạt nhìn, áo đa chừng hai mươi mấy tuổi, so với tiêu phàm và cơ khinh xa cũng không kém bao nhiêu. Tuy nhiên lời nói cử chỉ đều khá, ngây thơ, chủ yếu vẫn do bản tính thuần phát. Cho dù cậu ta được ra bên ngoài đi học, nhưng từ bản chất áo đa vẫn là con người đa ba thuần phát sống ở chỗ sâu trong núi đại tuyết tiêu phàm khẽ mỉm cười nói tôi đã gặp qua ông ấy hai lần cũng được tính là người quen thật tốt quá anh có thể dẫn tôi đi tìm chú ấy không tôi có việc gấp muốn tìm chú ấy giúp đỡ áo đa mừng rỡ vội vàng nói trong giọng nói tràn đầy ý khẩn cầu tiêu phàm cười cười nói áo đa đừng nóng vội chúng ta hãy qua phòng bên kia trước vừa sưởi ấm vừa nói chuyện phiếm, bên này lạnh quá. Tiêu phàm đương nhiên không quan tâm đến thời tiết giá lạnh, hắn chỉ là quan tâm áo đa. a à, được, được. Áo đa trả lời liên tục, mới vừa tới phòng bên này, áo đa đã bị ba cỗ thi thể và máu tươi đầy đất làm cho cậu ta giật mình kinh hãi, nơm nớp lo sợ, không dám tiến lên, sắc mặt tái nhợt. Tiêu phàm lập tức đi đến bên cạnh chậu than ngồi xuống, đối với thi thể hồ thước đang quỳ ở một bên, hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn một cái hương áo đa vẫy tay nói lại đây đi áo đa đó là một người xấu không cần thương xót gã áo đa lúc này mới chậm rãi đi tới ngồi xuống cách đó khá xa hạ giọng nói người này rất lợi hại tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của gã À, đúng rồi tôi vẫn chưa biết tên của anh và chị cơ khinh sa liền mỉm cười tự giới thiệu sau đó liền hỏi áo đa rốt cuộc chuyện là thế nào cậu kể cho chúng ta nghe một chút đi. Tôi, tôi là muốn đi tìm chú Đa Cát, Tuyết Sơn đã xuất hiện yêu quái, Tuyết yêu ngàn năm sống lại. Đã ăn thịt năm mạng người và hơn 10 con dê bò. Tôi rất lo lắng, Tuyết yêu sớm hay muộn sẽ bất ngờ đánh vào trại của chúng tôi, chỉ có chú Đa Cát mới có thể đối phó được nó. Áo đa vội vàng nói, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi khó có thể ngăn chặn. Cơ khinh xa và tiêu phàm trao đổi ánh mắt một chút, tuyết yêu ngàn năm áo đa, tuyết yêu ngàn năm là vật gì vậy? Nếu áo đa lần này gặp phải là những người khác, họ nhất định sẽ chê cười những gì áo đa vừa kể. Bây giờ là thời đại nào chứ? Còn có người tin loại chuyện thần thoại truyền thuyết này ư? Họ thuộc nền giáo dục hiện đại, không phải là cư dân của bộ lạc nguyên thủy. Nhưng tiêu phàm và cơ khinh xa hiển nhiên không phải người thường. Thần sắc của tiêu phàm trong nháy mắt liền trở nên ác liệt. Tuyết yêu chính là tuyết yêu. Chị cơ, tuyết yêu là tinh linh ở núi tuyết, là yêu quái hại người. Nó đã biến mất rất nhiều năm, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nhưng trước đó không lâu, tuyết yêu ngàn năm đã sống lại, nó càng ngày càng trở nên lớn mạnh. Tôi biết sớm hay muộn nó cũng sẽ tập kích trại của chúng tôi. Đến lúc đó, toàn bộ người của chúng tôi đều không thể sống sót. Chị Cơ, anh Tiêu, anh chỉ có thể giúp tôi tìm chú Đa Cát không? Tôi ở đây có số điện thoại của chú ấy, chú ấy để lại cho tôi, chú ấy dặn nếu có tình huống khẩn cấp thì hãy gọi điện cho chú ấy. Thông qua lời kể có vẻ hỗn loạn của áo đa, tiêu phàm và cơ khinh xa rất nhanh liền hiểu rõ nguyên nhân hậu quả. Núi Đại Tuyết hiện nay có một loại quái vật tên là Tuyết Yêu, bỗng nhiên xuất hiện, ăn thịt con người và dê bò của bộ lạc Đa Ba. Là con trai thủ lĩnh của bộ lạc, lại được ra bên ngoài học hỏi, hiểu được hán ngữ, áo đa đương nhiên lo sợ nên mới rời khỏi núi tuyết, ra thế giới bên ngoài tìm sự giúp đỡ, Kết quả là giữa đường bị bọn Hồ Thước bắt nhốt vào chỗ này. Vừa nghe Áo Đa là con trai của thủ lĩnh bộ lạc Đa Ba, Hồ Thước không nói hai lời, đã bắt cậu ta nhốt lại làm con tin, chuẩn bị đòi bộ lạc Đa Ba đem các loại thuốc quý và các loại gia thú đắt tiền để đổi người. Về phần chuyện Áo Đa nói tuyết yêu ngàn năm ăn thịt người, Hồ Thước căn bản không tin, cho rằng cậu ta do sợ hãi mà nói mê nói sảng, càng không có khả năng để cậu ta gọi điện thoại thông báo cho Tuyết Phực Giao Vương Đan Tăng Đa Cát. Hồ Thước lại không phải kẻ ngu. Tuyết vực giao vương tới sẽ để yên cho gã sao? Anh Tiêu, chị Cơ, anh chị nhất định phải tin lời tôi nói, những gì tôi nói đều là sự thật. Tôi phải lập tức tìm được chú Đa Cát, bảo chú quay về trại để đối phó với Tuyết Yêu, bằng không chúng tôi thật sự sẽ gặp phiền phức. chương 612, ân nhân của bộ lạc Đa Ba. Bên kia có lẽ có thể gọi điện thoại được. Tiêu Phàm chỉ vào cái tủ phía bên kia, sau khi vào cửa, hắn đã thấy trên quầy tủ có một cái máy điện thoại cố định có lẽ không phải dùng để trang trí tuy nhiên cho dù áo đa có thể thuận lợi liên lạc được với đan tăng đa cát đan tăng đa cát có thể kịp thời chạy về bộ lạc hay không cũng rất khó nói đan tăng đa cát là trưởng vệ sĩ bên người của đại hòa thượng thủ lĩnh bình thường luôn tháp tùng bên cạnh đại hòa thượng thủ lĩnh ở trốn xa xôi như vậy trong khoảng thời gian ngắn làm sao có thể trở về kịp nhưng những lời này tiêu phàm vẫn không nói với áo đa nếu đan tăng đa cát không thể trở về kịp thời, chuyện này không phải cần đến sự giúp đỡ của tiêu chân nhân và cơ khinh xa sao. Thật ra họ cũng muốn xem thử, tuyết yêu ngàn năm, rốt cuộc là loại hung thần nào. Áo đa vội vàng đứng dậy, run rẩy lách qua người phụ nữ răng vàng đang nằm ở nơi đó với tư thế ngửa mặt hướng lên trời, cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại di động của đan tăng đa cát. Điện thoại rất nhanh liền có người nhận, áo đa vui mừng quá đỗi, dùng loại ngôn ngữ của bộ lạc mình nói nhanh trong điện thoại, Chi Chi Hoa Hoa nói một hồi, trên mặt không toát ra vẻ mặt thất vọng, ngược lại thể hiện sự mừng rỡ. Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, nhìn Áo Đa nói. Áo Đa, đưa điện thoại cho tôi, tôi muốn trò chuyện với Đa Cát Thượng Sư. Áo Đa không hề nghĩ ngợi thêm, liền đưa điện thoại tới cho hắn. Đối với vị tiêu đại ca trầm mặc ít lời này, Áo Đa vẫn duy trì sự kính sợ. Đây là người mà khi đối mặt với ba cỗ thi thể vẫn mang nét mặt bình thường, không có gì thay đổi hơn nữa ba người này rất có thể đều là do tiêu phàm gởi yêu ta -ết chết đấy áo đa không tin chỉ cơ giống như tiên nữ lại gởi yêu ta -ết người đa cát thượng sư xin chào tôi là tiêu phàm tiêu tiên sinh điện thoại bên kia truyền đến thanh âm chấn động của đan tăng đa cát thật sự không nghĩ tới lúc này lại nhận được điện thoại của tiêu phàm áo đa làm sao có thể đi cùng tiêu phàm tuy nhiên đan tăng đa cát lập tức liền phục hồi tinh thần nói tiêu tiên sinh vừa rồi áo đa có nói đến người cứu nó chẳng lẽ người kia chính là cậu đây gần như là lời giải thích duy nhất vừa rồi áo đa nói nhiều lắm nhưng đã quên nhắc tới tên ân nhân cứu mạng mình với đan tăng đa cát vâng đúng là tôi tiêu tiên sinh cảm ơn cậu đan tăng đa cát nói xong lập tức liền trầm mặc xuống ông ta so với tiêu phàm còn ít lời hơn không hay nói nhiều đừng khách sáo đa cát thượng sư tôi muốn biết cái gọi là tuyết yêu ngàn năm, rốt cuộc là quái vật gì. Tiêu phàm không nói thêm chuyện gì, đi thẳng vào vấn đề. Tin tưởng đan tăng đa cát sẽ biết nhiều chuyện hơn so với áo đa. Tiêu tiên sinh, về chuyện tuyết yêu ngàn năm, kỳ thật tôi cũng không biết nhiều hơn áo đa là mấy. Đối với bộ lạc đa ba chúng ta mà nói, đây là một truyền thuyết rất lâu rồi, ít nhất cũng đã có một ngàn năm tuổi. Nghe những người già kể lại, ở chỗ sâu trong núi đại tuyết có một loại yêu linh trong tuyết, thân cao mấy mét, lực lớn vô cùng, thích ăn người sống. Nhưng, tiêu tiên sinh, cậu cũng biết đây chỉ là một loại truyền thuyết mà thôi. Đan tăng đa cát nói thêm một chút. Tiêu phàm nhíu mi nói. Đa cát thượng sư, nói như vậy, ông không tin chuyện này. Không, tôi tin. Ai ngờ câu trả lời của đan tăng đa cát lại vượt ra ngoài dự kiến của tiêu phàm. Áo đa là một đứa nhỏ thành thực, nó sẽ không nói láo đâu. Hơn nữa là do thủ lĩnh A chát bảo nó đi thông báo cho tôi biết có lẽ chuyện này thật sự đã xảy ra. Tiêu tiên sinh, trong truyền thuyết bộ lạc chúng ta, còn có lời tiên đoán rằng, ngàn năm sau khi tuyết yêu sống lại, đến lúc đó toàn bộ bộ lạc đều gặp nạn lớn. Chỉ có điều không ngờ tới lời tiên đoán này thật sự ứng nghiệm rồi. Ngàn năm sau, tuyết yêu sống lại. Không lâu trước đây, tiêu phàm đã liên tiếp gỡ yêu ta chết 4 gã yêu vật sống lại sau ngàn năm. Trung bộ, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, hiện tại là cao nguyên tuyết vực ở phía Tây. Nhưng, nếu dựa theo phương vị ngũ hành thì có chỗ không đúng, theo lý mà nói tên yêu vật ngàn năm thứ năm này nên ra hiện ra ở địa khu Tây Nam, chứ không phải cao nguyên Tây Bộ. Đương nhiên, điều này chỉ là phỏng đoán cá nhân của tiêu phàm mà thôi. Nếu đã như vậy, Đa Cát Thượng Sư khi nào thì có thể về tới đây? Đan Tăng Đa Cát lập tức trả lời. Rất nhanh thôi, tôi bây giờ đang ở thủ đô, lập tức sẽ lên đường. Tiêu tiên sinh, vị trí hiện tại các cậu đang ở là trong vùng không người đúng không đan tăng đa cát đang ở thủ đô khó trách vừa rồi áo đa rất vui mừng đúng vậy đa cát thượng sư tôi vốn đang muốn đi tới bộ lạc đa ba tôi muốn tìm thiên sơn tuyết liên đan tăng đa cát lập tức nói việc này hoàn toàn không thành vấn đề tiêu tiên sinh cậu là ân nhân cứu mạng của áo đa toàn bộ bộ lạc đều rất cảm ơn cậu chúng ta sẽ cử ra những dũng sĩ cường tráng dũng cảm kinh nghiệm phong phú đi hái thiên sơn tuyết liên cho cậu. Đan Tăng Đa Cát được tôn sùng là hùng ưng của cao nguyên tuyết vực, là dũng sĩ cường tráng nhất, là niềm kiêu hãnh của bộ lạc Đa Ba ở núi Đại Tuyết này. Ở trong bộ lạc có địa vị rất cao, chỉ thấp hơn thủ lĩnh A Chát mà thôi. Nếu ông ta đã nói như vậy, chẳng khác nào toàn bộ bộ lạc Đa Ba đồng ý giúp tiêu phàm, tuyệt sẽ không nuốt lời. Hơn nữa Đan Tăng Đa Cát cho dù chưa từng tiếp xúc với tiêu phàm, nhưng ông ta đã giao tiếp với bạn gái Tân Lâm của Tiêu Phàm hai lần, biết rõ bản lĩnh của Tân Lâm. Bạn gái đã giỏi như vậy, Tiêu Phàm đương nhiên càng lợi hại. Vào thời khắc bộ lạc gặp phải nguy cấp sinh tử tồn vong, có cao thủ như Tiêu Phàm đồng ý giúp đỡ, thật sự là chuyện tốt, cầu còn không được. Sau khi thương lượng xong với đàn tăng đa cát, ba người bọn Tiêu Phàm ngủ lại một đêm ở trong cái nhà khách này. Sáng hôm sau, một chiếc xe Việt giã phong trần mệt mỏi chạy tới nhà khách này, ba gã đại hán nhảy xuống từ trên xe Việt giã. Thật trùng hợp, cả ba người đều là người quen của tiêu phàm. Ngoại trừ đan tăng đa cát, còn có hai gã hòa thượng người mặc tăng bào màu vàng, đều là sư đệ của đan tăng đa cát. Một người tên là Cam Pốt, tính tình rất nóng vội, người kia tên là Đan Châu. Tiêu Phàm còn gặp qua một người tên là Sư Đệ Kiệt Bố, lúc này không có mặt ở đây. Có lẽ Đan Tăng Đa Cát đang làm việc ở thủ đô, nghe nói, tuyết yêu ngàn năm, xuất hiện làm hại tới bộ lạc sợ sức mình không đủ ứng phó, liền dẫn theo hai gã sư đệ cùng đến. Phó công và đao pháp của hai vị sư đệ này không bằng đan tăng đa cát, nhưng so với những đại hán bình thường khác thì lại rất mạnh đấy, là sự giúp sức rất tốt. Bọn họ chỉ là sư huynh đệ, không phải người cùng một bộ tộc. Vừa thấy tiêu phàm và cơ khinh xa, đan tăng đa cát liền sải bước tiến lên, hướng hai người hành lễ. Cam cốt và Đan Châu lại đứng phía xa xa, không bước tới, ánh mắt nhìn tiêu phàm tràn đầy ý đề phòng, còn mang theo chút tức giận nhẹ nhẹ. Ở Khánh Nam, bốn người sư huynh đệ bọn họ đều bái vị Tiêu Phàm này và bằng hữu của hắn. Bảo bọn họ làm sao có thiện cảm với Tiêu Phàm chứ? Hai người bọn họ cũng không phải người của bộ lạc Đa Ba, Tiêu Phàm cứu áo đa cung không có quan hệ gì với bọn họ. Cơ tổng, ngưỡng mộ đại danh cô đã lâu, không ngờ lại gặp ở nơi này, thật là vinh hạnh. Cho dù Đan Tăng Đa Cát là người ít nói, nhưng thanh danh của cơ khinh xa ở trên giang hồ quá mức vang dội đan tăng đa cắt cũng ngoại lệ khen vài câu. Trong đầu tự nhiên lại âm thầm muốn biết quan hệ của cơ khinh xa và tiêu phàm, chỉ có điều không biểu lộ ra mà thôi. Đây là chuyện riêng của tiêu tiên sinh. Tất cả mọi người không phải là người nói nhiều, hàn huyên khách sáo trên cơ bản liền miễn đi. Đan tăng đa cát từ trong miệng áo đã biết được tình huống cụ thể khi cậu bị bắt cóc, lúc này mới bước vào căn phòng kia, ba cô thi thể vẫn còn đó như trước, cơ bản hiện trường vẫn như cũ, không bị phá hỏng. Đan Tăng Đa Cát hít một hơi dài. Ông là người tu hành, ánh mắt quét qua một lượt có thể nhìn ra được trong phòng không có dấu vết đánh nhau. Dụng cụ gia đình bát chén đều không bị hỏng, bởi vậy có thể thấy được, ba người này chưa giao đấu với hai người tiêu phàm bọn họ, trong nháy mắt đã bị gỡ yêu ta sạch. Không cần nói đến sức hoàn thủ, ngay cả sự chống đỡ đều không có. Cái nhà khách này đã mở ở đây nhiều năm như vậy, làm hại không ít người và mấy cô gái con nhà lành, không ngờ tới, buổi tối hôm qua ngôi sao tai họa chợt giáng lâm, nợ máu nhiều năm đã chấm dứt. Cũng coi như bị chết không oan, cần phải giải quyết tốt hậu quả, đàn tăng đa cắt căn bản cũng không cần tiêu phàm chỉ bảo, lập tức kêu hai sư đệ và áo đa, bốn người cùng nhau động thủ, đem ba cỗ thi thể xếp chồng lên trên bàn, rồi xăng lên mấy gian phòng rồi thả một mùi lửa. Bọn họ bây giờ cần nhanh chóng trở về trại, không có thời gian ở chỗ này chờ cảnh sát đến lấy khẩu cung có lẽ nhà khách này cũng không đăng ký kinh doanh ở đồn công an. Nhiều năm như vậy, bọn họ sát hại mạng người không chỉ một hai, nhưng vẫn nhởn như ngoài vòng pháp luật đã chứng minh được điều đó. Một mồi lửa đốt cháy tất cả, đoàn người ngồi lên hai chiếc xe Việt giã, xuất phát tiến về một chỗ không người khác. Đan tăng đa cát đi trước mở đường, đám người theo sát phía sau. Ngồi ở trong xe Việt giã của đan tăng đa cát, áo đa hưng phấn không thôi, chi chi hoa hoa nói chuyện không ngừng đại sư huynh thật sự muốn kết bạn với gã tiêu phàm kia. Cam thình lình hỏi, sắc mặt có chút âm trầm, ở trong đám sư đệ của đan tăng đa cát, tính tình gã nóng nảy nhất, tâm nhãn cũng nhỏ nhất, rất thích mang thù hận. Chuyện tân lâm khiến gã mất thể diện, gã vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Hiện giờ, lại cùng với tiêu phàm kề vai chiến đấu, trở thành bằng hiếu, cũng khó trách Cam trong đầu không vui. Đan tăng đa cát giữ chặt tay lái, liếc nhìn gã một cái, trầm giọng nói. Cam quyền thượng kinh văn chúng ta đã thu hồi lại rồi, ân oán giữa tiêu tiên sinh đã sớm chấm dứt, sao cậu vẫn nhớ mãi không quên như vậy? Hừ, tôi không tin hắn được, người hắn này, ở mặt ngoài thì nho nhã, kỳ thật rất xảo hoạt. Cam ôm cổ, cứng rắn nói. Đan Tăng Đa Cát lắc đầu, nói. Cam người Hán bọn họ có câu, oan ra nên giải không nên kết. Tôi thấy rất có đạo lý đấy, tiêu tiên sinh rất lợi hại, chúng ta không nên vô duyên vô cớ đối nghịch với người lợi hại như vậy, đối với chúng ta không có lợi đâu. Hơn nữa lần này, tuyệt yêu ngàn năm tác loạn, tôi lo lắng chỉ dựa vào sức lực mấy sư huynh để chúng ta không đối phó được với quái vật kia, đến lúc đó rất có thể cần tiêu tiên sinh và cơ tiểu thư hỗ trợ mới được. Ha ha, đại sư huynh, đừng trách tôi nói thẳng, tôi nghĩ cái gọi là tuyệt yêu ngàn năm, nhiều nhất chỉ là một dã nhân mà thôi. Trên thế giới này, chẳng lẽ còn thật sự có quái vật sao? Cam Cốt lạnh lùng cười, hơi có chút phản đối nói. Đan Tăng Đa cắt ngậm miệng lại, không nói gì nữa. Ở sâu trong nội tâm ông cũng hy vọng thật sự chỉ là một dã nhân. Tuy nhiên đa số thời điểm, hy vọng bình thường rất tốt đẹp, nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Chương 613, thiên sứ hạ phàm. Kể cả Tiêu phàm, mọi người rất muốn trông thấy cái gọi là Tuyệt yêu ngàn năm, rốt cuộc là quái vật gì. Nhưng không ai nghĩ sẽ nhanh chóng gặp được nó. Đã hai tiếng mà hai chiếc xe vẫn không đến, vì thế đoàn người họ cũng chỉ có thể chọn cách khác để đi. Vẫn là khu ngàn dặm không bóng người, hai chiếc xe đỗ lại ven đường, nhóm sáu người họ bắt đầu đi hướng sâu vào phía trong núi Đại Tuyết, một con đường nhỏ nối liền với quốc lộ đi đến bộ lạc Đa Ba. Con đường này gần giống nhau với quốc lộ tiếp giáp ở vị trí trung tâm tạo thành hình chữ T. Đan Tăng Đa Cát nói với Tiêu Phàm, nếu chỉ đi bộ khi đến bộ lạc Đa Ba, ít nhất phải hơn 5 ngày. Cũng may vài giờ sau đó, họ đã đến một thị tộc, tại đây thông qua đàm phán, họ thuận lợi mua được 6 con ngựa. Kỳ thật ở đường núi quanh co như thế, thì việc cưỡi ngựa tốc độ không phải nhanh hơn so với vận tốc đi bộ, nhưng sức chịu đựng của con ngựa so với con người tốt hơn, có thể duy trì chuyến hành trình trong thời gian dài, tương đối mà nói, chặng đường mỗi ngày đi được sẽ ngày càng xa hơn. Trên lưng ngựa trở lương khô, thịt khô là người ăn, còn lúa mạch là cho ngựa. Như vậy trước khi đến bộ lạc Đa Ba, ngựa của họ không có thời gian gặm cỏ, có thể cho ngựa ăn loại lương thực này mới có thể duy trì thể lực. Sọc đường đi, đan tăng đa cắt cùng mọi người thỉnh thoảng ăn thịt khô, uống rượu lúa mạch để xua đi cái lạnh thấu xương. Còn chưa đi được một ngày, Campos ban đầu phải đối tiêu phàm đã thay đổi thái độ của mình. Tiêu phàm cứ như vậy ngồi trên lưng ngựa, không ăn không uống, làm thế nào cũng không nói chuyện, vẫn mặc trang phục mỏng, chỉ có chiếc á xích ma viết thường lót bên trong. Ở cái lạnh dưới không độ, Thần sắc bình tĩnh như không có gì Chỉ có ánh mắt trong suốt thanh tịnh Giống như biển cả ngoài khơi Thâm thúy sâu sắc Biểu hiện duy trì từng phút từng giây tỉnh táo Thậm chí ngay cả con mèo mập mà hắn ôm trong lòng Cũng cùng một đức tính với chủ nhân của nó Mặc kệ thời tiết lạnh đến cỡ nào Oxy loãng ra sao chỉ lo nằm ngáy ngủ Không quan tâm mọi thứ bên ngoài Campos sống lâu năm trên cao nguyên Tuyết vực trong lòng rất rõ Làm được điều này thật khó tin Nói cách khác cảnh giới nội công của tiêu phàm đã cao đến mức làm người ta khó có thể tưởng tượng ra được, ở người khác mà nói có thể chết vì không khí lạnh giá, nhưng đối với hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Khó trách ngay cả tân lâm một nữ nhân có thân thủ mạnh mẽ như thế cùng với cơ khinh sao uy chấn giang hồ khắp một phương, đều cam tâm tình nguyện đi theo ở bên hắn, tự cho mình vị trí tiểu nữ tử. Buổi chiều ngày thứ ba, đội nhân mã đã tiến vào cánh đồng cỏ tươi tốt trong thung lũng. Người người hưng phấn, giơ tay chỉ về phía trước, lớn tiếng nói tiêu đại ca cơ tỉ tỉ chúng ta đi vòng đến lối kia là đến nơi rồi tộc đa ba mặc dù rất hoang sơ nhưng cũng giống như mọi bộ tộc du mục khác chọn nơi xây dựng trại đó là sự cần thiết để tồn tại đương nhiên tộc đa ba không như những tộc du mục khác ngoài việc chăn nuôi gia súc họ còn dựa vào việc hái thuốc đánh cá và săn bắt để kiếm sống khác với tộc du mục khác tộc đa ba di chuyển theo mùa trại của họ căn bản là cố định cứ như vậy thực vật trong thung lũng tất nhiên được tươi tốt nhưng cũng khó khăn để nuôi nhiều dê bò ngựa số lượng gia súc lấy thịt không đủ bắt họ phải dùng dược liệu lông thú trao đổi với bên ngoài để có lương thực vượt qua những ngày đông giá rét cơ khinh sa mỉm cười gật đầu trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm lặn lội đường xa ba ngày trên lưng ngựa dù là cơ khinh sa nội cộng thâm hậu võ nghệ cao cường cũng cảm thấy mệt mỏi tới trại rồi có thể nghỉ ngơi điều mấu chốt nhất chính là có thể tắm nước nóng đối với cơ khinh xa mà nói, đây mới là nhu cầu cần thiết trước mắt. Họ phóng ngựa về phía trước cẩn thận xuống thung lũng. Vào lúc này, tiếng tù và vội vã đột nhiên từ thung lũng bên kia chuyển tới, vô cùng cấp bách. Thần sắc của đan tăng đa cát đột nhiên thay đổi kêu lên. ATUI.net gạch chéo không ổn, có kẻ thù tấn công trại. Là tuyết yêu, tuyết yêu ngàn năm. Áo đa càng kêu to hơn, giọng điệu cũng thay đổi. Hiện tại dù sao cũng không còn như trước kia nữa rồi, các bộ tộc sớm đã chấm dứt việc báo thù, cũng không cần bởi vì cắt đầu người hiến tế mà đi gợi yêu ta ết chóc bộ tộc đối phương. Cao nguyên tuyết vực đáng sợ nhất là bầy sói, cũng biến mất trong nhiều năm, cho dù không hoàn toàn bị tiêu diệt sạch, thì cũng khó có thể làm loạn. Tiếng tù và biểu thị có kẻ thù tấn công, từ nhiều năm qua chưa từng lên tiếng báo động. Lúc này bỗng nhiên vang lên lần nữa, không nghi ngờ chút nào, có thể là tuyết yêu ngàn năm gần đây xuất hiện tấn công trại. Cha, Tiêu Phàm đang nhắm mắt, ngồi trên lưng ngựa bất động, chợt mở mắt, thúc mạnh vào bụng con bạch mã, vội vã đuổi theo. Ở thị tộc nhỏ mua được 6 con ngựa, Đan Tăng Đa cát lấy con thần mã đặc biệt giao cho Tiêu Phàm cưỡi, để tỏ lòng tôn kính. Cha, tất cả mọi người cưỡi ngựa đi theo sát phía sau. Tiếng tù vang lên ngày càng cấp bách, thậm chí vang lên giống như tiếng hỏa dược nổ. Cho tới nay, dân phong cao nguyên dũng mãnh, không trang trại hay bộ tộc nào không chỉnh đốn võ bị. Bộ tộc lớn hơn một chút trong trại đều có súng thần nông, là loại súng thần nông nguyên thủy nhất, bên trong nhét đầy hỏa dược bắn ra cắt sắt. Xem ra vì để phòng bị con tuyết yêu ngàn năm trong truyền thuyết, mà tộc Đa Ba đã đem tất cả tiềm lực của trại ra công kích. Bạch mã dẫn đầu lao qua sườn núi, hiện ra trước mắt một sơn trại được xây dựng tựa vào chân núi. Chỗ trại này quy mô cũng không lớn, tiêu phàm ở thung lũng, từ ngay đây không thể nhìn thấy toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn đến nơi cổng sau của trại, những chiếc đầu người trên lầu canh nhấp nhô tiếng gào thét liên tục hết đợt này đến đợt khác vô số mũi tên bay về phía sau trên sườn núi cộng với tiếng ẩm ẩm hỗn loạn từng đợt sương mù dâng lên chiến đấu kịch liệt mà trên sườn núi phía sau trại ngoại trừ tuyết phủ trắng phao thì không có gì cả tiêu phàm không nói không rằng phóng ngựa tới cửa chính của trại đối diện dòng sông lại những tiếng u u u dồn dập vang lên trên lầu canh hai bên cửa chính vốn không có một bóng người, đột nhiên xuất hiện một nhóm người, cung tên trong tay hạ xuống, nhìn về phía tiêu phàm. Có một người chỉ tay lớn tiếng quát to, thần sắc nghiêm nghị, tiêu phàm một chữ cũng nghe không hiểu. Tuy nhiên hắn biết rằng, ông ta đang cảnh báo hắn, không được tiếp tục đến gần, nếu không sẽ bị tấn công. Tiêu phàm khẽ kéo lấy dây cương. Ngay thời khắc này, một tiếng sấm vang cũng như tiếng gầm rú chợt chuyển đến, ầm ầm vang xa phía chân trời, chấn động đến thính giác mọi người. Bên kia phía sau chạy lại một trận hỗn loạn, tiếng hỏa dược kêu oang oang, tiễn bắn như mưa. Tiêu phàm không chút do dự, phóng ngựa phi nhanh về phía trước. Vù, vù, vù. Thủ vệ trên tháp không khách khí, bảy tám mũi tên xé gió nhắm thẳng đến tiêu phàm, tiễn pháp quả nhiên rất cao. Đây là một bộ lạc truyền thừa việc săn bắn, người đàn ông trưởng thành trong tộc, phần lớn tinh thông bắn cung, võ dũng vượt trội đây là nguyên nhân nhiều người có can đảm rời khỏi thâm sơn, ra bên ngoài như đan tăng đa cát cầu viện. Không được vô lễ. Phía sau tiêu phàm, tiếng quát lớn của đan tăng đa cát truyền đến. Ngựa của ông hơi chậm nửa nhịp, do vừa mới vòng qua triền núi, nhìn thấy cảnh tượng như vậy tức khắc kích động. Tiêu phàm vị khách quý mà ông ta mời đến còn chưa vào trại đã bị đón đầu bằng một trận mưa tiến. Chỉ tiếc âm thanh thét lên đã muộn. Tiêu phàm bỗng nhiên nhảy dựng lên từ trên lưng ngựa, Tay trái ôm Hắc Lân còn đang ngủ, tay phải tùy ý vung trong không trung, 7-8 mũi tên đã bắn ra đều bay về phía khác. Tên thủ vệ trên tháp vừa mới rút ra mũi tên thứ hai trong ống tên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy không khỏi ngẩn người. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí ngay cả tên còn chưa kịp lên cung, chứ đừng nói là kéo dây bắn mũi tên thứ hai. Bóng trắng chợt hiện ra, Tiêu Phàm đã phi thân lướt qua cổng chính, nhẹ nhàng đáp xuống lầu canh bên phải. Trên lầu canh chỉ có 4 tên thủ vệ cứ như thế ngơ ngác nhìn tiêu chân nhân như vị tướng quân từ trên trời giáng xuống, không biết những gì xảy ra trước mắt là ảo hay thật. Một tên trong số đó nhanh chóng chân tính, sau đó làm một động tác khiến tất cả mọi người đều ngộ ra, cạch, vị dũng sĩ này ném cung tên đang cầm trên tay xuống đất, hai đầu gối mềm nhún, hướng về tiêu phàm quỳ xuống, nạp đầu bái lạnh, miệng lẩm bẩm vài từ ngữ quái lạ, vẻ mặt đầy kính sợ. Động tác của tên đó, ngay lập tức tạo thành hiệu ứng dây chuyền ba tên thủ vệ khác cũng đồng loạt ném cung tên ở trong tay, quỳ dạp xuống đất, dập đầu miệng lẩm bẩm chung một câu nói tương tự. Tiêu phàm tuy rằng không hiểu, nhưng cũng biết, bọn họ tỏ vẻ thần phục. Qua nét mặt của những người đàn ông chất phác này, nhất định đã coi tiêu phàm như thiên sứ hạ phàm. Tiêu chân nhân vừa rồi đã thể hiện thân thủ, tự ý nghĩa nào đó mà nói, quả thật đã vượt qua giới hạn của một con người, thậm chí ngay cả những người theo phía sau đan tăng đa cát cũng đầy vẻ kinh ngạc, không dám tin. Tuy nhiên tiêu phàm vội vã xông vào trái như vậy, tuyệt không phải muốn để cho mọi người ở tộc đa ba lễ bái đối với hắn. Hắn chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến cổng sau xem xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi tiếng gầm nặng nề kia khiến trong lòng tiêu phàm đề cao cảnh giác. Trong tiếng gào thét này tạo ra một áp lực không nhỏ, không giống cảm giác hắn gợi yêu ta hết chết bốn gã quỷ vương trước đây. Đây mới chỉ là một tiếng gầm, nếu thật sự đối mặt, nhất định sẽ càng ghê gớm. Đây hẳn là Tuyết yêu ngàn năm mà áo đa hay nói tới, nhưng tuyệt không chỉ đơn giản kiểu lực lớn vô cùng, mà đan tăng đa cát nói, chỉ tiếng gầm lớn một ngạt này rõ ràng cho thấy đây là con quái vật, không phải loài thú biến chủng bình thường. Cảm giác của Tiêu Phàm không sai. Trong lúc này, căn bản không kịp để giải thích với những người đang bái lại. Tiêu Phàm đột ngột nhảy ra ngoài, bay về hướng cổng sau. Chương 614, Tuyết yêu thượng. Tiếng giống tiếng giống âm u ấy lại vang lên. Trên sườn núi phía bắc phủ đầy tuyết, một bóng người chợt bay lên giữa không trung, tay chân múa may, lớn tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, bóng người này rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết đó đột nhiên dừng lại. Trại không lớn, tiêu phàm chân gần như không chạm xuống đất, phi thân từ cổng trước chạy đến cổng sau. Cổng sau số lượng người phòng thủ nhiều hơn cổng trước, hai trên lầu canh hai bên, tụ tập ít nhất 20 đến 30 người, tên như mưa rơi bay về phía ngoài trại tiếng súng thần công huỳnh huỳnh lại vẫn chưa vang lên. Dù sao súng thần công nhét hỏa dược cắt sắt rất tốn thời gian, sau khi bắn phát đầu tiên, trong thời gian ngắn rất khó để bắn phát thứ hai. Như vậy bộ tộc nguyên thủy sâu trong núi tuyết cũng không có khả năng có quá nhiều súng thần công. Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào bên ngoài trại, không ai chú ý đến tiêu phàm. Trên sườn núi bên ngoài trại phủ đầy tuyết, vết máu loang lổ, khắp nơi đều là những cánh tay bị con quái vật bẻ gãy. Trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không phân rõ nó đã gở iota s chết bao nhiêu người. Cách cửa trại mấy chục mét, một cái đầu khổng lồ trắng như tuyết đang nằm ở đó. Hai tay của nó cầm lấy cái đùi của một con người, đang ăn nấu nghiến. Tiếng xương vỡ vụn kêu rắc, rắc, tâm lý mọi người hoảng loạn. Đồng tử hai mắt Tiêu Phàm bỗng dưng co rút lại. Cái đầu khổng lồ của con quái vật này, nhìn từ xa, rất giống một con vượn khổng lồ, chỉ là tuyết trắng trên người nó hoàn toàn dung hòa làm một với tuyết trên mặt đất nếu không phải lúc này nó đang ăn mà gục một chỗ không di chuyển, căn bản không phân biệt được. Bởi con quái vật đang nằm nên khó có thể đoán được chiều cao cụ thể, nhưng cũng tầm khoảng 2 đến 3 mét trở lên. Tiêu phàm vừa mới xuất hiện ở tháp canh bên cạnh, con quái vật đột nhiên cảm nhận được một cái gì đó, lập tức ngừng nhai, ngẩng cái đầu lớn, đôi mắt phát sáng, nhìn đáo rác xung quanh để xác định vị trí chính xác mà tiêu phàm đang đứng. Hú, 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 con quái vật gầm lớn tiếng, cầm cái đùi đang ăn dở giang trên tay vứt sang một bên, mạnh mẽ đứng dậy. Khi con quái vật vừa đứng lên, Tiêu Phàm dường như thấy rõ toàn bộ diện mạo của nó. Đúng như Tiêu Phàm dự đoán, con vật này ước chừng cao 3 mét, toàn thân bao trùm bởi một bộ lông rậm rạp. Mỗi một sợi đều là màu trắng, không hề bị pha trộn màu khác, tứ chi trắng kiện. Sau khi đứng lên, có phần nào tương tự cơ thể con người, dường như là tuyết sơn dã nhân trong truyền thuyết. Cùng với cái đầu phía trên, đôi mắt nhỏ so với cơ thể của nó hoàn toàn không tương xứng lại lóng lánh màu đỏ như máu làm mọi người bên dưới vừa nhìn thấy không rét mà run bần bật mũi hướng lên trời cánh mũi không ngừng cử động thở ra một làn xương trắng dưới cái mũi là chiếc miệng lớn dính máu thỉnh thoảng ngõ nguậy dòng máu tươi xuôi theo khóe miệng chảy xuống bên cạnh nó còn lại đống thịt vụn bị phân mảnh cái đùi vừa mới bị gặm ăn bên kia rõ ràng là bị xé ra từ thi thể của người đàn ông này nhưng sự việc này không hấp dẫn sự chú ý của tiêu phàm, điều mà hắn thật sự quan tâm chính là từ người con quái vật lộ ra sát khí sung thiên, so với quỷ vương khô lâu vương tiên chi mà hắn gợi yêu ta trong đỉnh càn khôn, gần như cũng không khác nhiều lắm. Ánh mắt con quái vật khổng lồ rốt cuộc phát hiện sự xuất hiện của tiêu phàm, lập tức lại vang lên tiếng kêu kinh hãi. Tiêu phàm làm cho nhiều người trong bộ tộc đa ba ngạc nhiên bởi thái độ lãnh đạm, ánh sáng chợt lóe ra bên trong tay phải. Một số chiếc liếu diệp phi đao sắc bén lộ ra, giữa tay trái giữ lấy hai tấm phù lục. Mặc dù con quái vật khổng lồ vô cùng dữ tợn, trên mình mang đầy sát khí, nhưng vẫn không bằng mấy con yêu vật quỷ vương cấp mà tiêu phàm gỡ yêu ta ết trong thời gian trước. Tiêu phàm tạm thời không có ý định vận dụng, viêm linh chi nhận. Hắn lần này không quản đường xa ngàn dặm, cố ý chạy đến cao nguyên tuyết vực này, chính là để tìm kiếm tuyết liên ngàn năm để giải trừ luồng khí hung bạo ấy. Viêm linh chi nhận chính là căn nguyên của luồng khí hung bạo đó, lúc không cần thiết, không cần sử dụng. Hơn nữa, viêm linh chi nhận chỉ có chảm lực, nếu hiện tại tiêu phàm vận dụng toàn lực của nó, sức mạnh trong cơ thể gần như hoàn toàn bị hút sạch. Sau khi sử dụng, nếu như không ngờ yêu ta chết được đối thủ, chính mình sẽ rơi vào nguy hiểm. Loại võ công này là tuyệt chiêu sử dụng trong lúc sinh tử, chưa đến thời điểm cuối cùng, cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Đây là tuyết yêu ngàn năm. Tiếng kinh hô của cơ khinh xa, đột nhiên vang lên bên người bọn họ cũng vào trại, bước tốc chạy đến bên cạnh tiêu phàm. Toàn bộ trại lập tức chấn tĩnh trở lại, mọi người dường như ý thức được, thế cục sẽ biến đổi. Vì đang tăng đan cát đã trở về, cùng với các bằng hữu của ông. Đan tăng đa cát trong bộ tộc là một anh hùng, mọi người trong tộc rất tự hào về ông. Đan tăng đa cát, cam đan châu ở bên cạnh tiêu phàm xếp thành một hàng với cây đao sắc bén trên tay đi ra, dù chỉ có ba người nhưng khí thế đầy nghiêm nghị nhưng lần này dù là đan tăng đa cát, cũng không cách nào để mọi người trong tộc tin tưởng một cách tuyệt đối. Những thứ khác không nói, chỉ nhìn đơn giản bề ngoài, thực lực hai bên chênh lệch quá xa. Tuyết yêu ngàn năm cao tới hơn 2 mét, gần 3 mét, cao gấp đôi so với đan tăng đa cát, bốn chiếc răng nanh trong miệng, dài sắc như đao kích thước hơn một xích, chém vào người nó, chỉ sợ rất khó làm nó bị thương. Yeah! Bỗng nhiên lúc đó, trong đống tuyết, một bóng người đứng lên, hướng về phía trong trại chạy bán sống bán chết. Bên trong trại vang lên tiếng động long trời lở đất, mọi người dường như không nghĩ đến bên ngoài còn có người sống sót. Người này không chừng giả chết, lợi dụng lúc Tuyết yêu bị đám người Tiêu phàm làm cho phân tâm, bỗng nhiên đứng dậy chạy như điên, với hy vọng bảo toàn tính mạng. Phải nói đây là phương pháp hoàn hảo. Nhưng hành động này, nháy mắt chọc giận con Tuyết yêu ngàn năm. Con quái vật đó có vẻ nóng nảy, nhìn thấy người đàn ông toan tính bỏ trốn, lập tức giận tím mặt, hai tay đập mạnh xuống nền tuyết, khẽ phi thân nhanh chóng đuổi theo người đàn ông còn sống sót cuối cùng này. Yêu quái, hãy đến đây. Đan Tăng Đa Cát không chút do dự từ trên phía lan can tháp canh nhảy xuống, cầm cây đao tập kích về phía quái vật. Đan Tăng Đa Cát trong suy nghĩ của bộ tộc là chiến sĩ dũng cảm nhất, tài giỏi và anh hùng, trong lúc này tự chủ mà không chút do dự. Nếu như ngay cả ông ta cũng sợ hãi, toàn bộ sĩ khí mọi người chỉ sợ lập tức sụp đổ giống. Chân tay tuyết yêu vươn dài, ở trên mặt tuyết di chuyển như bay, tựa như tuấn mã phi nước đại, nháy mắt đuổi kịp tên trốn thoát, giống to một tiếng, giơ tay trưởng vào phía sau nạn nhân. Bị đánh trúng, tên đó bị té nhào ra phía trước, giống như đằng vân giá vũ, hai tay vùng vẫy trên không trung, lớn tiếng kêu la thảm thiết. Lập tức bóng người chợt hiện ra, tiêu phàm đột nhiên xuất hiện trước mặt, cánh tay phải giơ lên, đánh ra một lực mạnh mẽ, nâng lấy thắt lưng nạn nhân, thay đổi điểm rơi, bay hướng về trại. Ngay vào lúc này, đàn tăng đa cát vội vã chạy tới trước mặt con tuyết yêu, vùng đao lên, lưỡi đao chém chúng con quái vật. Thất giống như có người chỉ huy, tiếng gào thét bên trong trại chợt ngừng lại, tất cả mọi người há to miệng, ngắm nhìn chờ đợi đệ nhất cao thủ của họ và quái vật khổng lồ lần đầu đối mặt giao chiến, kết quả sẽ ra sao? keng, Kết quả ngoài dự tính của mọi người, cây đao được tạo ra bằng sắt thép giao kích với thủ chảo con quái vật, không ngờ phát ra âm thanh giao nhau của kim loại chẳng lẽ quái thú này không phải thân xác máu thịt toàn thân đều là sắt thép tạo ra hay sao đan tăng đa cắt càng kinh ngạc hơn thân là tuyết vực đao vương đệ nhất đao khách cao nguyên thanh đao trong tay ông sắc bén cỡ nào không ai biết rõ hơn ông ta cho dù trào thủ của đối phương thật sự sắt thép đến đâu cũng có thể chém đứt tại sao kết quả lại như vậy không cần đan tăng đa cắt nghĩ ngợi kinh phong bên người gào thét con tuyết yêu ngàn năm vung bàn tay trái to lớn, hung hăng. Đan Tăng Đa Cát vừa định múa đao nghênh địch, một lực lớn vô song đột nhiên giáng xuống, trong phút chốc Đan Tăng Đa Cát cảm thấy toàn thân dường như bị thiên quân đánh xuống, đừng nói vung đao nghênh chiến địch, thậm chí miệng nói không ra lời, thở không ra hơi, phải vận dụng một chút khí lực toàn thân cuối cùng mới có thể gắng ngượng đứng ở nơi đó, không để cho mình quỵ xuống. Môn phái của Đan Tăng Đa Cát, mỗi một vị đệ tử đều được yêu cầu đến thác nước lớn luyện công, lấy thân xác máu thịt đối kháng với uy lực của thiên địa mỗi người đều luyện được gân cốt như sắt lực lớn vô song thời khắc này tuyết vực đao vương biết rằng chính mình căn bản không kháng cự được đây đã không phải là sức mạnh mà nhân gian có thể có đây là sức mạnh yêu mị a à, mọi người trong trại nhìn thấy cảnh tượng này không thốt nên lời thậm chí không ít người nhắm hai mắt lại không dám nhìn mới đây có một nhóm người trong tộc đang từ trong núi tuyết trở về tất cả mọi thứ có vẻ bình thường. Sau đó con tuyết yêu bỗng nhiên xuất hiện, trong khoảng khắc tiến vào trại gờ yêu sạch người trong bộ tộc. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được một trưởng của con quái vật. Một trưởng giáng xuống, máu tươi văng tung tóe, tức khắc thịt nát như tương. Đan tăng đa cắt tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là thân xác máu thịt. Ngay lúc này, trước mặt đan tăng đa cắt xuất hiện một vầng sáng chói mắt, một lực mạnh mẽ từ phía sau vào tới, sức mạnh con yêu nghiệt vốn đang vây khốn, bỗng nhiên bị dòng lực mạnh mẽ dội ngược trở về, giải vây. Đan tăng đa cắt dầu kinh nghiệm chiến đấu, lập tức không cần suy nghĩ, vội vàng bay ngược ra sau, cũng mặc kệ thế đến của đối phương như thế nào, chiếc đao trong tay múa thành một vòng sáng trắng trước ngực, bảo vệ lấy bộ vị yếu hai nơi đầu ngực. Giữa không chung, hai luồng sáng hỗn độn màu đỏ trói mắt, bao phủ xuống đầu con tuyết yêu ngàn năm. Sau vầng sáng, ba ánh hào quang màu trắng chợt lướt qua giống. Con tuyết yêu ngàn năm phát ra tiếng giống long trời lở đất, hai tay vùng vẫy trên không trung, loạn trọn lui về phía sau mấy bước, trước bộ ngực trắng như tuyết xuất hiện ba vết thương màu đỏ, từ vết thương đó chảy ra ba dòng máu tươi. Ô hát hát hát, phía sau bên trong trại phát ra tiếng hô kinh thiên động địa. Con quái vật này bị thương. Hóa ra con yêu quái này không phải thật sự đau thương bất nhập, mà được tạo ra bằng xương bằng thịt nên cũng sẽ bị thương khí thế mọi người vốn đang giảm sút cực độ, lập tức bừng tỉnh lại. chương 615, Tuyết Yêu, Hạ. Tiêu Phàm đứng vững ở phía trước đan tăng Đa Cát, ngăn chặn con Tuyết Yêu. Đa Cát tiền bối ông quay về trại đi, đây đích thị là yêu vật, đao kiếm thông thường không gây tổn thương được nó. Tiêu Phàm không quay đầu lại trầm giọng nói. Đan tăng Đa Cát do dự, ông ta vốn là người vô cùng quyết đoán, nhưng lúc này có chút khó khăn. Giống như lời nói của Tiêu Phàm, con quái vật này đao kiếm thông thường khó gây cho nó thương tổn, dù sao ông thân là người trong tộc, lúc bộ tộc gặp đại nạn, tiêu phàm là người ngoài lại chiến đấu trong khi ông lại trốn phía sau, thật sự không thể nào nói nổi. Ngươi, là, ai? Đột nhiên con quái vật lớn tiếng mở miệng, chừng đôi mắt màu đỏ nhìn tiêu phàm. Người phía trong trại một lần nữa giật mình ngạc nhiên, không ngờ nó biết nói chuyện. Đan tăng đa cát cũng ngây dại, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi, Tài đang cầm thanh đao khẽ run lên. Với tư cách là một tín đồ Phật giáo, Đan Tăng Đa Cát có thần luận giả. Chính bởi như thế, sau khi xác nhận mình thật sự đối mặt với con yêu quái, Đan Tăng Đa Cát sợ hãi hơn với người bình thường. Chỉ có tin tưởng vào thần thánh mới đặc biệt kính sợ thần, cùng lý lẽ đó tin vào quỷ thần sẽ đặc biệt kính sợ quỷ thần. Người bình thường, ngay cả người thiện chiến đến đâu cũng không phải đối thủ của yêu quỷ. Tiêu Phàm nhìn Tuyết Yêu, chậm rãi nói tại hạt tiêu phàm truyền nhân vô cực truyền nhân vô cực giống trên mặt tuyết yêu đột nhiên hiện rõ vẻ mặt tức giận ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng trong lòng tiêu phàm có chút lay động còn yêu quái này biết nói cũng không có gì lạ hắn đã không phải lần đầu tiên gặp loại yêu ma quỷ quái như vậy thanh dương sư tổ có nói qua thế đạo luân hồi linh khí thiên địa trong vũ trụ bị phá hủy đang dần dần khôi phục những yêu ma quỷ quái đang ẩn nấp trước đó bắt đầu xuất hiện chỉ có điều, con tuyết yêu trước mặt hình như biết, vô cực môn. Xem ra, trước khi không gian sụp đổ, ở thế giới tu chân, vô cực môn quả nhiên đại danh đỉnh đỉnh, tuyệt không phải thanh dương sư tổ tự thân rát vàng. Thanh dương sư tổ từng nói qua, vô cực môn đứng đầu tránh đạo. Trong cuộc chiến với thần ma, sức lực của vô cực môn trong liên minh chính đạo là quan trọng. Ngươi là con quái vật gì? Không biết từ khi nào, cơ khi xa đã đi tới bên cạnh tiêu phàm, ngẩng đầu nhìn con quái vật khổng lồ đối diện, lớn tiếng hỏi. Đa cát, đa cát. Bên trong trại truyền đến tiếng kêu của người đàn ông trung niên độ khoảng 50 tuổi, hướng về phía đan tăng đa cát. Người đàn ông này, mặc trang phục không khác biệt người trong trại, ở trên ngũ ông ấy cắm ba chiếc lông vũ xinh đẹp, ở bộ lạc món đồ đó cơ bản đại diện cho một chức vị khác hẳn mọi người trong trại. Quả đúng vậy. Đan tăng đa cát còn trần trừ chưa quyết vừa nhìn thấy người đàn ông này lập tức chậm rãi lùi về phía sau, nói tiêu tiên sinh cơ tổng hai người hết sức cẩn thận đan tăng đa cát nhanh chóng lui về trại đứng lên thắp canh cúi đầu xuống lễ bái người đàn ông trung niên kia hạ giọng nói tộc trưởng người trung niên này quả nhiên là tộc trưởng phụ thân của áo đa a chát a chát không câu nệ lễ tiết vội vàng nói đa cát nó là một yêu quái đối phó với yêu quái nên dùng vũ khí của tổ tiên truyền lại nói xong tộc trưởng đem một thanh trường đao, hai tay đưa cho đan tăng đa cát. Đan tăng đa cát vỗ chán của mình thất vọng nói. Đúng vậy, làm thế nào mà ta đã quên vật này? Tương truyền bộ tộc đa ba sở hữu ba món thần khí, tổ tiên họ sử dụng thần khí chiến đấu mọi loại yêu ma. Ba món thần khí này là một thanh trường đao, một chiếc lôi kích và một bộ cung tên. Vừa rồi đan tăng đa cát vội vàng cứu người, trong khoảng thời gian ngắn, làm sao nghĩ ra mấy thứ đó biết rằng thần binh này từ trước đến nay được thờ phụng ở trong tổ miếu, đại đại tương truyền, ít nhất cũng có lịch sử hơn một ngàn năm, sớm được nhiều người trong tộc xem là vật trang trí trong thần miếu, ít người còn nhớ đến tác dụng thật sự của nó. Thậm chí trước đó vài ngày, người trong tộc ra ngoài hái thuốc, đánh cá và săn bắt, cùng với dê, bò, ngựa không ngừng bị quái vật tập kích, cả tộc bàn luận đề cử nhiều người ra bên ngoài cầu viện, vẫn không có người nhớ tới thần binh được thờ phụng trong tổ miếu đến hiện tại con tuyết yêu ngàn năm ở ngay trước mắt cuối cùng có người nhớ tới truyền thuyết cổ này chưa từng nghiệm chứng câu chuyện là thật hay giả trên thực tế đại đa số trong tâm nhiều người xem nó như một câu chuyện truyền thuyết không hoàn toàn tin tưởng hiệu lực của binh khí tình thế hiện giờ đang gấp không biết truyền thuyết đó đúng hay sai đem binh khí từ trong thần miến ra sử dụng trước có hiệu quả hay không thử qua mới biết được giống lại là tiếng giống long trời lở đất của con tuyết yêu người nó lập tức đứng dậy hai tay duỗi ra phía trước, mười đầu móng tay đen thui sáng bóng của nó dần dần xuất hiện. Dưới ánh hoàng hôn, phản chiếu ánh sáng lóng láng, nhìn qua, móng tay con quái vật như thể được tạo ra bởi kim loại, độ dài chừng 7-8 tấc gần bằng chiều dài con dao găm. Tiêu phàm, ta muốn nuốt sống ngươi. Gầm lên một tiếng, hai tay con tuyết yêu múa trên không trung, vẻ mặt đằng đằng sát khí giận dữ gào thét. Mới ban nãy con quái vật nói chuyện còn không lưu loát, chớp mắt cách phát âm từng câu từng chữ đều trở nên rõ ràng đến khác thường, dường như trong thời gian ngắn, linh trí của nó mới khai hóa. Tiêu phàm lạnh lùng nhìn nó, không nói một lời nào. Một tiếng động, rắc, rắc, truyền đến, năm ngón tay phải của cơ khinh xa dài ra năm móng tay biến thành màu đỏ tươi. Ngày trước cơ khinh xa đối đầu với kẻ thù liền thi triển, thiên thủ quan âm thiên biến thủ, tay phải cũng xuất hiện biến hóa như thế, nhưng lần này, năm ngón tay của cô dài hơn so với lúc trước, màu sắc trên móng tay đều thay đổi so với trước kia. Năm ngón tay bên tay phải của cô không ngừng thoát lên sát khí. Tiêu phàm thậm chí cảm nhận được khí sắc, huyết hàng thuật, không kìm nổi lòng liếc nhìn cơ khinh xa một cái. Xem ra, cơ khinh xa đã thành công đem hàng đầu thuật kết hợp với Hà Lạc, có lẽ đây chỉ mới vừa bắt đầu nên uy lực vẫn chưa thật sự mạnh, nhưng mà có thể đem hai loại võ công đồng thuật pháp kề thừa kết hợp lại, cũng đủ để minh chứng thiên phú bẩm sinh của cơ khinh xa. Hiện giờ đối mặt với Tuyết yêu ngàn năm, với con quái vật như vậy, Cơ Khinh Sa không chút do dự đem võ công mới kết hợp ra thi triển, chứng tỏ cô rất có lòng tin đối với loại võ công này. Đôi mắt màu đỏ của con quái vật nhìn qua người Cơ Khinh Sa, trên mặt những chiếc lông trắng hiện lên vẻ khinh thường, lập tức hét lớn một tiếng, móng vuốt sắc bén từ trên cao tung xuống chảo ảnh thật mạnh, lập tức giáng mạnh xuống phía Tiêu Phàm. Từ thế này có thể nhìn thấy, chỉ cần bị nó đánh trúng, dù tiêu phàm có thật là đầu đồng tay sắt cũng sẽ bị năm cái móng sắt đó đâm thủng. Tiêu phàm còn chưa hành động, cơ khinh xa đã hành động trước, ngay thời khắc này, cơ khinh xa nhẹ nhàng bay lên. Giống con tuyết yêu, trên không trung tung ra tầng tầng lớp lớp chảo công, tung chảo tới hướng con yêu quái đang sung sức. Trong phút chốc, một mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi. Nam Dương hàng đầu sư lúc thi triển, huyết hàng thuật cũng sẽ kích khởi mùi máu tanh nồng nặc hơn mỗi khi cơ khinh xa xuất thủ đều có tính toán phương hướng và thời cơ. Con tuyết yêu vận dụng song trưởng, toàn lực xuất kích hướng về tiêu phàm. Dưới xương sườn trống rỗng của nó, mối quan hệ trên cơ thể, một chiêu đánh ra, gần như nhắm mắt cũng sẽ không thất bại. Hơn nữa, dựa theo nguyên lý võ thuật, cho dù là cao thủ mạnh mẽ đến đâu, lúc này đúng là lực cũ sắp cạn, lực mới chưa sinh, bất kể chống đỡ, né tránh vẫn coi như phản kích, chỉ có điều hơi gian nan. Mặc dù nói, Tuyệt yêu ngàn năm là yêu quái, cao thủ võ thuật bình thường không thể sánh bằng, nhưng đây là thói quen bản năng của cơ khinh xa. Có cửa rảnh mà không công kích, không phải là thói quen của cô. Dựa vào thân thể mạnh mẽ, với lớp da dày, tuyệt yêu căn bản không để tâm đòn công kích của cơ khinh xa, toàn lực ứng phó, tấn công tiêu phàm. So với cơ khinh xa chủ động tấn công, tiêu phàm lựa chọn chiến lược tấn công vào chỗ sơ hở. Mắt nhìn thấy cự trào tấn công phía trước, liền nhẹ nhàng bay qua hướng bên cạnh sát, con tuyết yêu ngàn năm hét lên một tiếng, đánh mạnh chảo công vào mặt đất, lập tức lớp tuyết đang động phía trên văng tung tóe, in hẳn vết móng vuốt sắc bén. To bộ khu vực trên cao nguyên bị bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa, tạo thành một lớp băng kiên cố, dù cho có dùng quốc cũng khó đập bể. Cùng lúc đó, năm ngón tay của cơ khinh xa quét qua bên người con tuyết yêu. Con quái thú khoác trên người một bộ lông rậm rạp, năm ngón tay, ngọc quan âm, cứ như thế đi qua người, dường như không có chút dấu vết, gây tổn thương với con quái vật. Sự thật giống như trảo quyền của cơ khinh xa gãi ngứa cho nó, con quái thú đem móng vuốt sắc bén như băng đá rút ra từ bên trong, quét ra hướng bên phía tiêu phàm, tiếng gió xé mãnh liệt. Sắc mặt tiêu phàm lại lần nữa tái đi, nhẹ nhàng bay lên né tránh, cánh tay phải dương lên, lập tức một luồng sáng màu hồng hiện ra, ba tờ bùa chú bay ra, bốc cháy ở giữa không trung, hóa thành ba cái đồ án hào quang chói mắt, hùng hổ hướng về con tuyết yêu đồng thời trấn áp xuống. Tuyết yêu ngàn năm dừng dương với toàn bộ lực công kích, nhưng đối với mấy cái bổ chú lại hết sức kiêng kỵ, lúc này toàn thân nó dừng lại, hét lớn một tiếng, miệng phun ra một làn hơi trắng xóa, vênh mặt hướng về phía trận pháp nghênh chiến. Luồng sáng vừa mới phun ra, không khí xung quanh liền ngưng động, thời tiết vốn giá rét, lập tức chợt hạ xuống, dường như nháy mắt toàn bộ không gian lập tức đóng băng. Không hổ danh là Tuyết yêu ngàn năm, trùng sáng này có tác dụng khác, tạm thời không biết được, chỉ cần ẩn chứa hàn khí đã cao hơn một tầng so với âm khí địa mạch nơi lòng đất thâm sâu tại ma cưu trang viên và hàn khí địa ngục của mấy con quỷ vương. Vốn ba đồ án hỗ độn màu hồng chói mắt, lại bị đông cứng, ở giữa không trung hóa thành ba tấm băng màu đỏ, ví như sao trổi đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy hình ảnh như thế tiêu phàm cũng hơi kinh hãi, hai hàng lông mày bắt đầu nhướng lên. Con quái vật hét lớn một tiếng, đánh ra một trường, ba tấm băng màu đỏ bị đánh chúng nhanh chóng vỡ nát. Bỗng dưng, tiếng xé gió thê lương, một mũi tên màu đen xuyên qua lớp băng vỡ hỗn độn nhanh như chớp nhắm thẳng đến hướng con tuyết yêu. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 615